Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 996, An Như, anh yêu em. Từ Vương Tử Quân đến Mạc Tiểu Bắc, lại đến kinh nghiệm lên chức của Vương Tử Quân, hầu như đã thành tiêu điểm nghị luận của mọi người. Tuy sự kết hợp của bọn họ cũng là tiêu điểm cần chú ý, thế nhưng lại không có mấy người quan tâm ở phương diện này, bởi vậy không có nhiều lời nghị luận. Những diễn đàn địa phương như thành phố Đông Bộ và huyện Hồng Bắc mà Vương Tử Quân từng công tác cũng trở nên rất sôi nổi, chẳng những là người địa phương, những người bên ngoài tham gia cũng rất đông. Trên diễn đàn thành phố Đông Bộ, có người nói nếu như Bí Thư Vương còn công tác ở thành phố Đông Bộ, như vậy thì quá tốt rồi. Nếu Bí Thư Vương tiếp tục ở lại thành phố Đông Bộ của chúng ta, chỉ sợ thành phố chúng ta đã sớm vượt qua An Dịch rồi. Lúc đầu đó chỉ là quan điểm của một người. Thế nhưng một khi quan điểm này được công bố, lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều người, nhận được rất nhiều sự đồng tình. Chỉ sau nháy mắt đã có vài trăm người bình luận. Khi Chủ tịch Vương còn công tác ở thành phố Đông Bộ, tốc độ phát triển thật sự như hỏa tiễn. Bây giờ thì hay quá, tốc độ của Đông Bộ như ốc sên, cũng không biết vì sao trong tỉnh lại điều Bí Thư Vương đi nơi khác. Đúng vậy, hai năm qua chúng ta có thể so dọc. Thế nhưng nếu so ngang thì căn bản không đuổi kịp người Lan Nam. Cái gì mà có thể so dọc, anh nhìn dòng sông Lam Hà xem, đúng là hôi thối ngút trời. Đủ mọi lời nghị luận tầng tầng lớp lớp, sau khi những lời nghị luận như vậy chồng chất lại, đã bắt đầu có sự thăng cấp. Một trang web có tên là Bốn Người Anh Em đột nhiên nói. Các vị có biết vì sao sự kiện Bí Thư Vương đeo đồng hồ đắt tiền lại được phát tán lên mạng không? Vấn đề này được nói ra chợt nhận lấy sự chú ý của nhiều người, nhưng trang web này cũng thật sự rất hiểu khẩu vị của người ta, mãi 4-5 phút sau mới nói ra nội dung cụ thể. Mặc dù câu nói như vậy làm cho nhân tâm ngứa ngáy, thế nhưng chỉ cần chờ 5 phút là nội dung tiếp theo đã xuất hiện. Gần đây Trung ương vì gia tăng quyền lên tiếng của các thành phố phát triển kinh tế trong tỉnh, thế là quyết định cho các bí thư thành phố phát triển mạnh mẽ tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy. Đây là một chuyện tốt. Nhưng vị trí thì ít mà người thì nhiều, thế cho nên không tránh khỏi tranh đoạt. Lúc này may mà ở tỉnh Sơn Nam những thành phố được xưng tụng phát triển kinh tế mạnh mẽ ngoài Sơn Viên và An Dịch chỉ còn lại thành phố La Nam và Đông Bộ mà thôi. Mọi người đều đã biết bí thư thị ủy các thành phố Sơn Viên và An Dịch đều là thường ủy tỉnh ủy, thế cho nên những sự việc liên quan thì mọi người tự đoán lấy. Một đoạn văn như vậy làm cho người đọc cảm thấy há hốc mồm. Hơn nữa đáp án trên trang này lại được các trang khác cho đăng lại. Đủ mọi lời nghị luận lại bùng lên như thủy triều, có nghi vấn, có tin tưởng, tất nhiên còn có những người tranh luận gay gắt với nhau. Nhưng trong số những người có tham gia thảo luận, số lượng người đồng ý căn bản đã chiếm một con số lớn. Tuy thành phố Đông Bộ phát triển kinh tế rất tốt, thế nhưng nếu so với La Nam thì kém xa. Thành phố La Nam chủ yếu phát triển dựa trên sản nghiệp kỹ thuật cao. Rõ ràng là ăn cơm kỹ thuật, nào giống như thành phố Đông Bộ chúng ta. Chủ yếu là tiến cử những nhà máy ô nhiễm, đây rõ ràng là một hành vi uống rượu độc giải khát. Bài viết này xuất hiện không lâu thì đã có người mắng. Thành phố Đông Bộ các người ô nhiễm thì ô nhiễm, thế nhưng lại không ảnh hưởng đến thành phố Yên Hư chúng tôi sao? Thành phố chúng tôi ở Hạ Du Lam Hà, các người có biết hàng ngày có bao nhiêu người dùng nước sông cho sinh hoạt hay không? Khi lời nghị luận này được đăng tải thì nhanh chóng phát sinh tranh luận và mắng mỏ, những người tham gia căn bản đều bị ảnh hưởng trực tiếp từ dòng sông Lam Hà. Trong lúc mọi người đang mắng chửi lẫn nhau, chợt có người nói. Tôi là sinh viên Đại học Thủy lợi thành phố Yên Hư, bạn học của tôi là Triệu Đại Hải vì phản ánh với thành phố về tình huống nước sông bị ô nhiễm mà đã bị đưa đi điều tra. Lúc này tôi mong mọi người giúp đỡ bạn học của tôi. Cậu ấy cũng chỉ là vì lo lắng cho sức khỏe của nhân dân mà thôi. Trong một gian phòng ở tầng 5 khách sạn thành phố La Nam, Liêu An Như khẽ gập máy tính lại. Lúc này trong lòng nàng thật sự có đầy đủ hương vị, thật sự khổ sở không nói nên lời, cũng cảm thấy vui mừng nói không nên lời. Người kia đã chiến thắng, điều này làm cho nàng thật sự cảm thấy rất vui, nhưng hình ảnh hai người ôm nhau thắm thiết giữa khung cảnh cực kỳ tươi đẹp. Điều này làm cho nàng sinh ra cảm giác bẽ bàng muốn khóc. Cũng chỉ có cô ấy mới xứng đôi với anh ấy, Liêu An Như, cô đừng nên suy nghĩ bậy bạ. Liêu An Như không nói một lời, nàng chậm rãi đứng lên khỏi ghế, ánh mắt nhìn lên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi khi tâm thần không yên lúc nửa đêm thì nàng thường nghĩ đến đoạn tình cảm vĩnh viễn không có kết cục của mình, thế là lại sinh ra cảm giác xót xa. Ngày mai mình sẽ rời khỏi nơi đây. Vì chờ đợi kết quả này mà Liêu An Như đã ở lại thành phố La Nam 2 ngày, nàng còn muốn ở thêm. Dù nàng biết mình không có cách nào khác, thế nhưng nàng tình nguyện ở nơi gần bên khi hắn rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn. Tút tút tút. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Liêu An Như trầm ngâm giây lát, sau đó nàng cầm điện thoại đặt lên bàn lên áp vào tai. Chào An Như, tôi là anh Liêu. Một giọng nói ngọt ngào của một người đàn ông chợt vang lên bên tai Liêu An Như. Liêu An Như cực kỳ quen thuộc với người trợ thủ của mình, nàng cười nói. Anh Liêu, lúc này anh gọi điện thoại cho tôi có việc gì không? Anh Liêu có chút do dự, sau đó nói. Bên kia lại thúc giục, tôi thấy cô ngày mai không rảnh, hay là chúng ta làm phim cái đã rồi nói sau. Mặc dù Liêu An Như cảm thấy lời nói của anh Liêu có gì đó là lạ, thế nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều mà sảng khoái đồng ý. Anh Liêu, anh chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi thành phố La Nam. Ngày mai sẽ đi sao? Tốt quá, tôi sẽ thông báo ngay. Anh Liêu nói rồi chợt nghĩ ra cái gì đó, hắn chợt thúc giục. An Như, cô có nghỉ ngơi chưa? Tranh thủ nghỉ ngơi đi. Liêu An Như nghe lời nói của anh Liêu mà càng thêm cảm thấy khổ sở, tối nay nàng có thể ngủ được sao? Một ngôi sao băng chợt xẹt qua bầu trời, Liêu An Như nhìn lên trời mà chợt sinh ra một ý nghĩ, hắn đang làm gì vậy? Có phải cũng đang ngắm sao băng giống như mình không? Biết đâu hắn đang cùng vợ ngắm sao băng thì sao? Xoẹt xoẹt. Đột nhiên một âm thanh vang lên làm cho Liêu An Như chợt sững sờ, nàng chợt vô thức đứng lên, sau đó nhìn về phía cửa. Liêu An Như vốn đang rất tập trung, khi cánh cửa chuyển động thì nàng căn bản còn chưa kịp phản ứng, đến khi cửa mở ra thì một người bước vào trong. Liêu An Như cũng không xa lạ gì người đàn ông này, nàng thấy người thanh niên kia cất bước đi đến, thế là vẻ mặt có chút hoảng hốt, thế nhưng nàng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chương 997, sự kiện nhuốm màu hồng. Mặc dù pháp luật luôn nói đối xử ngang hàng với tất cả mọi người, thế nhưng luôn luôn có một số người, có một số việc căn bản bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố. Tuyệt đối không thể dùng hai từ công bằng để có thể đối đãi với sự kiện của Liêu An Như. Mặc dù trong cuộc sống hiện tại thì Vương Tử Quân luôn bày ra tư thế đứng cách xa với người vợ kiếp trước là Liêu An Như, hơn nữa xem như hai người là hai đường song song. Thế nhưng trong thế giới nội tâm của hắn thì vẫn yên lặng chú ý đến nàng, hy vọng nàng có thể sống tốt. Cục diện hiện tại Vương Tử Quân căn bản không thể nào chống đỡ hết được cho nàng, tuy hậu quả của sự kiện giúp đỡ này là khó thể dự đoán được, thế nhưng nếu hắn nhẫn tâm bỏ mặc, hắn thật sự không làm được. Cục trưởng Mễ sao? Vương Tử Quân bấm số điện thoại của Cục trưởng Cục Công an Mễ Hoa Lâm. Mễ Hoa Lâm đã sớm khắc ghi dãy số điện thoại của Bí thư Vương Tử Quân, khoảnh khắc khi nhận được cuộc điện thoại này thì hắn nhanh chóng đứng lên trên bàn rượu, sau đó dùng giọng cung kính nói. Bí thư Vương, tôi là Mễ Hoa Lâm, mong ngài cho ra chỉ thị. Vương Tử Quân nhanh chóng nói. Có người quấy rầy tiểu thư Liêu An Như ở khách sạn Phi Dược, cũng xảy ra sự việc ngoài ý muốn, anh đến xử lý một chút. Vương Tử Quân cũng không cho ra nhiều chỉ thị mà nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn tin tưởng chỉ cần mình ra lệnh một tiếng thì Mễ Hoa Lâm sẽ ngầm hiểu, sẽ làm tốt sự việc. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Tử Quân vào đầu. Hắn lại cầm điện thoại lên, lần này gọi cho Lý Đức Trụ. Bí thư Vương, ngài cần dùng xe sao? Tôi sẽ đến ngay. Lý Đức Trụ cũng đang uống rượu. Hôm nay Bí thư Vương đã lật ngược thế cờ, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ vui sướng. Sau khi đưa Vương Tử Quân an toàn về nhà, hắn nhanh chóng hẹn vài người bạn đi uống rượu. Bữa tiệc rượu mới bắt đầu được một nửa thì Vương Tử Quân gọi điện thoại đến, điều này không khỏi làm cho Lý Đức Trụ có chút không yên. Đức Trụ, cậu đang ở bên ngoài sao? Cậu đừng nói gì cả, hãy nghe tôi nói. Bây giờ cậu đi vào trong khách sạn đang tiếp đãi các phóng viên, mau nói cho bọn họ biết chuyện một người đàn ông lao ra khỏi phòng của Liêu An Như, lập tức đi làm. Lý Đức Trụ chợt cảm thấy tỉnh rượu, hắn ý thức được nhiệm vụ này là không nhỏ, thế là lên tiếng. Bí thư Vương, tôi sẽ đi làm ngay, ngài còn có gì cần phân phó không? Đối với các ngôi sao thì chuyện hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất thường có liên quan đến tình cảm, cậu nhớ cho kỹ, phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ.
Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn trầm giọng nói với Lý Đức Trụ. Sau khi sắp xếp tốt với Lý Đức Trụ, Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, lúc này hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mỗi khi gặp chuyện lớn thì phải bình tâm tĩnh khí, Vương Tử Quân thầm báo cho mình như vậy. Khi Vương Tử Quân đang ngồi ở nhà chờ tin tức, lúc này bên ngoài khách sạn Phi Dược đã rối loạn, rất nhiều người vây quanh một người té từ bên trên xuống đang hấp hối bên ngoài khách sạn. Ai vậy, sao lại rơi từ trên khách sạn xuống? Vẫn chưa chết, mau gọi xe cứu thương. Đã gọi cho bảo vệ. Bảo vệ, sao lại như vậy? So với đám người qua đường đang liên tục mở miệng ồn ào thì bảo vệ lại càng bức bối, bọn họ nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống, thế là chạy ra. Ngoài chứng kiến một người đã hoàn toàn biến đổi đang nằm trong vũng máu, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Hừ, nhất định là từ bên trên rơi xuống, trời, rơi từ lầu 5 xuống đất, không chết thì cũng là mạng lớn. Người này thật xui xẻo, anh xem thủy tinh đâm vào người kia, còn bà nó, đây có khác gì tự cung chứ? Một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi chỉ vào một khối thủy tinh hơn 20cm cắm vào bộ hạ của Tào Viễn rồi khẽ nói. Trời ạ, phương pháp tự hại mình này phải có dũng khí lắm mới làm được. Anh đừng nói nữa, có lẽ cảm giác đau đớn lúc này cũng không kém đánh thuốc mê để giải phẫu chuyển giới đâu. Chỉ vài phút sau thì xe cứu thương và xe cảnh sát cùng chạy đến. Hai vị cảnh sát nhân dân đi xuống xe cùng với bác sĩ đưa Tào Viễn lên giường cấp cứu, nhân viên y tế cũng nhanh chóng tiến hành cứu giúp. Đây là có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có người từ trên lầu rơi xuống? Viên cảnh sát nhân dân nhìn bảo vệ, sau đó mở miệng tìm nhân chứng. Thấy bảo vệ cũng không hiểu, hỏi gì cũng không biết, viên cảnh sát chợt thay đổi vấn đề. Ai ở trong phòng kia? Nếu như đó là phòng của người bình thường thì đám bảo vệ căn bản là không thể nhớ được, nhưng hai người lại cực kỳ quen thuộc căn phòng của Liêu An Như. Bọn họ là người hâm mộ của Liêu An Như, hai người hầu như mỗi ngày đều nhìn về phía căn phòng kia, hy vọng có thể được một lần gặp mặt mỹ nữ giống như tiên nữ trong mộng của mình. Vừa rồi đám bảo vệ đang rất khủng hoảng nên căn bản không nhớ đến điều này, bây giờ nghe viên cảnh sát hỏi, bọn họ vội vàng nói. Liêu An Như, đó là phòng của Liêu An Như. Ba chữ Liêu An Như làm cho đám người đứng xem náo nhiệt ở chung chợt sợ ngây người. Liêu An Như là người phát ngôn của khu du lịch Cô Yên Sơn, sức ảnh hưởng và sự nổi tiếng của nàng ở thành phố La Nam cũng không phải là bình thường. Hầu như có thể cho rằng 2/3 dân số thành phố La Nam là fan hâm mộ của Liêu An Như. Lúc này đám người chợt nghĩ về những sự việc liên quan đến đám đàn ông khốn kiếp, thế là căn bản không còn đồng tình với Tào Viễn ở trên xe cứu thương, càng không ít người chợt cảm thấy hả hê. Huýt huýt huýt. Tiếng còi xe cảnh sát từ phương xa truyền đến, một chiếc xe cảnh sát lao đến như bay. Anh Hầu, sao lúc này các anh cũng đến rồi? Hai viên cảnh sát đang tìm hiểu tình huống thấy người vừa xuống xe thì lớn tiếng chào hỏi. Tiểu Lý, các cậu cũng đến sao? Sớm biết có hai người ở đây thì chúng tôi sẽ không đến. Hừ, vừa rồi có người gọi điện thoại báo cảnh sát có người cưỡng hiếp. Tên cảnh sát gọi là anh Hầu mở miệng nói. Sau đó nhìn về phía bảo vệ. Phòng 401 ở chỗ nào? Tên bảo vệ vốn cảm thấy cực kỳ oán hận vì một tên đàn ông khốn kiếp rơi khỏi phòng người mình hâm mộ, lúc này nghe thấy viên cảnh sát mở miệng hỏi, thế là vô thức chỉ tay về phía căn phòng có phần kính ốp bên ngoài bị vỡ. Hai tên cảnh sát khẽ gật đầu, bọn họ đi vào trong khách sạn, thế nhưng lúc này đám người bên ngoài lại nghị luận ồn ào. Vừa rồi cảnh sát nói gì? Có người trong phòng Liêu An Như báo với cảnh sát rằng có người cưỡng hiếp sao? Người này từ trong phòng Liêu An Như lao ra, có phải là hắn không? Chắc chắn là như vậy, tên này có bộ dạng xấu xí, nhìn qua là biết không phải thứ gì tốt. Trước khi làm gì đó cũng cần phải soi mặt xuống nước tiểu xem mình có bản lĩnh hay không chứ. Bây giờ thì tốt rồi, chuyện tốt không thành, lại thiếu chút nữa bị ngã chết, đây không phải tự làm tự chịu sao? Đồng chí cảnh sát, tôi là phóng viên của báo Trần Nhật, tôi muốn hỏi một chút, người báo cảnh sát ở phòng 401 sao? Một người phụ nữ mặc váy ngắn cầm microphone nhanh chóng mở miệng hỏi một viên cảnh sát. Cảnh sát vốn không thích có người chất vấn công tác của mình, thế nhưng đối mặt với người phụ nữ đẹp đẽ với giọng điệu ngọt ngào, hai tên cảnh sát cũng không sinh ra cảm giác tức giận, bọn họ lớn tiếng nói. Là phòng 401.
Xin hỏi đồng chí bảo vệ, phòng 401 là của Lưu An Như đăng ký sao? Điều này là đương nhiên, mỗi ngày tôi đều xuất hiện trên đó, mong một lần Lưu An Như đi ra ngoài. Bảo vệ dùng giọng khẳng định nói. Nữ phóng viên chợt cảm thấy cực kỳ hưng phấn, nàng dùng giọng hưng phấn nói. Thưa các khán thính giả nghe đài, tôi là phóng viên Triệu Tiểu Vi của báo Trần Nhật đang đưa tin tại hiện trường. Vừa rồi một người đàn ông rơi xuống khỏi ban công phòng nữ ngôi sao Lưu An Như, cảnh sát đến hiện trường nói rằng có người gọi điện thoại báo mình bị cưỡng hiếp, tình huống của sự việc là như thế nào, chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật. Nữ phóng viên còn chưa nói dứt lời thì thấy có một đám phóng viên lao đến, bọn họ đã cơ bản biết rõ tình huống, thế cho nên người nào cũng giống như một con sói đói. Lúc này hai tên cảnh sát cũng không còn thời gian trả lời, bọn họ nhanh chóng cất bước lên lầu, dù sao thì bên trên mới là địa điểm công tác của bọn họ. Bác sĩ, tình huống của anh ấy như thế nào? Hai gã cảnh sát đến trước cùng bác sĩ nâng cáng đưa Tào Viễn lên xe, sau đó vội vàng hỏi. Viên bác sĩ với hai tay đầy máu nhìn hai tên cảnh sát rồi khắc lắc đầu nói. Mạng sống thì còn giữ được, nhưng sau này chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi. Hơn nữa phần bụng dưới bị đâm thủng, xem ra sau này căn bản mất khả năng sinh sản. Chương 998, bằng chứng như núi. Dù là người hâm mộ của Lưu An Như hay là đàn ông thì đều cảm thấy sự việc này cực kỳ hả giận. Dù vừa rồi bọn họ tận tâm cứu giúp cho tên kia, thế nhưng sau khi nghe rõ ràng những lời cảnh sát và bảo vệ nói với nhau, lại nghe nói người đàn ông kia rơi ra khỏi phòng của Lưu An Như, rất có thể muốn cưỡng hiếp Lưu An Như, thế là hận không thể đâm cho tên khốn kia hai nhát dao. Có thật là không còn làm ăn gì được nữa không? Một tên thanh niên đứng bên ngoài nở nụ cười xấu xa nói. Hừ, có thể nói giỡn được sao? Viên bác sĩ thấy có người hoài nghi với trình độ của mình thì rất không vui. Tiểu Triệu, đi! Người trên xe cứu thương thấy viên bác sĩ bên dưới vẫn còn có ý định tiếp tục đứng lại mở miệng, thế là lên tiếng. Viên bác sĩ nghe thấy có người gọi, ý thức được mình đang phí hoài thời gian, thế là nhanh chóng nhảy lên xe cứu thương. Những người khác không có ý muốn bỏ đi, vẫn cố gắng đứng lại dù bảo vệ đã ra xua đuổi, còn đám phóng viên càng không kiêng nể gì mà chạy lên lầu. Khi cảnh sát đi vào trong phòng 401, Lưu An Như lúc này đã bình tĩnh trở lại, nàng đi ra tiếp đón bọn họ. Trong một quán bar ở thành phố La Nam, khi một khúc ca vang lên, những cặp nam nữ xa lạ ôm lấy nhau, khoảng cách hầu như là không còn dưới không gian hắc ám. Lưu Tinh có chút ngượng ngùng, thế nhưng khẽ nhìn sang chung quanh, cũng không ai chú ý đến mình, thế cho nên nhanh chóng vui vẻ. Hắn ở trong bầu không khí mập mờ này tuy cảm thấy có chút đè nén, thế nhưng những thú vui mới mẻ lại làm hắn giống như càng lún sâu vào khó thể đứng lên. Một khúc nhạc chấm dứt, khi nhạc nhẹ chuyển thành loại nhạc đinh tai nhức óc, một tên đàn ông hơn 30 tuổi vã mồ hôi chạy đến, hắn không kịp thở mà vội ngồi xuống ghế salon. Những chiếc ghế salon nơi đây rất mềm mại, những sợi tơ tổng hợp như nhung vuốt ve cơ thể con người, làm cho mỗi lần anh Triệu đến nơi này đều không nhịn được phải vuốt ve chiếc ghế êm ái của mình. Đám người bốn phía bắt đầu hòa mình vào trong âm nhạc điên cuồng, ai cũng vặn vẹo cơ thể, tóc tai tán loạn giống như có hàng ngàn con rắn đang chui vào trong người. Đèn laser liên tục xoay chuyển, đám người không nhịn được phải lắc đầu qua lại, đám người đi theo anh Triệu đến nơi này đã đầm đìa mồ hôi, có hơi mệt, có chút phấn khởi, thế nhưng toàn thân lại rất thoải mái. Anh Lưu, anh xem cô nàng kia thế nào? Một tên đàn ông hơn 30 tuổi chỉ vào một thiếu nữ đang nhảy trên đài rồi dùng giọng không kiêng nể gì nói. Anh Lưu uống cạn một ly rượu mạnh, sau đó khẽ lắc đầu mà không nói lời nào. Hừ, anh Triệu, anh Lưu là ai? Có bao nhiêu mỹ nữ nhớ nhung, thế nào lại chú ý đến mặt hàng này? Một tên đàn ông hơn 20 tuổi vừa uống rượu vừa dùng giọng cười đùa nói. Nhưng này Lưu Tinh, đại mỹ nữ chỉ có thể nhìn mà không thể động vào, thế nên cậu cũng nên hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đi là vừa. Đúng vậy, Lưu Tinh, sau này chúng ta là người một nhà, vì là anh em nên tôi khuyên nhủ cậu, có một số việc cũng không nên quá so sánh. Nếu cứ mãi so sánh thì căn bản không có gì tốt với cậu, hơn nữa cậu cũng đừng cảm thấy mình có lỗi với ai, gần đây làm người tốt cuối cùng thì cũng bị sự thật thiến mất thôi. Anh Triệu ợ lên một luồng hơi rượu, sau đó cười hì hì nói. Nói không chừng bây giờ cô ta đang rất sướng ấy chứ.
Cậu nghĩ mà xem, Tào công tử của chúng tôi là hạng người gì? Là ông chủ giàu có, Tào gia muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, hơn nữa anh rể của anh ấy bây giờ là bí thư thị ủy Đông Bộ, tương lai vô hạn. Ngôi sao dù tốt nhưng dù sao cũng là ăn cơm thanh xuân, gả vào nhà giàu có là lựa chọn tốt nhất. Nếu cô ấy có thể kết hợp cùng Tào công tử của chúng tôi, như vậy thật sự là phúc phận muôn phần. Lưu Tinh lắc đầu từ chối cho ý kiến, hắn chỉ uống từng ly rượu lớn. Khi thấy hắn cứ mãi ngồi đó với bộ dạng không vui, thế là đám người chung quanh cũng căn bản mất đi hứng thú nói những lời chọc ghẹo. Anh Triệu nâng ly rượu lên, sau đó nhìn quanh bốn phía rồi nói. Nếu anh Lưu không muốn uống, tối hôm nay anh em chúng ta uống một mình. Hôm nay mọi người uống thoải mái ăn no say, thoải mái hưởng thụ một chút đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chúng ta nâng ly chúc phúc cho Tào công tử, biết đâu bây giờ ông chủ của chúng ta đang thi thố bản lĩnh trên phương diện cực kỳ đặc biệt nào đó. Anh Triệu nở nụ cười bỉ ổi, dù tất cả mọi người nâng ly chúc mừng thế nhưng trong lòng lại cực kỳ khinh thường. Lúc này Tào công tử không có mặt thế nhưng anh Triệu vẫn mở lời nịnh hót, hèn gì được ông chủ sủng ái như vậy. Thời gian, âm nhạc và vũ điệu liên tục trôi qua. Lúc này đám người đã uống rượu say đến mức hồ đồ đang kề vai sát cánh đi về phía khách sạn. Xem chương mới tại Tao Ngoanh Com. Anh Triệu, anh đoán xem lần này Tào công tử sẽ ra mấy lần. Một tên thanh niên đỏ mặt nở nụ cười xấu xa nói. Hi hi, Tiểu Lý, cậu quá ngây thơ rồi, Tào công tử ra 2 lần là không thành vấn đề, có khi lại đến 3 lần ấy chứ. Những lời nói của đám người chung quanh làm cho anh Triệu cảm thấy trong lòng cồn cào. Có một ngọn lửa nhỏ bùng lên. Hắn cười ha hả nói. Được rồi, đừng đoán mò nữa, tôi chỉ có một câu tổng kết, đó là cứ lần này đến lần khác, có thể kéo dài đến sáng. Anh Triệu nói rồi trên mặt xuất hiện nụ cười bỉ ổi. Vì gia tăng hiệu quả mà Tào công tử đã uống 2 viên thuốc tăng cường khả năng của Mỹ, với trình độ của anh ấy, cộng với hiệu quả của thuốc, như vậy nhất định sẽ không thua bất kỳ ai. Tiếng cười mà chỉ đám đàn ông mới có thể hiểu vang lên bên tai làm cho Lưu Tinh cảm thấy không thoải mái, cũng cực kỳ hối hận, tự trách mình làm hại Lưu An Như. Anh nói xem ai đành lòng đẩy một cô gái trong trắng tinh khiết như vậy vào trong hố lửa cho được. Biết đâu sự việc căn bản không nghiêm trọng như mình tưởng, Tào công tử kia tuy nhân phẩm có hơi kém thế nhưng các điều kiện khác đều rất tốt, thật sự rất tương xứng với Lưu An Như, cũng xem như trai giàu gái sắc. Mễ Hoa Lâm là cục trưởng cục công an được một tay Vương Tử Quân đề bạt, hắn kiên trì nguyên tắc thực hiện tất cả các chỉ thị của Bí Thư Vương. Lúc này Bí Thư Vương lên tiếng sắp xếp sự việc, hắn càng không dám có chút chậm trễ. Mễ Hoa Lâm đã tôi luyện 2 năm trên vị trí cục trưởng cục công an, tâm tình vội vàng sao động khi vừa chuyển ngành từ bộ đội sang công an đã sớm không còn. Dù tối nay hắn căn bản còn chưa ngủ, thế nhưng bản thân cũng không chạy đến tuyến đầu chấp pháp. Cục trưởng Mễ, đây là tình huống điều tra. Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trương Thông Minh vốn là bộ hạ cũ của Mễ Hoa Lâm từ trong quân đội đi ra, tuyệt đối là người một nhà. Lúc này Trương Thông Minh lên tiếng, hắn đưa đến trước mặt Mễ Hoa Lâm một phần tài liệu. Trương Thông Minh là người thông minh, tuy sự việc này liên quan đến một diễn viên điện ảnh nổi tiếng là Lưu An Như, thế nhưng hắn thấy cái này cũng không đáng giá để cho cục trưởng Mễ phải bỏ ra một buổi tối. Bên trong nhất định có nguyên nhân sâu xa hơn. Sự việc được cục trưởng Mễ coi trọng cao độ như vậy thì nhất định không nên có bất kỳ sai lầm nào, đây chính là một nguyên tắc chuẩn mực của Trương Thông Minh. Nếu không phải Mễ Hoa Lâm đưa hắn đến công tác ở Cục Công an thành phố La Nam, chỉ sợ hắn bây giờ không biết đang làm gì ở quê nhà. Sự việc có thể xác định sao? Sau khi đặt tài liệu xuống thì Mễ Hoa Lâm nhìn chằm chằm vào Trương Thông Minh rồi trầm giọng nói. Có thể xác định, sau khi nhận được điện báo, chúng ta đã tiến hành hỏi thăm những nhân viên khách sạn có liên quan, trong quá trình đó có một nhân viên nói ra một tình huống quan trọng, đó là chìa khóa phòng của Lưu An Như bị mất. Khi chúng tôi đi đến hiện trường thì thấy chiếc chìa khóa đang cắm bên ngoài phòng của Lưu An Như. Mễ Hoa Lâm không nói lời nào, tuy lời nói của Trương Thông Minh có thể suy xét ở phương diện logic, thế nhưng nó cũng không phải là bằng chứng. Mễ Hoa Lâm đã biết được thân phận của Tào Viễn, hắn cũng biết Phương Tử Quân muốn gì, chính mình tuyệt đối phải vượt qua khảo nghiệm. Thứ hai, thông qua hình ảnh camera, người này cầm chìa khóa mở cửa phòng Lưu An Như. Căn cứ vào hành vi này,
hắn rõ ràng đã có mưu đồ với Liêu An Như từ lâu rồi. Trương Thông Minh nói đến đây thì cười nói. Còn có một vấn đề thật sự làm cho người ta dở khóc dở cười, đó là anh bạn kia căn bản không đủ tự tin vào bản thân, thế nên trước khi đi đã dùng 2 viên Viagra. Sao? Hai mắt Mễ Hoa Lâm mở lớn hơn một chút, hắn nhìn Trương Thông Minh, một lúc lâu sau mới nói. Cậu có thể xác định sao? Vâng, khi bệnh viện cứu chữa cho người kia thì thấy cơ thể có phản ứng không bình thường, thế là tiến hành xét nghiệm máu, sau đó cho ra kết quả, người này đã dùng 2 viên Viagra. Trương Thông Minh nói đến đây thì nhếch miệng nói. Anh, có lẽ lần này tên kia không trộm được gà còn mất nắm gạo, sau này cũng không cần phải dùng thuốc gì nữa rồi. Tuy phía bệnh viện đã giúp tên kia xử lý bộ phận quan trọng, thế nhưng sau này dùng để đi vệ sinh còn khó khăn, đừng nói là thực hiện những hành vi cao độ khác. Mễ Hoa Lâm nghe đến đó thì không khỏi nở nụ cười, sau đó dùng giọng nghiêm túc lên tiếng. Thông Minh, đây cũng không phải thời điểm nói giỡn. Tôi hỏi cậu 2 vấn đề, thứ nhất thông qua những căn cứ chính xác ở hiện trường, chúng ta có thể chứng minh người này tự tiện tiến vào phòng Liêu An Như hay không? Thứ hai, có thể chứng minh người này có muốn xâm phạm tình dục, dưới tình huống bị Liêu An Như cực lực phản kháng mới mất đà té từ trên ban công xuống hay không? Trên cơ bản có thể khẳng định như vậy. Trương Thông Minh trầm ngâm giây lát rồi trả lời. Tôi không cần nói trên cơ bản, tôi muốn có được đáp án xác thực. Mễ Hoa Lâm cũng không phải nói đùa với Trương Thông Minh giống như bình thường, hắn dùng giọng cực kỳ nghiêm túc nói. Có thể. Trương Thông Minh thấy vẻ mặt âm trầm của Mễ Hoa Lâm thì không tiếp tục nói lời vui đùa, hắn trầm giọng nói với Mễ Hoa Lâm. Tút tút tút. Khi Mễ Hoa Lâm đang trầm ngâm thì chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số, sau đó trầm ngâm giây lát rồi khoát tay áo với Trương Thông Minh. Lúc này hắn mới cầm điện thoại rồi dùng giọng điệu giống như vừa mới tỉnh ngủ nói. Alo, cục trưởng Mễ phải không? Tôi là anh Liêu trên cục công an tỉnh. Một giọng nói quen thuộc chợt truyền đến. Mễ Hoa Lâm trầm ngâm giây lát, sau đó nở nụ cười nói. Chào cục trưởng Liêu, lãnh đạo lúc này mà còn chưa nghỉ ngơi, thật sự quá vất vả rồi. Tác phong công tác của ngài thật sự đáng để cho chúng tôi noi gương học tập. Hoa Lâm. Có gì chứ, tôi quấy rầy anh nghỉ ngơi, nhưng sự việc có hơi gấp, cậu cần chứng thực dùm tôi. Cậu hỏi xem tối nay có phải có một vụ giết người xảy ra ở khách sạn Phi Dược thành phố La Nam hay không? Cục trưởng Liêu tuy nói không quá lớn nhưng rõ ràng đang cực kỳ nóng lòng và cấp bách. Mễ Hoa Lâm dùng giọng bình tĩnh nói. Cục trưởng Liêu, anh khách khí với tôi làm gì, với tôi thì chỉ thị của lãnh đạo là đệ nhất, những chuyện bề bộn khác cũng phải nhường đường mà thôi. Sau khi nói 2 câu chuyện phiếm với cục trưởng Liêu, Mễ Hoa Lâm đặt điện thoại xuống, 2 hàng chân mày nhíu lại rất chặt. Lúc này cục trưởng Liêu gọi điện thoại đến thì Mễ Hoa Lâm nhất định phải cố gắng tận tâm tận lực. Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, sự việc đã điều tra rõ ràng, chứng cứ rõ ràng. Tào Viễn kia rõ ràng là ăn cắp chìa khóa phòng, sau đó một mình xâm nhập vào phòng Liêu An Như. Muốn xâm phạm tình dục với Liêu An Như. Nhưng cô ấy phản ứng quá mạnh mẽ, tên kia mất đà lao ra khỏi lan can. Vương Tử Quân tuy đã biết được tình huống thông qua giới thiệu của Liêu An Như, thế nhưng lúc này vẫn dùng giọng lo lắng hỏi. Có thể khẳng định được không? Vâng, có thể. Mễ Hoa Lâm dùng giọng cực kỳ khẳng định đáp. Vậy thì tốt rồi, chuyện này cục công an phải cực kỳ coi trọng, cần phải nhanh chóng kết án. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi sắp xếp với Mễ Hoa Lâm. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài. Đồng thời vừa rồi cục trưởng Liêu cục công an tỉnh gọi điện thoại đến, cũng hỏi chuyện này. Cục trưởng Liêu. Vương Tử Quân khẽ cau mày, sau đó hắn thản nhiên nói. Anh cần phải xử lý vụ án này theo đúng trình tự pháp luật, còn những thứ khác thì không cần quan tâm. Vâng. Mễ Hoa Lâm cúp máy. 2 hàng chân mày của Vương Tử Quân giãn ra vài phần. Chuyện này đã xuất hiện thì không thể nào lảng tránh được, lúc này cục trưởng Liêu gọi điện thoại đến, xem ra phía Tào Viễn đã bắt đầu hành động. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Vương Tử Quân đi đến bên cạnh bàn làm việc, hắn mở máy tính, nhìn những cuộc thảo luận vẫn còn sôi nổi trên Internet. Lúc này kết quả tìm kiếm về Mạc Tiểu Bắc thật sự chỉ thua kém thành phố La Nam mà thôi.
sự việc liên quan đến chiếc đồng hồ của Vương Tử Quân, lúc này dư luận đã nghiêng sang một bên. Đó chính là chiếc đồng hồ kia tượng trưng cho tình yêu, sao có thể không đeo? Chỉ cần người ta có được nó một cách hợp pháp là xong, người ta đeo gì là quyền tự do công dân. Vương Tử Quân nhìn những lời bình luận như vậy mà không khỏi nở nụ cười, hơn nữa một vài người bình luận viên cũng đưa ra những lời nói giúp đỡ với hắn và Mạc Tiểu Bắc. Lúc này Vương Tử Quân thấy tên của mình luôn xếp sau Mạc Tiểu Bắc, hơn nữa còn có người gọi mình là bí thư Vương chồng của Mạc Tiểu Bắc, hắn thật sự cảm thấy dở khóc dở cười. Bí thư Vương khi còn công tác ở xã Tây Hà Tử thì đã làm ra nhiều hạng mục thiết thực. Đặc biệt là một loạt giáo viên hợp đồng muốn tiến lên chính thức nhưng vì không đủ điều kiện nên chẳng được xét duyệt, lúc đó bí thư Vương chạy đến các cấp giáo dục, gặp nhiều khó khăn mới giải quyết được cho mọi người. Một vị quan tốt như vậy thật sự là khó thể cầu với tất cả các địa phương. Lời bình luận này cực kỳ chất phác, thế nhưng nội dung của nó lại làm cho Vương Tử Quân cảm động. Xã Tây Hà Tử chính là một phần trong trí nhớ xa xôi của hắn, nhưng người nơi đó vẫn còn nhớ mãi về mình không quên. Vương Tử Quân áp chế cảm giác ấm áp trong lòng, hắn đi đến bên giường, nhìn Mạc Tiểu Bắc đang ngủ rất say và ngọt ngào, thế là không khỏi cảm thấy nóng lòng. Chương 999, cầm vải đỏ chào mừng. Hào Nhất Phong có thể không biết hôm nay là ngày tốt lành gì, lão thức dậy mà cảm thấy cực kỳ không tình nguyện. Cũng không phải là lão muốn ngủ nướng, vì từ sau khi làm lãnh đạo, có mấy lần lão thật sự cảm thấy mệt mỏi sau giấc ngủ. Sau khi thức dậy lão thấy vai mình mỏi nhừ, sau khi tập thể dục 15 phút mới tốt hơn một chút. Khi ăn sáng thì Hào Nhất Phong thường mở tivi xem thời sự, nhưng khi lão đang ăn thì thấy hình ảnh khẽ thay đổi, chợt nghe MC nói. Thành phố La Nam thuộc khu vực phía nam tỉnh Sơn Nam, là một vùng núi, kinh tế luôn tụt hậu về phía sau. Những năm gần đây thị ủy thành phố La Nam không cần dựa dẫm vào ai, dựa vào hai sản nghiệp du lịch và công nghệ cao để đẩy mạnh thành phố phát triển. Một vài hình ảnh về thành phố La Nam liên tục xuất hiện trên TV, sau khi nhìn hình ảnh này thì Hào Nhất Phong cảm thấy thức ăn căn bản là quá khô cứng, thật sự rất khó chịu, nước chua trong dạ dày cũng trào lên. Tối qua sự việc xảy ra trên Inte làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy không thoải mái, bây giờ cảm giác còn chưa tiêu tan. Bây giờ thời sự lại có bản tin như vậy, làm cho lão cảm thấy cực kỳ khó tiếp nhận. Bố, không thể tưởng tượng được dưới sự lãnh đạo của ngài mà trong tỉnh Sơn Nam lại có một địa phương tốt như vậy, hai ngày nữa con nhất định sẽ đến đó chơi. Con trai của Hào Nhất Phong vừa mới về nhà được hai ngày đang dùng ánh mắt chuyên chú nhìn lên màn hình TV, hắn dùng giọng chuyên chú không kém nói. Hào Nhất Phong nhìn đứa con sắp 30 tuổi của mình mà hận không thể đập cái bánh bao lên đầu nó. Nhưng cuối cùng lão vẫn ăn cái bánh vào trong bụng. Hướng gió đã thay đổi. Hào Nhất Phong thầm cảm khái, 8 giờ lão đi đến phòng làm việc của mình, sau đó xem báo theo thói quen. Sau khi lật đến trang thứ 2 Nhật báo Sơn Nam, vẻ mặt lão càng thêm khó coi. Giải phóng tư tưởng đẩy mạnh phát triển thành phố La Nam. Hào Nhất Phong nhìn bài viết về thành phố La Nam, thế là cảm thấy có chút đau răng. Nhưng cảm giác đau răng của Hào Nhất Phong chỉ mới bắt đầu, ngoài Nhật báo Sơn Nam, còn có rất nhiều những tờ báo khác đang tuyên truyền về tình hình phát triển của thành phố La Nam. Đặc biệt là những tờ báo quan trọng trong nước càng đăng tải hình ảnh của Vương Tử Quân. Trên tấm ảnh là một Vương Tử Quân với nụ cười tươi rói, bộ dạng cực kỳ tự tin. Cũng có tấm ảnh chụp tình huống Bí Thư Vương đang ngồi trên đài chủ động thảo luận trực tuyến với nhân dân thông qua Inte. Hào Nhất Phong nhìn bài viết mà không khỏi thầm nghĩ. Không phải là tình huống ngày hôm qua sao? Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Hào Nhất Phong cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy bên trong vang lên âm thanh của Quan Vĩnh Hạ. Bí thư Nhất Phong, ngài đọc báo hôm nay chưa? Sau khi nghe lời nói của Quan Vĩnh Hạ, Hào Nhất Phong lúc này đã ý thức được vấn đề, hắn gật đầu nói. Tôi đã xem rồi. Bí thư Hào. Tôi đề nghị tối nay nên tổ chức hội nghị thường ủy sớm. Giọng nói Quan Vĩnh Hạ lại vang lên trong điện thoại. Sớm mở hội nghị thường ủy. Hào Nhất Phong khẽ cau mày, lão biết rõ ý nghĩa lời nói của Quan Vĩnh Hạ, nhưng bây giờ tổ chức hội nghị thường ủy thì có ích lợi gì? Trước đó Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đã đạt thành hiệp nghị, vì Vương Tử Quân đã bị dư luận đưa lên đầu sóng ngọn gió. Vì sự ổn định của tỉnh Sơn Nam mà Thạch Kiên Quân phải cho ra thỏa hiệp. Còn lúc này thì sao?
Tuy Vương Tử Quân vẫn ở trên đầu sóng ngọn gió, thế nhưng thế gió đã xoay chiều. Dưới tình thế này thì càng gắng gượng càng không hay, thế nhưng Thạch Kiên Quân sẽ đồng ý giải quyết dứt khoát sao? Ừ. Hào Nhất Phong không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ dùng một câu nói để chứng tỏ mình đã biết, coi như hoàn thành câu trả lời của mình. Chăm chút vào công nghệ cao để đẩy mạnh phát triển Lan Nam. Hào Nhất Phong tiện tay lật một trang báo, thế là hai hàng chân mày nhíu chặt. Đây là một trang đầu, hơn nữa còn là một tờ báo có lực ảnh hưởng rất lớn ở trong nước. Tuy tờ báo này chủ yếu nói về thành phố La Nam, nhưng Hào Nhất Phong xem ra tất cả đang tạo thế cho vị bí thư thị ủy La Nam. Tút tút tút, điện thoại lại vang lên không chút an phận, Hào Nhất Phong bị cắt dòng suy nghĩ riêng, lão cảm thấy rất mất hứng, thế nhưng vẫn phải cầm lấy điện thoại. Ha ha ha, bí thư Nhất Phong phải không? Tôi là anh tả của báo Trần Nhật. Một giọng nói vang dội truyền vào trong tai của Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nghe điện thoại và hiểu người này là ai, trước nay lão căn bản đều rất khách khí với vị tổng biên tập tờ báo lớn của quốc gia này. Tuy lúc này báo chí đưa ra những tin tức làm lão mất hứng, thế nhưng lão vẫn phải cười hì hì nói. Chào anh, đã nhiều ngày anh chưa đến tỉnh Sơn Nam chỉ đạo công tác, khi nào anh rảnh thì nên đến Sơn Viên, chúng ta uống vài ly. Hào Nhất Phong nói làm cho tổng biên tập Trần cảm thấy rất vui, hắn cười ha hả nói. Cảm ơn bí thư Nhất Phong, tôi cũng không khách khí đâu đấy, đến lúc đó cũng mong anh đừng ghét bỏ một vị khách đường đột như tôi. Anh tả là khách quý của tỉnh Sơn Nam, anh không đến tôi mới nổi giận ấy chứ. Hào Nhất Phong là người rất giỏi ứng phó cục diện, thế cho nên những lời nói thế này cũng căn bản là quen việc dễ làm. Tổng biên tập Trần cũng là một người không kém ở phương diện này. Thế cho nên hai người mới nói chuyện thân mật như vậy. Ha ha ha, anh Hào, hôm nay anh có xem báo của tòa soạn chúng tôi không? Tối qua phóng viên có làm một bài viết về tỉnh Sơn Nam, tôi thấy rất có tính đại biểu, thế nên trực tiếp cho bọn họ làm tựa để giúp đỡ anh, rõ ràng là chúng tôi cũng tận sức rồi. Hôm nay Hào Nhất Phong còn chưa xem báo Trần Nhật, lúc này nghe nói tổng biên tập Tả đặt tiêu đề tốt cho mình. Thế là vừa nhanh chóng ứng phó trong điện thoại vừa mở tờ báo Trần Nhật ra xem xét. Vùng núi phát triển nhảy vọt, từ lạc hậu đến huy hoàng. Đề mục được in đậm bằng chữ đen khá lớn, đặt vào chính giữa trang nhất, cực kỳ có lực tác động vào thị giác. Mặc dù không có kinh nghiệm công tác trong tòa soạn, thế nhưng với kinh nghiệm xem báo chí nhiều năm qua của mình, Hào Nhất Phong tất nhiên biết rõ ràng bài này mạnh yếu ra sao. Hèn gì tổng biên tập Tả phải gọi điện thoại cho mình. Nếu ột sự việc như vậy xảy ra và anh ta không gọi điện thoại để thỉnh phần thưởng, chỉ sợ sẽ rất khó nói. Nhưng khi nhìn vào bốn chữ thành phố La Nam thì Hào Nhất Phong lại cảm thấy rất khó chịu. Tổng biên tập Tả ở bên kia căn bản không biết Hào Nhất Phong đang nghĩ gì, hắn vẫn dùng giọng khá lớn nói. Bí thư Nhất Phong, anh thật sự là một lãnh đạo tuyệt vời, thành phố La Nam chỉ mất chưa đến 3 năm đã từ một địa phương tụt hậu nghiêm trọng tiến lên thành phố trọng tâm của khu vực phía nam tỉnh Sơn Nam. Nếu bản tin tốt đẹp này không được chúng tôi đưa lên, như vậy rõ ràng đã phụ lòng kết giao tốt đẹp giữa hai người chúng ta. Chương 1000, tôi là mùa xuân La Nam. Ha ha ha, cảm ơn tổng biên tập Tả, sau này tôi đến thủ đô sẽ mời anh uống rượu. Hào Nhất Phong nói, lão chợt cảm thấy miệng mình rất mỏi. Bí thư của tôi ơi, anh thật sự quý giá còn hơn châu ngọc, tôi cũng không dám làm phiền anh. Vài ngày tới chúng tôi chuẩn bị tổ chức họp báo ở thành phố Sơn Viên, hy vọng anh có thể giúp đỡ cho một chút. Tổng biên tập Tả thấy đã nói quá đủ, thế là nhanh chóng để lộ ra mục đích của mình. Hào Nhất Phong thầm mắng một câu nhưng ngoài miệng lại cười nói. Hoan nghênh, tổng biên tập Tả đến tỉnh Sơn Nam chúng tôi tổ chức họp báo. Rõ ràng là giúp đỡ lớn với tỉnh chúng tôi. Tôi đại biểu cho tỉnh Sơn Nam nhiệt liệt hoan nghênh các anh, nhất định sẽ cho ra giúp đỡ lớn nhất. Khi nào các anh đi sang thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cho người sắp xếp. Tổng biên tập Tả nói vài câu không dám, sau đó tiếp tục nói đùa vài câu rồi cúp điện thoại. Sau khi buông điện thoại thì vẻ mặt Hào Nhất Phong chợt trở nên âm trầm, sự việc này tính là gì? Đối phương ca tụng người mình không thích cũng không phải là vấn đề, khốn nổi chính mình còn phải mở miệng cảm ơn. Sao đám người kia không tìm đến Thạch Kiên Quân? Nhưng những lời này Hào Nhất Phong cũng chỉ có thể để ở trong lòng mà căn bản không thể nào nói trắng ra được.
Những chuyện này nếu nói ra, dựa vào cái miệng rộng hoác của tổng biên tập Tả, chỉ sợ không mất vài phút đã truyền đi khắp thủ đô. Dù đa số cán bộ lãnh đạo hai mặt trận đảng ủy và ủy ban nhân dân đều có ma sát với nhau, thế nhưng nhìn từ vẻ bề ngoài thì thượng cấp vẫn hy vọng có thể được thấy một ban ngành đoàn kết và có sức chiến đấu. Hào Nhất Phong lật xem từng tờ báo, lão cảm thấy áp lực rất lớn từ báo chí truyền đến. Lão đặt tờ báo lên bàn, lại trở nên trầm ngâm. Sự kiện bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế tiến vào trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy, là tranh chấp giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc, rốt cuộc nai chết về tay ai? Cốc cốc cốc! Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hào Nhất Phong ném mẩu thuốc không biết đã cháy tàn từ khi nào vào trong gạt tàn, sau đó nói một câu mời vào. Người đi vào chính là thư ký của Hào Nhất Phong và một vị phó phòng tuyên truyền tỉnh ủy, vị trưởng phòng tuyên truyền vào kinh tham gia học tập. Thế cho nên vị phó phòng kia tạm thời chủ trì công tác. Vì cấp bậc kém nhau quá xa thế nên vị phó phòng kia đứng trước mặt bí thư Hào Nhất Phong với bộ dạng cực kỳ cung kính. Hắn ngồi xuống ghế salon đối diện với bàn làm việc của bí thư Hào Nhất Phong mà cảm thấy cực kỳ không yên, lúc này mới nhìn bí thư Hào Nhất Phong. Bí thư Nhất Phong, vừa rồi văn phòng theo dõi tình hình INTE đã chuyển đến một tình huống. Sau khi nghe được chữ INTE thì Hào Nhất Phong cảm thấy rất đau đầu. Lão cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ ừ một tiếng mà thôi. Không biểu hiện thái độ là quyền lợi của Hào Nhất Phong, vị phó phòng tuyên truyền cũng chỉ có thể mở miệng dùng giọng thành thật báo cáo trước thái độ nước đôi của lãnh đạo mà thôi. Lúc này có rất nhiều người đang nghị luận về vấn đề ô nhiễm nguồn nước của dòng sông Lam Hà, đầu mâu sự việc chĩa thẳng về phía khu công nghiệp Lam Hà. Khu công nghiệp Lam Hà chính là hạng mục trọng điểm của Nguyễn Chấn Nhạc. Khu công nghiệp này được thành lập có tác dụng không nhỏ ở phương diện thúc đẩy đồng bộ phát triển kinh tế. Hào Nhất Phong đã vài lần đến đây, đã khảo sát thực địa, thế nhưng căn bản không quá sâu. Lúc này lão thật sự không ngờ có người chĩa đầu mâu về phía khu công nghiệp này. Vương Tử Quân sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Hào Nhất Phong ngẩng đầu lên hỏi. Bọn họ nói cái gì? Trước khi đến báo cáo công tác với bí thư Hào Nhất Phong thì vị phó phòng tuyên truyền này đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Lúc này nghe câu hỏi của bí thư Nhất Phong, hắn vội vàng đưa một xấp tài liệu lên bàn làm việc của bí thư Hào. Dòng sông Lam Hà ô nhiễm nghiêm trọng, các hộ nuôi trồng thủy sản điêu đứng. Chất lượng cuộc sống sinh hoạt của nhân dân dưới hạ du có vấn đề lớn, không biết nước này có uống được không? Đủ mọi lời nghị luận làm cho Hào Nhất Phong càng phải nhíu mày. Tất cả đều chỉ vào vấn đề ô nhiễm của sông Lam Hà, nhưng phương hướng của nó rõ ràng là khu công nghiệp Lam Hà. Tôi biết rồi. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu với vị phó phòng tuyên truyền. Vị phó phòng tuyên truyền tiến lên vị trí hiện tại cũng là người có ánh mắt. Hào Nhất Phong đã mở miệng như vậy, hắn biết nơi đây không còn chuyện gì của mình, tất nhiên hắn cũng không ngốc tiếp tục ở lại. Sau khi vị phó phòng kia rời đi, Hào Nhất Phong xem qua tài liệu. Thầm nghĩ đúng là chó cắn áo rách, sau đó bấm số điện thoại của Nguyễn Chấn Nhạc. Chào bí thư Nhất Phong. Nửa phút sau giọng nói cung kính của Nguyễn Chấn Nhạc truyền vào trong tai của Hào Nhất Phong. Trước kia Hào Nhất Phong gọi điện thoại cho Nguyễn Chấn Nhạc chủ yếu để thể hiện sự thân cận, luôn nở nụ cười tươi vui. Nhưng lúc này lão lại trầm mặt nói. Chấn Nhạc, khu công nghiệp Lam Hà rốt cuộc là có vấn đề gì? Bí thư Nhất Phong. Thành phố chúng tôi luôn có yêu cầu nghiêm khắc với khu công nghiệp Lam Hà, khi có người phản ánh nước sông Lam Hà có vấn đề, chúng tôi đã phái người của Phòng Tài nguyên Môi trường đến điều tra toàn diện tìm ra nguyên nhân. Chúng tôi sẽ tuyệt đối không nương tay với những xí nghiệp làm ô nhiễm nguồn nước, nhất định sẽ xử lý thật mạnh. Nguyễn Chấn Nhạc trả lời cực kỳ quy củ. Tuy Hào Nhất Phong biết rõ những lời của Nguyễn Chấn Nhạc chủ yếu là đối phó với mình, thế nhưng hiểu là một chuyện còn trả lời lại là chuyện khác. Lão chợt trầm giọng nói. Vấn đề này nhất định phải xử lý cho tốt, bây giờ là thời điểm cực kỳ quan trọng của cậu, nhất quyết không thể để xảy ra vấn đề. Cảm ơn bí thư Nhất Phong, tôi hiểu rõ điều này. Nguyễn Chấn Nhạc nói vài câu đảm bảo, sau đó mới cúp điện thoại. Hào Nhất Phong nghe những âm thanh tút tút trong điện thoại mà không khỏi nhíu mày, lão sinh ra cảm giác sóng gió ở tỉnh Sơn Nam sẽ căn bản là không nhỏ. Sự kiện Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc tranh chấp tiến vào thường ủy tỉnh ủy không biết còn ồn ào đến khi nào nữa. Có hai người như vậy ở bên dưới là cực kỳ không hay. Hào Nhất Phong chợt có ý nghĩ như vậy, lão cũng không tiếp tục xem báo.
Khi lão đặt tờ báo xuống, chợt thấy trên mặt báo phần giải trí có một thông tin. Một người đàn ông xông vào phòng của nữ ngôi sao vào lúc đêm tối và bị đạp rơi xuống lầu. Hào Nhất Phong căn bản không có hứng thú với những tin tức như vậy, lão cầm lấy một phần văn kiện xem xét, giống như chưa từng thấy bài viết kia. Trước khi Nguyễn Chấn Nhạc nhận được điện thoại của Hào Nhất Phong thì đã sớm biết có người điều tra về vấn đề nguồn nước dòng sông Lam Hà, nhưng hắn thông qua quan hệ với lãnh đạo của thành phố Yên Hư để áp chế vụ này xuống. Nhưng tối hôm qua sự việc lại được người ta đưa ra ánh sáng, lại bị xào nấu, hơn nữa lại xào nấu rất nóng. Đặc biệt là tin tức sinh viên Đại học Thủy Lợi tên là Triệu Đại Hải bị lực lượng ban ngành đưa đi, thế là nó giống như một quả bom nổ tung làm cho không gian rối bời. Sau khi cúp điện thoại của Hào Nhất Phong, Nguyễn Chấn Nhạc bắt đầu hút thuốc. Hắn biết rất rõ, những chuyện này chắc chắn có người trợ giúp, mà ai là người trợ giúp. Hắn biết rất rõ ràng. Nhưng lúc này căn bản không phải thời điểm nói ra những lời như vậy, hắn cần phải giải quyết vấn đề, cần phải làm cho vụ này chìm xuồng. Tuy Vương Tử Quân có thể thay đổi tình thế khó khăn, thế nhưng điều này không có nghĩa là Nguyễn Chấn Nhạc sẽ thất bại. Nguyễn Chấn Nhạc có quan hệ ở tuyến trên, Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam lại là người cực lực giúp đỡ hắn. Ít nhất thì hắn có một nửa khả năng ở tỉnh Sơn Nam, hắn không thể nào bỏ qua một nửa khả năng đó của mình. Bí thư Nguyễn, bây giờ có rất nhiều lời nghị luận về khu công nghiệp Lam Hà, càng có không ít trang web đăng tin về sự kiện này. Triệu Đức Càn đứng bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó khẽ lên tiếng báo cáo tình huống. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ gật đầu, sau đó hít vào một hơi thuốc, lại cầm lấy điện thoại gọi đi. Một phút sau ở đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc. Chào anh Chấn Nhạc. Tiểu Hà, cậu đang bận rộn gì vậy? Tôi mời cậu đến thành phố Đông Bộ chơi một chuyến, sao cậu còn chưa có động tĩnh gì? Có phải sợ anh không thể mời cậu dùng cơm không? Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng điệu vui đùa nói. Tiểu Hà ở đầu dây bên kia chợt cười cười nói. Anh Chấn Nhạc, anh hiểu lầm rồi, thật sự là những ngày qua có chút bận rộn, Tiểu Lệ nhà em mỗi ngày đều muốn đến thành phố Đông Bộ gặp ngài và chị Tào. Ha ha ha, vậy thì quá tốt rồi, hai ngày nữa chính là thời điểm cậu kết hôn, đến lúc đó nhất định phải phát thiệp mời cho tôi, nếu không cũng đừng trách anh không nhận cậu là anh em. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười tươi sáng. Giọng điệu càng thêm chân thành, lời nói của hắn làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp như mùa xuân. Tiểu Hà bên kia có vẻ rất kích động. Anh Chấn Nhạc, cảm ơn anh, ngài đến là vinh hạnh rất lớn cho lễ kết hôn của chúng tôi. Xem cậu nói gì kìa, là anh em trong nhà thì cần gì khách khí như vậy. Nguyễn Chấn Nhạc cười nói với Tiểu Hà bên kia về chuyện hôn lễ, sau đó cười nói. Tiểu Hà, có chút chuyện cần nhờ cậu một chút. Bây giờ có vài người đang nắm chặt lấy sự kiện ô nhiễm của khu công nghiệp Lam Hà, tuy sự việc không lớn nhưng ảnh hưởng lại không tốt. Tiểu Hà bên kia là người thông minh, sau khi nghe lời Nguyễn Chấn Nhạc thì hiểu rõ ý nghĩa, hắn cười ha hả nói. Anh Chấn Nhạc, anh cứ yên tâm, chuyện lớn thì em không thể nào làm gì được giúp anh, thế nhưng những chuyện nhỏ nhặt thế này thì em nhất định sẽ thu phục dễ dàng. Nguyễn Chấn Nhạc nghe những lời của Tiểu Hà thì nụ cười càng thêm tươi sáng. Hắn cũng không tiếp tục dây dưa ở sự kiện này, lại tiếp tục mở miệng hỏi Tiểu Hà vài câu về tình hình hôn lễ, giống như một người anh quan tâm đến em của mình. Nguyễn Chấn Nhạc cúp điện thoại và nhìn thoáng qua Triệu Đức Càn, sau đó nói. Anh đi thông báo cho Chủ tịch Trình đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Triệu Đức Càn không dám chậm trễ, hắn nhanh chóng đi ra ngoài gọi điện thoại cho Trình Hiểu Bình. Lúc này Trình Hiểu Bình đang náo loạn vì sự kiện ô nhiễm dòng sông Lam Hà. Sau khi nghe điện thoại thì nhanh chóng chạy đến. Bí thư Nguyễn, tôi thật sự không làm tốt công tác của mình nên gây ra phiền toái cho ngài. Vừa vào cửa thì Trình Hiểu Bình đã dùng giọng kiểm điểm nói. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản hiểu rõ về Trình Hiểu Bình, thấy nàng vừa vào cửa thì nhận kiểm điểm, biết rõ đối phương đã là người của mình, thế là khẽ cười nói. Chủ tịch Hiểu Bình, đây không phải là gây phiền toái cho tôi, mà là bôi đen thể diện của thành phố Đông Bộ. Trình Hiểu Bình thấy Nguyễn Chấn Nhạc nói bằng lời lẽ cực kỳ chính nghĩa mà thầm nghĩ, trước đó anh là quỷ, bây giờ anh cũng là hàng nhái, anh không muốn như vậy thì tôi liều mạng kêu gọi đầu tư là vì ai. Dù Trình Hiểu Bình thật sự không cam lòng nhưng biểu hiện vẫn chỉ là cúi đầu, giống như đang chờ đợi Nguyễn Chấn Nhạc phê bình. Chuyện này chỉ là một vị quyền chủ tịch cần phải xử lý cho thật tốt.
Nguyễn Trấn Nhạc khẽ dựa lưng lên ghế salon rồi nói tiếp. Tất nhiên chị là người bận rộn, cũng không phải chú ý được tất cả mọi việc, đây cũng là một nguyên nhân. Thế nhưng để cho khu công nghiệp Lam Hà xảy ra vấn đề, nhất định phải truy cứu trách nhiệm của ban ngành quản lý khu công nghiệp, phải điều tra đến cùng, phải có một câu trả lời rõ ràng cho lãnh đạo thượng cấp. Trình Hiểu Bình hiểu rõ lời nói của Nguyễn Trấn Nhạc, nàng thầm hiểu bí thư Nguyễn đang cho nàng quyền vung tay xử lý. Xử lý một hai cán bộ thì sự việc này sẽ lắng xuống, tuy đám cán bộ bị xử lý thật sự bị oan, thế nhưng xử lý bọn họ thì có thể chối bỏ trách nhiệm của mình và bí thư Nguyễn Trấn Nhạc. Bí thư Nguyễn, cần phải làm thế nào với các xí nghiệp đây? Trình Hiểu Bình trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn thoáng qua Trình Hiểu Bình, sau đó gương mặt có chút không vui, hắn nói. Xí nghiệp phát triển cũng không nên mâu thuẫn với phương diện bảo vệ môi trường, chúng ta một tay nắm sự phát triển của xí nghiệp, một tay nắm đơn vị bảo vệ môi trường, hai tay đều phải cứng. Vâng, Bí thư Nguyễn, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của thị ủy, sẽ nhanh chóng xử lý sự việc. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn Trình Hiểu Bình bỏ đi mà thầm nghĩ đây là điển hình một người phụ nữ khá có tư tưởng tình cảm, thế nhưng đôi khi cần phải đề phòng đối phương cắn trả lại mình. Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh, bây giờ nó đang ở bên trong, căn bản không thể nào nói chuyện được. Tào Chân Nhi thấy em trai của mình thì cảm thấy cực kỳ đau lòng. Nàng đã tìm hiểu bệnh tình của em mình thông qua bác sĩ, biết em mình cũng không phải chỉ là bị thương ngoài da. Thậm chí các bộ phận bên dưới cũng bị ảnh hưởng. Làm sao lại khéo như vậy? Tào Chân Nhi nghĩ đến lời nói của bác sĩ mà sinh ra xúc động muốn nổi điên, thế nhưng lúc này nàng vẫn phải cố gắng trấn an mẹ mình. Hung thủ đâu? Đã bắt được hung thủ chưa? Lý Tú Anh đột nhiên lớn tiếng nói, lúc này nàng căn bản không còn giữ tư thái trang nhã, nàng lớn tiếng kêu gào giống như một con quái thú sắp nổi giận. Đi cùng với Lý Tú Anh ngoài vài nhân viên công tác trong nhà còn có Phó Cục trưởng Liêu Cục Công an tỉnh. Hắn nhìn thấy Lý Tú Anh nổi giận, thế là trầm giọng hỏi một vị cảnh sát bên cạnh. Cậu đến đây một chút, tôi hỏi cậu, đã bắt được hung thủ chưa? Viên cảnh sát này tuy lần đầu tiên tiếp xúc với Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh, thế nhưng hắn đã thông qua sách báo và truyền thông và nhiều lần thấy mặt lãnh đạo. Lúc này hắn nghe thấy Cục trưởng Liêu mở miệng hỏi, thế là trầm giọng nói. Lãnh đạo, tôi chỉ là người phụ trách giám sát chỗ này, nếu có việc gì mong ngài hỏi trực tiếp lãnh đạo của tôi. Giám sát sao, cậu giám sát cái gì? Tào Chân Nhi nhìn viên cảnh sát trẻ tuổi rồi dùng giọng không khách khí hỏi. Giám sát kẻ hiềm nghi phạm tội. Sau khi do dự giây lát thì viên cảnh sát cuối cùng cũng mở miệng. Kẻ hiềm nghi phạm tội. Năm chữ này vừa ra khỏi miệng đã làm cho Lý Tú Anh chợt nổ tung. Nàng lao về phía tên cảnh sát, sau đó dùng giọng như gào giống nói. Cậu nói gì? Cậu nói con tôi là tội phạm sao? Ai cho cậu nói như vậy? Ai cho cậu quyền lợi nói như vậy? Tên cảnh sát phản ứng có hơi chậm, thế là bị Lý Tú Anh cho một tát. Hắn nhìn Lý Tú Anh đang gào giống, thế là dùng giọng tức giận nói. Đồng chí, mong chị tôn trọng một chút, con của chị là kẻ hiềm nghi phạm tội. Cục trưởng Liêu. Anh có thủ hạ rất tốt, em của tôi phải tiếp nhận thương tổn quá lớn, thế mà lại là kẻ phạm tội. Tào Chân Nhi nói đến đây thì dùng giọng u ám nói. Nếu như Cục Công an tỉnh căn bản không thể nói lý, chúng tôi không ngại tìm đến Bộ Công an để làm cho ra lẽ. Chương 1001, khoe khoang vênh váo tự đắc không bằng làm đến nơi đến chốn. Cục trưởng Liêu trên cơ bản đã hiểu về sự kiện này. Dùng kinh nghiệm công tác trong hệ thống công an lâu năm để xem xét thì Tào Viễn rõ ràng là phạm tội cưỡng hiếp. Lúc này Tào Viễn bị thương thì chỉ có thể nói là không may, người ta phòng vệ chính đáng, không thể vì anh bị thương mà nói ngược lại được. Tuy Cục trưởng Liêu đã hiểu quá rõ vấn đề, thế nhưng ngoài miệng lại căn bản không thể nói như vậy. Dù sao thì Tào gia cũng không phải dễ đắc tội, vì vậy hắn do dự một chút rồi trầm giọng nói. Tào nữ sĩ, chuyện này ngài cứ yên tâm. Cục Công an tỉnh Sơn Nam nhất định sẽ xử lý thật chuyên chú, sẽ cho ngài một câu trả lời rõ ràng. Cục trưởng Liêu nói xong thì phân phó một vị trưởng phòng đi theo bên cạnh mình. Anh gọi Cục trưởng Mễ đến đây. Viên trưởng phòng đồng ý một tiếng rồi bấm số điện thoại của Mễ Hoa Lâm. Sau khi nói ra yêu cầu của Cục trưởng Liêu, vị trưởng phòng kia quay lại báo cáo. Cục trưởng Liêu,
Cục trưởng Mễ nói anh ấy sẽ đến ngay. Dù Cục trưởng Lưu có biểu hiện cực kỳ tích cực trên sự kiện này, thế nhưng căn bản không làm giảm bớt tâm tình của Lý Tú Anh. Bà nhìn đứa con nằm ngủ trên giường bệnh với ánh mắt ngây ngốc, gương mặt không còn chút máu, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ thảm thiết. Bà giận đến mức khó thể kiềm chế được mà đi đến bên cạnh một tên thủ hạ ở bên cạnh Tào Viễn, sau đó cho ra hai cái tát. Bình thường Viễn Nhi nhà tôi đối đãi với các anh không tệ, đến thời khắc cuối cùng thì các anh chạy đi đâu? Tôi muốn hỏi xem hai người các anh quan tâm đến nó như thế nào. Tên đàn ông bị Lý Tú Anh cho hai tát chợt ngây ngốc, thế nhưng lúc này Lý Tú Anh nổi giận, hắn căn bản chỉ có thể nén giận mà không dám nói gì. Lúc này bọn họ sao có thể nói cho Lý Tú Anh biết, con của bà muốn chơi người ta, nếu chúng tôi ở bên cạnh thì còn có chút hứng thú nào sao? Nhưng lời giải thích này căn bản không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, vì vậy tuy lời nói của Lý Tú Anh cực kỳ hung hăng, thế nhưng hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau mà căn bản là ấp a ấp úng không lên tiếng. Mẹ, chuyện này bọn họ không có gì sai, sai lầm không nằm trên người bọn họ, dù sao bọn họ cũng không thể nào cứ theo sát Viễn Nhi 24/24 được. Tào Chân Nhi cuối cùng cũng là người giỏi quan sát, nàng nhìn vẻ mặt hai người kia cộng với lời nói của tên cảnh sát vừa rồi, thế là hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng sợ mẹ tiếp tục náo loạn, thế là phải nói ra những lời như vậy để di chuyển chủ đề. Cục trưởng Lưu nhìn thoáng qua Tào Chân Nhi, trong lòng thầm nghĩ may mà nơi đây còn có một người hiểu chuyện, nếu không vấn đề sẽ là khó giải quyết. Cục trưởng Lưu, tôi hy vọng ngài có thể xử lý thích đáng sự kiện này, để cho em tôi một câu trả lời rõ ràng. Tào Chân Nhi nói câu sau rất nghiêm túc, ý nghĩa là quá rõ rồi. Cục trưởng Lưu khẽ gật đầu, tuy hắn cảm thấy ngôi sao kia sẽ gặp chuyện không may, thế nhưng trên sự kiện này ở lại không chút do dự đứng về phía Tào gia. Vào thời đại xã hội quyền lớn hơn Pháp, có người nào có thể thật sự chấp pháp công bằng, pháp luật đối đãi ngang hàng với tất cả mọi người thật sao? Hai tên cảnh sát đứng ở cửa ra vào thầm chửi chó má, bọn họ trên cơ bản đều hiểu chuyện gì xảy ra, bây giờ những lời đám người kia vừa nói giống như người bị hại là Liêu An Như phải phụ trách tất cả vậy. Có quyền đúng là quá tốt, chỉ cần mở miệng nói vài câu thì cô gái trong trắng tinh khiết đã giống như hóa thành một tên tội phạm. Co bà nó, chỉ cần nắm quyền cao thì rõ ràng có thể nói ngựa trắng thành dê đen. Khi hai tên cảnh sát đang cảm khái thì có vài tên cảnh sát đi đến, người đi đầu khẽ gật đầu với hai cảnh sát đứng canh gác bên cửa, sau đó vào trong phòng bệnh. Chào Cục trưởng Lưu, tôi là đại đội trưởng Trương Thông Minh của chi đội 3 cảnh sát hình sự thành phố La Nam. Trương Thông Minh vừa nói vừa khép hai chân lại cúi chào Cục trưởng Lưu. Nếu như là bình thường thì Cục trưởng Lưu có tâm tư ma sát với Trương Thông Minh sao? Nhưng lúc này vì lời nhắn nhủ của Lý Tú Anh mà hắn cần phải sử dụng Trương Thông Minh, thế là hắn tranh thủ biểu hiện gương mặt bình dị dễ gần, sau đó dùng giọng hòa ái nói. Đội trưởng Thông Minh, theo tôi biết thì đội cảnh sát hình sự La Nam vào thời điểm mấu chốt có thể phát huy tác dụng quan trọng, là một đội ngũ có tố chất cao. Lúc này tôi giao nhiệm vụ cho các anh. Nhất định phải chăm chú xử lý vụ án giết người này, phải căn cứ vào những chứng cứ chính xác, tuyệt đối không cho hung thủ làm bị thương người khác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cục trưởng Lưu nói câu sau cùng cực kỳ nặng nề, thế cho nên ý nghĩ đã quá rõ ràng. Trương Thông Minh cười cười nói. Chúng tôi nhất định sẽ chấp hành chỉ thị của lãnh đạo. Cục trưởng Lưu bị Lý Tú Anh mở miệng mắng trước mặt nhiều người, thật sự rất mất mặt. Lũ này lời xu nịnh của Lý Tú Anh làm cho hắn cảm thấy mình có thể diện, thế là tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. À, Thông Minh rất tốt. Cục trưởng Lưu nói ra bốn chữ tán dương Trương Thông Minh, thế là cảm thấy đã quá đủ. Trương Thông Minh quả nhiên là rất tốt, thế nhưng Cục trưởng Lưu khen ngợi vẫn có hơi sớm. Sau khi khen ngợi xong, Trương Thông Minh cất bước đi đến bên cạnh hai tên đàn ông đứng bên cạnh Tào Viễn, sau đó trầm giọng nói. Hai người có phải là Triệu Hòa Tuyền và Lý Thuần Lực không? Cục trưởng Lưu là một cảnh sát có thâm niên, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng trong thái độ của Trương Thông Minh, thế nhưng lúc này hắn căn bản đã không kịp ngăn cản nữa rồi. Vâng. Hai đàn ông đưa mắt nhìn nhau rồi dùng giọng lớn tiếng nói. Lúc này có chủ của mình đến, hơn nữa còn có một vị phó cục trưởng Cục Công an tỉnh đi theo, đám cảnh sát chuột nhát này có thể làm gì được mình? Thật xin lỗi. Mời hai vị đi theo tôi một chuyến. Theo như lời khai của người đại diện của Liêu An Như,
chính là hai người các anh hỗ trợ kẻ tội phạm Tào Viễn lấy chìa khóa trong phòng của Liêu An Như. Trương Thông Binh nói, hai mắt giống như diều hâu nhìn về phía hai tên đàn ông đứng bên cạnh giường của Tào Viễn. Hai tên đàn ông chợt cảm thấy lạnh lẽo, bọn họ thật sự làm điều này, nhưng lúc này nỗi sợ hãi trong lòng đã bị kiêu ngạo thay thế. Bọn họ có hậu trường, một cảnh sát chuột nhắt dám đứng đây khiêu khích quyền uy của lãnh đạo sao? Đúng là quá ngu ngốc. Đây là ngậm máu phun người, chúng tôi không đi, chúng tôi là dân thường tuân thủ đúng pháp luật, có nghĩa vụ phải đi sao? Lý Thuần Lực cố gắng giải thích. Từng công dân đều phải có nghĩa vụ hỗ trợ cơ quan công an trong lúc điều tra phá án. Trương Thông Binh nói, sau đó nhìn vài vị cảnh sát hình sự đi theo phía sau. Đưa hai đồng chí này đi. Tôi xem các anh ai dám. Lý Tú Anh vốn cực kỳ nổi giận vì con mình bị tàn phế, lúc này thấy đám cảnh sát được một tấc còn muốn tiến thêm một thước, muốn đưa cả hai tên đàn ông kia đi, thế là đỏ mặt tía tai nói. Trương Thông Binh biết rõ đây là Lý Tú Anh, là đại nhân vật đến từ thủ đô, hơn nữa cục trưởng Liêu cục công an tỉnh cũng có mặt ở nơi này. Nhưng mặc kệ anh cấp cao thế nào, cho dù hắn biết rõ vẫn phải thực hiện công tác, vì đây không những là chỉ thị của cục trưởng Mễ, còn là chỉ thị cao nhất của Bí thư Vương, chấp pháp theo đúng quy củ. Năm chữ này khá đơn giản, thế nhưng thực tế lại khó khăn nặng nề. Chuyện này nếu như không có chỉ thị của Bí thư Vương, Trương Thông Binh cảm thấy mình sẽ căn bản không đến nơi này. Đưa đi. Trương Thông Binh vung tay lên mà không hề nói nhiều. Vài tên cảnh sát cũng không nói nhiều mà tiến lên đưa hai tên đàn ông kia đi. Cục trưởng Liêu, đây là ý gì? Lý Tú Anh thấy mình căn bản không ngăn được vài tên cảnh sát, thế là thẹn quá hóa giận, dùng ánh mắt sáng ngời như điện nhìn về phía cục trưởng Liêu. Cục trưởng Liêu nhìn Trương Thông Binh người của Trương Thông Binh tiến lên bắt hai tên đàn ông đứng bên giường Tào Viễn, hắn đã ý thức được sự việc không đơn giản. Hắn là một phó cục trưởng cục công an tỉnh, bây giờ cục công an thành phố dám tiến lên bắt người trước mặt mình, rõ ràng họ cũng có chỗ dựa mạnh mẽ. Nhưng những điều này không quan trọng, chủ yếu là hắn không thể tiếp tục mất mặt trước người nhà Tào gia. Hắn cân nhắc một chút rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Trương Thông Binh, còn không mau thả người sao? Thật xin lỗi cục trưởng Liêu, chúng tôi chấp hành mệnh lệnh của cục công an thành phố, nếu anh muốn chúng tôi hủy bỏ hành động lần này. Như vậy mong anh để cho lãnh đạo thành phố chúng tôi cho ra chỉ thị. Trương Thông Minh cúi chào cục trưởng Liêu, sau đó dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh vứt lại một câu, cuối cùng cất bước đi ra khỏi phòng. Lý Tú Anh còn muốn mở miệng thì bị Tào Chân Nhi kéo lại, nàng đưa mắt nhìn đám cảnh sát cất bước bỏ đi và hai tên đứng canh bên cửa, chợt cảm thấy vấn đề khó thể giải quyết. Tuy Tào Chân Nhi không hiểu rõ sự thật như thế nào, thế nhưng em mình là người ra sao thì nàng lại hiểu rõ ràng. Nếu để cho cảnh sát điều tra, như vậy sẽ cực kỳ bất lợi cho Tào Viễn. Mễ Hoa Lâm này đúng là to gan, đợi đến khi rời khỏi La Nam thì ông sẽ thu thập hắn. Cục trưởng Liêu hung hăng mắng một câu, gương mặt đỏ bừng. Tuy cục trưởng Liêu tỏ ra cực kỳ tức giận nhưng trong lòng lại căn bản không như biểu hiện bên ngoài. Đối với hắn thì chuyện này chính mình không cần chen tay vào thì quá tốt, trời sập tuyến trên sẽ trống. Mặc dù hắn rất muốn làm tốt mối quan hệ với Tào gia, thế nhưng cục diện này xuất hiện, hắn biết rõ mình căn bản không còn phù hợp đứng bên trong nữa rồi. Lúc này cục trưởng Liêu nói đến thành phố La Nam lại xem như một lời nhắc nhở cho Tào Chân Nhi, hắn tin Tào Chân Nhi là người thông minh, nàng chắc chắn nghe và sẽ hiểu ngay. Khoảnh khắc này Tào Chân Nhi chợt bừng tỉnh, khi đến thành phố La Nam thì nàng quá vội vàng. Thế cho nên bây giờ nghe thấy lời nhắc nhở của cục trưởng Liêu mới nhớ La Nam là nhà của Vương Tử Quân, đây không phải là cơ hội tốt cho Vương Tử Quân sao? Tào Chân Nhi nghĩ đến người đàn ông vung tay gọi gió lật tay gọi mưa, thậm chí có thể biến sự việc đầu sóng ngọn gió nơi dư luận chuyển thành không có gì, còn tăng cao danh tiếng cho mình, nàng chợt nghĩ. Lúc này không phải là Tào gia bọn họ muốn làm phiền cô ngôi sao kia. Rõ ràng là thời cơ tốt cho Bí thư Vương với mánh khóe thông thiên và vận may ngút trời đã kích Tào ra. Lúc này nên làm gì cho phải đây? Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, tuy hắn không hỏi nhưng từng tin tức luôn tụ tập trong phòng hắn. Bí thư Vương, có vài phóng viên muốn đến phỏng vấn ngài, anh xem sắp xếp như thế nào. Khi Vương Tử Quân phê duyệt xong văn kiện cuối cùng cho ngày, Lữ Hâm Sâm chợt bước vào báo cáo. Lữ Hâm Sâm dù đang cười nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng bất an.
Dù sao trong sự kiện Vương Tử Quân chứng minh chiếc đồng hồ của mình, hắn và Trương Hợp Tuân vốn cho rằng Vương Tử Quân không chết cũng bị lột ra, không ngờ đối phương lại có thể dễ dàng hóa giải nguy cơ ảnh hưởng đến danh dự lần này. Người này không những nói rõ nguồn thu nhập hợp pháp của vợ, thậm chí còn được người ta tung hô và hâm mộ vì đem đến hãnh diện cho quốc gia. Lữ Hâm Sâm nghĩ đến tình huống đám người trên mạng vốn chuẩn bị dùng ngòi bút làm vũ khí sắc bén công kích Vương Tử Quân, thế nhưng sau khi biết rõ chân tướng thì lại giống như biến thành người khác. Bọn họ liên tục nói tốt về Vương Tử Quân, cũng nói lời ủng hộ Mạc Tiểu Bắc, thật sự làm cho người ta cảm khái. Những năm nay giúp đỡ nhau trong lúc khốn khó là không nhiều, thế nhưng đám người muốn đến dệt hoa trên gấm lại rất đông. Người ta không cần tốn nhiều sức lực thì đám phóng viên đã ùa đến, nói chung báo chí đều nắm chặt cơ hội lần này để ca tụng công đức phát triển kinh tế của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam, thật sự là tình thế quá to lớn. Lúc này đám người truyền thông đang liên tục tạo thế, hơn nữa dư luận lại có ảnh hưởng có lợi, đã dùng xu thế rời núi lấp biển để nâng cao uy vọng của Vương Tử Quân. Lúc này trong cạnh tranh tiến lên thường ủy tỉnh ủy, anh không thể không thấy tình huống Vương Tử Quân đang một người một ngựa tiến nhanh về phía trước được. Tình thế phát triển đến hiện trạng hiện tại làm cho Lữ Hâm Sâm thật sự sợ hãi, vì thế hắn suy tư một phen, sau đó chủ động đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân mỉm cười nói với Lữ Hâm Sâm. Trưởng phòng Hâm Sâm, tôi có gì hay mà phỏng vấn? Thành phố La Nam chúng ta sở dĩ có cục diện tốt như vậy cũng là kết quả đồng tâm hiệp lực cùng nhau đi lên giữa cán bộ và quần chúng nhân dân, theo tôi thấy không bằng đưa bọn họ đến các xí nghiệp lớn nhỏ trong thành phố. Như vậy không những thỏa mãn tâm nguyện của các phóng viên, còn có thể tuyên truyền về thành phố La Nam. Những sự kiện tuyên truyền miễn phí như thế này có lẽ sẽ được các xí nghiệp nhiệt tình tiếp đón. Sau khi nghe xong lời nói của Vương Tử Quân, Lữ Hâm Sâm không khỏi cười ha hả, hắn dùng giọng phục tùng nói. Bí thư Vương thật sự nhìn xa trông rộng, nhưng tôi cảm thấy ngài cũng nên tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Anh là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, anh ra mặt có thể đại biểu cho hình tượng của thành phố chúng ta, bản thân ngài chính là một danh thiếp quá rõ ràng cho thành phố chúng ta rồi. Lữ Hâm Sâm là người giỏi ăn nói, hắn bình tĩnh nói những lời dễ nghe với lãnh đạo của mình. Những năm qua Vương Tử Quân dẫn đầu cán bộ quần chúng La Nam phát triển kinh tế, thật sự đã tạo ra rất nhiều thành tích. Bản thân Vương Tử Quân chính là tấm danh thiếp sống của thành phố La Nam, những lời như vậy căn bản không phải chỉ được một mình Lữ Hâm Sâm nói ra. Nhưng người ta nói như thế nào thì Vương Tử Quân không quan tâm. Bản thân hắn cảm thấy khoe khoang vênh váo tự đắc không bằng làm việc đến nơi đến chốn. Vì vậy Vương Tử Quân căn bản là cười khoát tay áo với lời đề nghị của Lữ Hâm Sâm, nhưng dù từ chối thì hắn vẫn khẳng định và khen ngợi công tác của Lữ Hâm Sâm. Điều này làm cho Lữ Hâm Sâm cảm thấy rất vui mừng, sung sướng. Vương Tử Quân nhìn Lữ Hâm Sâm rời khỏi phòng mình với vẻ mặt mỹ mãn, gương mặt hắn chợt trầm xuống. Hắn căn bản biết rõ tình huống trong sự kiện ủy ban kỷ luật tỉnh ủy xuống thành phố La Nam điều tra về mình. Có thể nói như thế này, ai nói gì thì hắn cũng biết. Đối với loại người là cỏ ngã đầu tường như Lữ Hâm Sâm thì anh cần phải có toan tính, lúc này hắn nịnh hót về anh, đến khi anh có chuyện thì sẽ nhanh tay lau sạch các mối liên hệ. Đối với loại người mà đặt xuống đất giẫm vài lượt còn chưa hết thoải mái thì Vương Tử Quân sao lại có thể xem trọng và tin dùng được. Nhưng bây giờ còn chưa là lúc xử lý vấn đề này, hắn còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm điện thoại nhìn thoáng qua, hắn chợt cười nói. Chào Bí Thư Đường, tôi là Vương Tử Quân. Tử Quân, cậu ở đâu, hôm nay anh Trịnh làm món thịt heo rừng, chúng ta uống vài ly nhé. Đường Cảnh Ung nói chuyện trong điện thoại rất thân mật, giống như hai người căn bản không phải quan hệ thượng cấp hạ cấp. Lại càng giống như là bạn bè khăng khít. Thực tế trước khi gọi điện thoại đến thì Đường Cảnh Ung còn chú tâm suy xét xem nên đối đãi với Vương Tử Quân như thế nào. Chương 1002, mây khói tùm biến thành mặt trời tươi sáng. Sau khi sự kiện chiếc đồng hồ của Vương Tử Quân bị đưa ra ngoài ánh sáng, Đường Cảnh Ung cảm thấy Vương Tử Quân xem như bị loại khỏi cuộc cạnh tranh lần này. Mặc dù nguồn gốc chiếc đồng hồ trên tay Vương Tử Quân là cực kỳ bình thường, nhưng Vương Tử Quân căn bản không thể nào đứng vững trên dư luận. Không ngờ người vợ xinh đẹp của Vương Tử Quân lại lợi hại như thế, thu nhập không có vấn đề, hơn nữa còn là niềm tự hào của nhiều người.
Một người phụ nữ thiên tài mua một chiếc đồng hồ đắt tiền làm vật đính ước tình yêu cho chồng mình dựa trên tình hình tài chính của mình, hơn nữa còn có những vật tham chiếu của tập đoàn Quân Thành, có gì mà không được chứ? Vương Tử Quân ngay từ đầu vốn có thể nói cho rõ ràng, thế nhưng hắn lại căn bản không nói ra, không làm gì cả. Đợi đến khi sự việc cực kỳ náo loạn hắn mới phát lực, biến tình huống mây mù đầy trời thành không khí trong xanh mặt trời rực rỡ. Hắn không những xóa bỏ những vết bẩn trên người mình, còn thuận đà để công khai thành tích phát triển kinh tế của thành phố La Nam trước mặt nhiều người, rõ ràng là một người cực kỳ ẩn nhẫn. Thử hỏi xem, bây giờ có nơi nào trong nước không biết thành phố La Nam, có người nào không biết từ sau khi Vương Tử Quân tiến lên làm bí thư thị ủy thì La Nam bắt đầu tiến vào giai đoạn phát triển siêu tốc. Chưa đến 3 năm thì nơi đây đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, trở thành một viên minh châu sáng rực của tỉnh Sơn Nam. Hơn nữa sự kiện lần này còn có một điểm tốt, đó là sau này người ta căn bản cũng không thể nào ra tay với Vương Tử Quân ở phương diện phát triển kinh tế, xem như hành động lần này một công bà ba lợi. Trong đầu Đường Cảnh Ung chợt xuất hiện một câu nói, ẩn mà không phát, công phu tu thân dưỡng khí như vậy là không thể xem thường, thật sự là hậu sinh khảo ý. Sau khi xem xét thì Đường Cảnh Ung càng thêm nhận thức sâu sắc về câu nói này. Xem như dệt hoa trên gấm không bằng giúp đỡ nhau lúc khó khăn, nhưng nếu không có cơ hội giúp đỡ nhau lúc khó khăn thì dệt hoa trên gấm cũng là một trong những phương án hay. Vì vậy Đường Cảnh Ung quyết định mời Vương Tử Quân một bữa cơm, thuận tiện cùng Vương Tử Quân trao đổi vài vấn đề về sự kiện bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế tiến vào trong hàng ngũ thường ủy tỉnh ủy. Tuy Vương Tử Quân căn bản sẽ nhất định có kế hoạch của mình, thế nhưng lúc này gặp mặt cũng cho Vương Tử Quân biết rõ thái độ của mình. Đó là Đường Cảnh Ung căn bản sẽ tích cực giúp đỡ hắn tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ tâm tư của bí thư Đường Cảnh Ung, thế là hắn có biểu hiện càng thêm khiêm tốn. Cảm ơn bí thư Đường, tôi là lính của ngài, uống rượu với ngài là vinh hạnh của tôi. Ngài chỉ cần nói một tiếng, tôi đảm bảo dù gió mưa bão tố thế nào cũng sẽ nhanh chóng chạy đến. Có đôi khi hạ thấp tư thái của mình là thấp kém, thế nhưng có đôi khi lại là giả vờ giống như không hiểu. Vương Tử Quân hạ thấp tư thái làm cho Đường Cảnh Ung tiến thêm một phần hiểu biết, rõ ràng là đối phương đắc thế mà không bừa bãi, càng là loại người này thì tương lai phát triển càng cao vời. Tử Quân, tôi và cậu còn phải dùng những lời khách khí như vậy sao? Đường Cảnh Ung nói đến đây thì cười nói. Tiểu Bắc nếu có thì cũng mời đến luôn. Lúc này cháu gái của cậu thật sự rất sùng bái Tiểu Bắc, đặc biệt là muốn có được chữ ký của cô ấy. Đường Cảnh Ung nói đến cháu gái, Vương Tử Quân đã từng gặp qua, nhưng đó cũng không phải là một cô gái nhỏ, là một cô gái 16-17 tuổi. Vương Tử Quân mới là một người hơn 30, căn bản cũng không thể gọi người ta là cô cháu gái nhỏ được. Bí thư Đường, tôi sẽ tích cực hưởng ứng lời triệu hoán của ngài. Vương Tử Quân có vẻ càng thêm khách khí. Hắn hỏi thăm tình huống gia đình của Đường Cảnh Ung, sau đó mới cúp điện thoại. Còn không chờ Vương Tử Quân suy nghĩ mình nên bàn gì với Đường Cảnh Ung, điện thoại của hắn chợt vang lên. Lúc này hắn cũng không nhìn dãy số báo trên màn hình, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy có người nói. Bí thư Vương, táo nhà tôi đã hết rồi, anh đến tặng cho một thùng được rồi. Người có thể vinh mặt hất hàm yêu cầu Vương Tử Quân đến tặng táo ở trong tỉnh Sơn Nam chỉ có một. Đó chính là chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân. Mỗi lần đến nhà Thạch Kiên Quân thì Vương Tử Quân đều có thói quen đem theo một thùng táo. Có lần Khương Long Cương chủ động hỏi hắn rằng, Bí thư Vương, đi đến nhà chủ tịch Thạch có cần chuẩn bị lễ vật gì không? Khương Long Cương mỗi ngày đều có nhiều thời gian đi theo Vương Tử Quân, thế nên căn bản biết rõ thói quen mỗi lần đến nhà chủ tịch Thạch Kiên Quân đều đem theo một dương táo của lãnh đạo. Hắn hỏi như vậy rõ ràng là có thiện ý nhắc nhở lãnh đạo của mình, đến nhà chủ tịch Thạch vài ngày một năm, không sợ người khác nói rằng mình luôn mang táo, thậm chí là lãnh đạo đã ăn táo chán ngán sao. Có nên đổi món khác hay không? Nhưng Khương Long Cương căn bản không dám trực tiếp đề xuất với Vương Tử Quân, trong mắt hắn thì hành vi của Vương Tử Quân là vô tâm thế nhưng lại ẩn giấu ý nghĩa cực kỳ quan trọng, hắn sao có thể vung tay múa chân chỉ kế lung tung cho lãnh đạo của mình được. Không ngờ Vương Tử Quân lại nhận ra tâm tư của Khương Long Cương, hắn cười lớn nói. Chỉ cần tôi tỏa trấn ở thành phố La Nam, sẽ có táo đến nhà chủ tịch Thạch liên tục. Cậu nghĩ mà xem, cho dù khi mà chủ tịch Thạch cảm thấy chán ngán cũng sẽ dở khóc dở cười nghĩ đến tôi, việc này là ai làm?
tất nhiên dùng táo La Nam đang thừa thãi là thích hợp nhất. Vương Tử Quân nói một lời khá khôi hài, Khương Long Cương nghe mà giật mình líu lưỡi. Bí thư Vương lo lắng hết lòng vì sự phát triển của thành phố La Nam, chiêu thức gì cũng cho ra được, biến chủ tịch tỉnh trở thành người tuyên truyền quảng cáo cho mình, thế nhưng lời lẽ lại hào hùng công khai như vậy. Thạch Kiên Quân gọi điện thoại đến tất nhiên cũng không phải là vì yêu cầu Vương Tử Quân đến tặng táo, mục đích chủ yếu của hắn chính là yêu cầu Vương Tử Quân đến nhà mình. Còn tại sao lại phải đi, hai người bọn họ đều thầm hiểu, thế nên không cần nói rõ ràng. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không từ chối lời kêu gọi của Chủ tịch Thạch Kiên Quân, hắn cười ha hả nói. Chủ tịch Thạch, tôi đã chuẩn bị táo rồi, tối nay ngài có rảnh không? Sau khi định ước thời gian với Chủ tịch Thạch, Vương Tử Quân nở nụ cười. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Khương Long Cương đi đến. Lúc này Khương Long Cương rõ ràng là người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái, hắn vui cười dùng giọng tươi sáng nói. Bí thư Vương, Bí thư Tống ủy ban tư pháp đến. Mời Bí thư Tống vào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Khương Long Cương, sau đó khẽ phân phó. Một phút sau Bí thư Tống Ích Dân đi vào, hắn vừa vào thì cười nói. Bí thư Vương, lúc này thành phố La Nam chúng ta đã nổi tiếng như mặt trời giữa ban trưa, từ sáng đến nay tôi nhận được không ít điện thoại của bạn bè cũ, bọn họ đều đang cố gắng đào mỏ từ người tôi. Tôi biến thành một người hướng dẫn miễn phí. Thế là bọn họ muốn đến du lịch, đồng thời cũng muốn làm thịt tôi, muốn tôi làm con rồng phóng túng. Chương 1003, các anh phải chạy quanh người tôi. Tống Ích Dân là người có quan hệ rất tốt với Vương Tử Quân, mặc dù lúc này chỉ là lắc đầu thở dài và nói lời kể khổ, thế nhưng lại căn bản là những lời nịnh nọt biến tướng với Vương Tử Quân. Anh nghĩ mà xem, nếu không phải Vương Tử Quân người ta cho ra một khu du lịch Cô Yên Sơn, sao có thể đứng ở đây thu hút khách như dẫn vịt vào chuồng? Chưa nói đến phương diện đóng góp lớn cho sự phát triển của thành phố La Nam, ngành du lịch còn làm cho danh tiếng của La Nam ngày càng lan rộng. Lúc đầu thì Tống Ích Dân rất lo lắng vì sự kiện trò chuyện trực tuyến trên Inte ngày hôm qua, nhưng khi Vương Tử Quân khống chế tiết tấu như ảo thuật, hắn chợt cảm thấy vui mừng, đồng thời cảm thấy cực kỳ kính sợ vị bí thư thị ủy này. Sự kiện trò chuyện trực tuyến kia đã căn bản đánh tan tất cả trở ngại vừa xuất hiện trên con đường Vương Tử Quân tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy, đồng thời còn thừa cơ hội cho thành phố Đông Bộ một gậy lên đầu. Điều này làm cho phần thắng của Bí thư Vương tăng thêm vài phần, thái độ của Tống Ích Dân với Bí thư Vương cũng xem như có điều chỉnh nho nhỏ. Lúc này cần phải theo sát bên cạnh và cực kỳ cung kính, đây chính là góc độ mà Tống Ích Dân muốn điều chỉnh. Vương Tử Quân là người sắp tiến vào thường ủy tỉnh ủy. Hắn cần phải theo sát và gia tăng tôn trọng, chỉ như vậy mới có thể làm lãnh đạo có thêm vài phần hảo cảm với mình. Bí thư Ích Dân, những phiền toái của anh có vài phần công lao của tôi. Khi nào bạn bè của anh đến, tôi sẽ đi đến uống vài ly, san sẻ vài phần gánh nặng của anh, như vậy đã hài lòng chưa? Vương Tử Quân vừa mời Tống Ích Dân ngồi xuống vừa dùng giọng đùa giỡn nói. Mặc dù biết Vương Tử Quân đang nói đùa cho vui, thế nhưng Tống Ích Dân vẫn cười nói. Bí thư Vương, đây là anh hứa đấy nhé, khi đó tôi mặc kệ anh có quên hay không, nhất định phải kéo anh đi uống vài ly để lấy thể diện mới được. Hai người nói hai câu chê cười, Vương Tử Quân chợt nghiêm mặt nói. Bí thư Tống Ích Dân, tối qua có chuyện xảy ra, anh đã nghe rõ chưa? Tối qua có chuyện xảy ra, Tống Ích Dân chợt có phản ứng, tối qua Mễ Hoa Lâm có gọi điện thoại cho hắn. Báo cáo tình huống một vụ án. Tống Ích Dân nghe sơ lược về vụ án kia thì chợt cảm thấy buồn cười, tội phạm cưỡng hiếp còn chưa thực hiện được ý đồ thì xem như không trộm được gà còn mất nắm gạo, bị đạp ra khỏi ban công. Sau khi nghe Mễ Hoa Lâm nói đây là tình huống tự cung miễn phí, nói trắng ra thì sự kiện vui vẻ này thật sự làm thỏa mãn hứng thú trò chuyện của dân chúng. Tống Ích Dân lúc đầu cũng không xem nó ra gì, nhưng sau khi nghe xong thì hắn lại căn bản nắm bắt được một vấn đề chính. Đó là Bí thư Vương rất chú ý đến chuyện này. Bí thư Vương, tôi đã tìm hiểu thông qua Cục Công an. Tống Ích Dân do dự giây lát rồi dùng giọng chi tiết nói. À, chuyện này có liên quan đến nhiều người, có vài phần ảnh hưởng. Sự việc phát sinh ở thành phố La Nam, các anh cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý cho tốt. Vương Tử Quân nhìn Tống Ích Dân rồi nói tiếp. Không những phải xử lý vụ án cho thật tốt,
hơn nữa không cho phép phần tử tội phạm chạy thoát khỏi lưới pháp luật. Vâng, Tống Ích Dân dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Tống Ích Dân rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà bắt đầu nghĩ về chuyện này. Hắn vội vàng xuống lầu, chuẩn bị gọi điện thoại cho Mễ Hoa Lâm thì điện thoại của mình đổ chuông. Mễ Hoa Lâm nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, đó là một vị phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, hắn tiện tay nhấn nút nghe rồi cười nói. Lãnh đạo, ngài rõ ràng đã lâu rồi chưa đến thành phố La Nam chỉ đạo công tác. Bên kia truyền đến tiếng cười cởi mở, sau đó chợt lên tiếng. Bí thư Ích Dân, khối tư pháp của thành phố La Nam thật sự là đội quân danh dự của tỉnh Sơn Nam, tôi có đi hay không cũng là như vậy mà thôi. Ôi, lời nói của lãnh đạo chính là khẳng định và thúc giục với công tác của chúng tôi. Nếu ngài không muốn liên hệ mật thiết với quần chúng thì cũng nên xem qua một chút, nếu không đám thủ hạ tuyến dưới chúng tôi sẽ rất thất lạc. Nói lời nịnh hót cũng không tốn tiền, thế cho nên Tống Ích Dân không bỏ qua cơ hội nói ra những lời làm cho lãnh đạo vui vẻ. Quả nhiên lãnh đạo thật sự rất thích, tuy cấp bậc của vị phó bí thư này căn bản chưa đến mức để Tống Ích Dân nói như vậy, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui. Bí thư Ích Dân, tôi có một việc cần cậu hỗ trợ. Là thế này, tôi có một người cháu bị người ta làm thương tổn ở thành phố La Nam, tôi đau lòng cũng xem như ngoài tầm tay, chuyện này cần phải làm phiền cậu quan tâm một chút. Sau khi vị phó bí thư kia nói vài lời khiêm tốn cùng Tống Ích Dân, sau đó mới đi vào vấn đề chính. Lúc này vẻ mặt Tống Ích Dân chợt biến đổi, Vương Tử Quân có ý nghĩ khác biệt với vị phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy này, điều này làm cho hắn cảm thấy khó xử. Nhưng cảm giác khó xử của Tống Ích Dân chỉ đến trong nháy mắt, ngay sau đó hắn đã cho ra quyết định. Ngoài miệng lại nói với vị phó bí thư kia. Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi đây sẽ gọi điện thoại hỏi người của Cục Công an, nếu như bọn họ thật sự tồn tại sự kiện xử lý bất công, tôi sẽ nghiêm trị không tha. Vậy thì coi như làm phiền cậu rồi. Vị phó bí thư kia nói rồi đặt điện thoại xuống. Cú điện thoại này chỉ là bắt đầu, không bao lâu sau khi Tống Ích Dân cúp điện thoại thì liên tục có người khác gọi đến. Đám người gọi điện thoại đến tuy khác biệt thế nhưng mục đích căn bản chỉ là một. Tất nhiên đám người này đều yêu cầu Tống Ích Dân nghiêm túc chấp pháp, thực tế có ý nghĩa gì thì chỉ có thể hiểu mà không thể nói ra. Dù đám người kia không phải là những lãnh đạo cấp bậc thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng cũng là lãnh đạo đơn vị ban ngành trong tỉnh, thậm chí là những ban ngành hiểm yếu của Bộ và Ủy ban Trung ương. Năng lực hoạt động của những người kia căn bản là khá mạnh, những cuộc điện thoại của bọn họ giống như một chiếc lưới lớn ép lên đầu Tống Ích Dân. Anh Mễ, anh xử lý thế nào? Sau khi cúp máy cuộc điện thoại cuối cùng, Tống Ích Dân đi đến phòng làm việc của Mễ Hoa Lâm. So sánh với vẻ mặt ủ rột mày trao của Tống Ích Dân thì Mễ Hoa Lâm lại có vẻ nhàn nhã hơn. Hắn mời Tống Ích Dân ngồi xuống, sau đó cười nói. Còn có thể thế nào nữa? Nghiêm khắc thực hiện theo đúng chỉ thị của lãnh đạo. Sau khi uống cốc trà ngon đến từ tay Mễ Hoa Lâm, Tống Ích Dân cũng nở nụ cười, hắn chỉ vào Mễ Hoa Lâm rồi khẽ nói. Lãnh đạo có chỉ thị gì? Làm lớn sự việc, bây giờ người ta chỉ sợ sự việc bị làm lớn chuyện ra mà thôi. Mễ Hoa Lâm cười hì hì nói. Lúc này trong phòng khách của Cục Công an có hơn 10 nhà báo đang chờ. Sao? Tống Ích Dân nghe được tin tức như vậy mà thở dài một hơi, tuy trước khi đến phòng làm việc của Mễ Hoa Lâm thì hắn đã có quyết định của riêng mình là nghiêm khắc làm việc theo yêu cầu chỉ thị của Bí Thư Vương. Nhưng lúc này hắn nghe lời nói của Mễ Hoa Lâm, thế là không khỏi thở dài một hơi. Sự việc này được đưa ra ngoài ánh sáng, Tống Ích Dân càng có biện pháp để nói lời rõ ràng với những người gọi điện thoại nhờ cậy mình. Tất nhiên cũng căn bản không đắc tội với những người này. Bí thư Tống, đã lâu rồi ngài chưa đến Cục Công an chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác, trưa nay chúng ta phải uống hai ly mới được. Mễ Hoa Lâm thấy tâm tình của Tống Ích Dân rất tốt, thế là cười ha hả nói. Anh Mễ, chuyện uống rượu thì bỏ đi, bây giờ thành phố La Nam chúng ta đang khá rối, chuyện của lãnh đạo còn lớn hơn cả trời, hai người chúng ta cũng không nên tạo ra phiền toái cho lãnh đạo được. Theo tôi thấy không bằng chờ sau khi kết thúc sự kiện của lãnh đạo, chúng ta sẽ đến một nơi uống no say. Khi Tống Ích Dân nói xong thì một nữ cảnh sát chạy đến gõ cửa. Cục trưởng Mễ, có vài nhân viên công tác của Trung đoàn Cảnh sát Hình sự Cục Công an tỉnh đến La Nam, yêu cầu được gặp ngài. Sao? Mễ Hoa Lâm có hơi cau mày, hắn chợt nói với Tống Ích Dân.
Bí thư Tống, anh đi nghỉ ngơi một chút, tôi đi gặp bọn họ. Tống Ích Dân gật đầu nói. Anh đi đi, tôi thấy đám người kia đến đây căn bản không có ý gì tốt, anh nên cẩn thận đối phó. Mễ Hoa Lâm khẽ gật đầu, sau đó cùng nữ cảnh sát đi ra ngoài. Khi đi đến phòng khách thì gặp 4-5 người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi nơi đó, trong số đó có một người có quân hàm tương đồng với hắn. Ha ha ha, trung đoàn trưởng Triệu, hoan nghênh, hoan nghênh. Mễ Hoa Lâm nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, sau đó tươi cười tiến lên nghênh đón. Người đàn ông kia thấy Mễ Hoa Lâm cũng tiến lên cười nói. Cục trưởng Mễ, xem ra thành phố La Nam này thật sự là địa phương quá tốt, lúc này anh đã trẻ ra không ít, giống như trẻ lại 17-18 tuổi. Hai người nhiệt tình bắt tay nhau, sau đó phân biệt chủ khách rồi ngồi xuống ghế salon, người đàn ông kia cười ha hả nói. Cục trưởng Mễ, hôm nay chúng tôi đến Daya có một việc cần anh phối hợp một chút. Trung đoàn trưởng Triệu cứ khách khí, có gì ngài cứ cho ra chỉ thị, phối hợp với công tác của thượng cấp chính là chức trách của chúng tôi. Mễ Hoa Lâm nói bằng giọng cực kỳ thành khẩn, bộ dạng giống như dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Nếu như chỉ nghe lời nói của Mễ Hoa Lâm, rõ ràng đây là một đồng chí cực kỳ phục tùng chỉ huy. Thế nhưng trước khi đến thì trung đoàn trưởng Triệu đã nhận được chỉ thị, vì vậy cũng không bị mê hoặc bởi những lời nói cực kỳ phục tùng của Mễ Hoa Lâm. Thế là trung đoàn trưởng Triệu nói, sự việc ở khách sạn Phi Dược có lực ảnh hưởng quá lớn, lãnh đạo tỉnh đã quyết định cho trung đoàn cảnh sát hình sự chúng tôi tiến thêm một bước để điều tra, mong cục trưởng Mễ giao người cho chúng tôi xử lý. Trong lúc trung đoàn trưởng Triệu lên tiếng, một tên cảnh sát trẻ tuổi nhanh chóng lấy ra một văn kiện từ trong cặp tài liệu. Mễ Hoa Lâm nhìn con dấu đỏ thắm trên văn kiện, hắn thầm nghĩ đám người này thật sự là mánh khóe thông thiên, bản lĩnh thật ghê gớm. Lúc này hắn dùng giọng thành khẩn nói. Trung đoàn trưởng Triệu, cái này, đáng lý ra chúng tôi phải phối hợp với chỉ thị của lãnh đạo cơ quan, thế nhưng... Thế nào, cục trưởng Mễ cảm thấy tôi cầm theo thánh chỉ giả sao? Trung đoàn trưởng Triệu nghe thấy Mễ Hoa Lâm có ý chối từ, thế là giọng điệu chuyển sang hướng gây sự. Cũng không phải như vậy, anh hiểu lầm rồi. Mễ Hoa Lâm gãi đầu nói. Chủ yếu là vụ án này đã quá rõ ràng, lúc này đã giao cho cơ quan kiểm sát để tiến hành khởi tố rồi. Vẻ mặt trung đoàn trưởng Triệu chợt trở nên cực kỳ khó coi, lúc này một tên cảnh sát trẻ tuổi ở bên cạnh hắn chợt nói. Cục trưởng Mễ, vụ án này mới xảy ra một ngày. Xem ra hiệu suất công tác của Cục Công an thành phố La Nam các anh thật sự quá cao rồi. Điều này, Bí thư Vương có yêu cầu rất cao, luôn nắm chặt không buông tha cho chúng tôi có người giám sát trước mặt, thế nên luôn không dám chây lì và đùa giỡn. Mễ Hoa Lâm gãi gãi đầu dùng giọng khiêm tốn nói. Lý Tú Anh rất tức giận, nàng ngồi bên cạnh cửa sổ phòng bệnh của con trai, giống như hóa thành một con sư tử cái bảo vệ cho con mình. Đám người các người thật sự là ngu xuẩn vô dụng, bình thường thì rất lớn tiếng, bây giờ sao lại như vậy? Con tôi đã biến thành bộ dạng thế này, còn bị khởi tố vì tội cưỡng hiếp, các người không biết công tác sao? Các người đúng là một đám heo. Lý Tú Anh tức giận gào thét bằng những lời nói không dễ nghe, thế nhưng đám con cháu đời thứ ba căn bản là phải đứng yên lắng nghe. Tam thúc của Tào Chân Nhi là một vị cục trưởng trong bộ và ủy ban trung ương. Tuy không phải là phát triển đắc chí nhưng tốt xấu gì cũng là một nhân vật, lúc này nghe thấy chị đâu mình gào thét thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn là người của Tào gia, hắn biết rõ có chuyện gì xảy ra. Hắn thầm nghĩ con của chị cho ra một đống cứt, để cho chúng tôi chạy đến chửi đít, chị còn mắng chửi chúng tôi, thật sự là không biết tốt xấu. Hắn dù thật sự mất hứng thế nhưng biểu hiện lại không dám nói gì khác, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao đứa cháu này cũng đã bị phế, hắn nghĩ đến danh xưng thái giám ở thời Mãn Thanh, thế là cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Con trai của đại ca thành thái giám cũng tốt, tuy thầm nghĩ như vậy nhưng hắn căn bản không có biểu hiện gì khác, không nói một tiếng. Nếu so sánh với mẹ mình thì Tào Chân Nhi rõ ràng là bình tĩnh hơn, nàng biết mẹ mình phát giận như vậy căn bản không có tác dụng, thậm chí còn làm cho đám thân thích này sinh ra lục đục. Mẹ! Chuyện này cũng không trách được Tam Thúc, bọn họ đã cố gắng hết sức rồi, sở dĩ không làm gì được là vì phía sau có người chống đỡ. Tào Chân Nhi vừa đỡ lấy Lý Tú Anh vừa khẽ nói. Ai dám đối nghịch với nhà ta? Ai,
con nói cho mẹ xem, mẹ nói với ông ngoại, dám làm cho cháu của ông cụ Thành ra như vậy, dù có thế nào cũng không thể an phận được. Lý Tú Anh nói bằng giọng điệu cao vút hơn vài phần. Tào Chân Nhi nhìn bộ dạng ngu ngốc của mẹ mà cảm thấy ngứa đầu, thầm may mắn mình giống cha, nếu không giống như mẹ thì thật sự quá bi thảm. Nhưng lúc này cũng không trách được mẹ mình, ai bảo năm xưa bà chỉ có thể ở nông thôn mà căn bản không được đi học hành tử tế giống mình hiện tại. Ai dám sao, tất nhiên là tên kia, nếu như không phải hắn chống đỡ thì lãnh đạo trong tỉnh cũng sẽ không bảo trì trạng thái trầm mặc như lúc này. Dù khi gọi điện thoại đến thì bọn họ đều nói sẽ hỏi rõ ràng, thế nhưng Tào Chân Nhi biết rõ, chỉ cần có một hoặc hai người trong số đó thật sự gọi điện thoại cho Vương Tử Quân thì đã quá tốt rồi. Hơn nữa cho dù gọi điện thoại thì chỉ có thể nói giọng quan với nhau mà thôi, vì người kia cũng căn bản là một nhân vật cực kỳ cường thế ở tỉnh Sơn Nam. Tào Chân Nhi nghĩ đến người kia, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Nguyễn Chấn Nhạc. Nàng đã gọi điện thoại vài lượt cho Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng hắn đang bị những chuyện khó khăn vây quanh người. Sự kiện dòng sông Lam Hạ ô nhiễm giống như một dây leo không ngừng quấn lên người hắn. Lúc này dư luận càng ngày càng gây bất lợi cho thành phố Đông Bộ, hơn nữa báo cáo về chất lượng nước sông Lam Hà lại bị ai đó ném ra ngoài. Lúc này cư dân thành phố ở gần sông Lam Hà đều chuyển sang dùng nước lọc, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tào Chân Nhi là người cực kỳ mẫn cảm chính trị, nàng biết rõ nếu không giải quyết được chuyện này thì lực ảnh hưởng của nó đến Nguyễn Chấn Nhạc là rất lớn, mà nàng tin đây cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, bầu không khí bị đè nén bị phá tan. Chào mọi người, xin hỏi đây có phải là phòng bệnh của Tào Viễn không? Hai người mặc tây phục, cổ áo có cài huy hiệu của lực lượng kiểm sát. Viên kiểm sát trưởng đi vào đầu tiên rồi hỏi đám người trong phòng. Nếu như ở nơi khác loại tiểu nhân vật thế này căn bản không thể lọt vào mắt người nhà Tào gia, nhưng lúc này lại khác, sau khi thấy hai người của viện kiểm sát thì vẻ mặt đám người Tào gia trở nên cực kỳ khó coi. Đúng vậy, Tào Chân Nhi thấy không ai mở miệng thì đứng lên nói. Chào chị, chúng tôi là người của viện kiểm sát, đây là giấy tờ của chúng tôi. Dựa theo sắp xếp của lãnh đạo thượng cấp, chúng tôi cần tiến hành điều tra với kẻ tình nghi cưỡng hiếp là Tào Viễn, xin hỏi Tào Viễn bây giờ có thể trả lời chúng tôi vài vấn đề được không? Viên kiểm sát trưởng lấy ra giấy tờ chứng minh công tác rồi khẽ nói. Chương 1004, anh sẽ quay trở lại. Lý Tú Anh là người cực kỳ nuông chiều con trai, vừa nghe thấy những lời như vậy thì giống như biến thành một con gà mẹ, tâm tình lập tức nổ tung. Các người nói gì? Con tôi là phạm tội cưỡng hiếp sao? Tôi nói cho các người biết, tranh thủ câm miệng thối lại, nếu tiếp tục nói hưu nói vượt, tôi sẽ bóc ra các người ra. Hai tên kiểm sát viên cảm thấy mẹ của người trong cuộc đang kích động, cũng không biết rõ sự việc này có liên quan đến người nào, chỉ là làm theo phép, điều tra theo lệnh thượng cấp mà thôi. Viên kiểm sát trưởng căn bản không quan tâm đến Lý Tú Anh, hắn nói với tam thúc của Tào Viễn. Đồng chí, các anh là người nhà của Tào Viễn. Tôi hiểu tâm tình của các anh, nhưng pháp bất dung tình, mời các anh phối hợp cho. Tam thúc của Tào Viễn biết rõ cái cọ đôi co với loại tiểu nhân vật này căn bản rất mất mặt, thế cho nên trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Hai vị đồng chí, lúc này các vị cũng thấy rõ tình huống của cháu tôi rồi, tôi thấy nếu các vị có lời nào muốn hỏi thì không bằng chờ nó tỉnh lại rồi nói sau, các vị thấy thế nào? Hai tên kiểm sát viên đưa mắt nhìn nhau, sau đó viên kiểm sát trưởng nói. Được rồi, chúng tôi sẽ đi trưng cầu ý kiến của bác sĩ. Nhưng vụ án giết người này đã quá rõ ràng, chúng tôi chỉ muốn làm công tác tìm hiểu cuối cùng mà thôi. Hai kiểm sát viên nói xong thì bỏ đi, Lý Tú Anh nhìn cửa phòng đóng lại, nàng chợt nổi trận lôi đình. Các người làm sao vậy? Chỉ bị người ta nói vài câu thì bị dọa rồi sao? Các người bình thường không phải rất lợi hại à? Vì sao hôm nay lại ỉu xìu như vậy? Chân Nhi! Con gọi điện thoại cho Chấn Nhạc đi, gọi bí thư thị ủy của bọn họ đến, tôi muốn hỏi anh ta xem làm như vậy là có ý gì. Lý Tú Anh vội vàng như lửa thiêu lên người, điều này làm cho đám người nhà Tào gia trợn trắng mắt. Thầm nghĩ trong lòng, nếu Nguyễn Chấn Nhạc có thể tiếp xúc với vị bí thư thị ủy kia, chỉ sợ bây giờ nhà bọn họ không cần phải đau đầu như thế này. Mẹ, Chấn Nhạc đang rất bận, anh ấy không thích hợp ra mặt. Con thấy chuyện này đã như vậy. Chúng ta chuẩn bị ra hầu tòa thôi.
Tào Chân Nhi trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng khuyên nhủ mẹ. Ra tòa, hai chữ này thật sự là quá không hay với Lý Tú Anh, thế nhưng bây giờ ngoài như vậy cũng không còn cách nào khác. Anh Tào, Viễn Nhi xảy ra chuyện, nếu anh không nói cho lão gia tử biết thì tôi đến nói. Dù sao tôi cũng không thể trơ mắt nhìn con mình xấu hổ. Nếu như nó bị tòa án phán quyết, lúc đó Tào gia sẽ mất sạch thể diện. Lý Tú Anh lớn tiếng nói với người đầu dây bên kia. Người ở đầu dây bên kia trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói cứ xử lý theo pháp luật rồi cúp điện thoại. Tào Chân Nhi nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của mẹ mà thật sự đau lòng, lại thầm căm hận không thôi. Nàng hiểu sự việc phát triển đến mức này cũng là vì người kia ở phía sau thúc đẩy. Dù Tào gia có thế lực ở khắp mọi nơi, thế nhưng đứng trước mặt đối phương thì căn bản mất đi tất cả tác dụng. Mẹ, lúc này mẹ đừng lo lắng, Viễn Nhi đã có thời gian ngắn theo đuổi cô ngôi sao kia, chỉ cần chúng ta có thể chắc chắn khẳng định hành vi giữa nó và đối phương, như vậy Viễn Nhi sẽ không có vấn đề. Không được, nhất định phải cho con khốn kiếp kia chịu trừng phạt. Tôi muốn cho nó sống còn khổ hơn chết. Cậu Tam, cậu không phải có người ở trong cục thuế sao? Cậu cho người ta điều tra, không thể cho con khốn nạn kia sống yên được. Lý Tú Anh nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng không chết không bỏ qua. Tam thúc trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói. Điều này cũng là một biện pháp, được rồi, em sẽ đi sắp xếp người. Tam thúc, tìm người làm chuyện xấu cũng không khó. Tào Chân Nhi trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Ừ. Tam thúc Tào gia nói một tiếng rồi rời khỏi phòng. Đám người Tào gia nghe thấy Lý Tú Anh nhắc đến cô ngôi sao kia thì giống như tìm được điểm chút giận, một đám người liên tục kêu gào. Tào Chân Nhi nhìn đám người nghiến răng nghiến lợi thể báo thù cho Viễn Nhi, thế là tâm tình chợt rơi vào đáy vực. Tào Chân Nhi thật sự cảm thấy rất bi ai, đám người này căn bản không thể làm gì được người khởi xướng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp ức hiếp một người phụ nữ căn bản là không có bối cảnh gì, cũng thật sự quá xấu hổ. Tút tút tút. Khi Tào Chân Nhi đang nghĩ đến chuyện nên giải quyết sự kiện của Tào Viễn như thế nào, đột nhiên Nguyễn Chấn Nhạc gọi điện thoại đến. Tào Chân Nhi nhìn đám người Tào gia đang kêu gào, nàng trầm ngâm giây lát, sau đó đi ra ngoài tiếp điện thoại. Alo, Chân Nhi, tình huống của Viễn Nhi như thế nào rồi? Nguyễn Chấn Nhạc lúc này nói bằng giọng quan tâm hiếm có. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình huống căn bản là không thể lạc quan. Tào Chân Nhi cố gắng ổn định tâm tình, nàng khẽ nói với đầu dây bên kia. Vậy thì tốt rồi. Nguyễn Chấn Nhạc rất vui mừng, hắn nói. Anh vốn nghĩ sẽ đi đến thăm nom, thế nhưng chủ tịch thành phố Yên Hư đến, anh cần phải gặp mặt anh ấy. Tào Chân Nhi nghe nói chủ tịch thành phố Yên Hư sẽ đến. Nàng chợt nghĩ đến sự kiện ở khu công nghiệp Lam Hà, thế là khẽ nói. Chuyện kia thế nào? Không tốt lắm. Tâm tình của Nguyễn Chấn Nhạc chợt hạ thấp. Triệu Đại Hải kia tuy đã được thả ra nhưng sự kiện nguồn nước sông Lam Hà bị ô nhiễm lại được mở rộng, muốn che giấu là không thể. Những ban ngành có liên quan đã cố gắng cho ra nhiều công tác thế nhưng căn bản là không thể tiến triển. Chỗ khó lại là sắp xếp các xí nghiệp gây ô nhiễm. Khu công nghiệp Lam Hà tình nguyện tiếp nhận bất kỳ phương án xử lý ô nhiễm của chính quyền thành phố, thế nhưng bọn họ lại tranh luận gay gắt về phí tổn, vì xí nghiệp đã nói trước với chính quyền về phương diện sẽ gây hại cho môi trường. Em đã sớm nhắc nhở anh, không nên mở những khu công nghiệp gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, thế nhưng anh lại không nghe, cho rằng phương pháp uống rượu độc giải khát này không phải không thể làm. Anh cho rằng mình có bản lĩnh bằng trời, bây giờ thì tốt rồi, phiền toái chạy đến người. Tào Chân Nhi lại xem như bệnh cũ tái phát, thế là dùng giọng lạnh lùng chào phúng nói. Nguyễn Chấn Nhạc vốn có tâm tình không được tốt, sau khi nghe Tào Chân Nhi trách móc thì cảm giác ôn tồn hòa ái trước đó căn bản là không còn, hắn lạnh lùng nói. Em nghĩ rằng anh muốn như em sao? Anh thật sự không có biện pháp, trên phương diện phát triển kinh tế anh không thể theo kịp Vương Tử Quân, chỉ có thể đi tìm đường tắt mà thôi. Sau khi xem xét lời nói của chồng, Tào Chân Nhi cảm thấy Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là quá bất đắc dĩ. Nàng biết rõ Vương Tử Quân mới đến La Nam được vài năm nhưng lại cho ra vài hạng mục trọng điểm, thật sự là đầu tư lớn, hiệu quả cao, thành tích cực kỳ nổi bật. Nếu không phải vì cạnh tranh quá gay gắt với thành phố La Nam, Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không đi đến nước này, bây giờ có lẽ hắn không còn biện pháp nào khác, xem như đâm lao phải theo lao mà thôi.
Tào Chân Nhi nghĩ đến người đem đến tốc độ phát triển kinh tế khủng bố cho thành phố La Nam, thế nên có thêm một phần thấu hiểu với Nguyễn Chấn Nhạc. Nàng trầm ngâm giây lát rồi ân cần hỏi han. Anh chuẩn bị xử lý vấn đề này như thế nào? Binh tới tướng đỡ, nước đến đắp đê, có một số việc chỉ cần có người phụ trách là được. Nguyễn Chấn Nhạc nói giống như đã suy tính trước mọi việc. Tào Chân Nhi chợt cảm thấy tim mình run lên, đó cũng không phải là vì nàng quan tâm đến Nguyễn Chấn Nhạc, mà nàng quan tâm đến vị trí của hắn. Dù thế nào thì lúc này nàng cũng không muốn Nguyễn Chấn Nhạc mất luôn vị trí hiện tại. Nếu như gánh trách nhiệm về việc này thì Nguyễn Chấn Nhạc sẽ bị trễ nãi vài năm như vậy chính là thời điểm hoàng kim trong sự nghiệp của Nguyễn Chấn Nhạc. Chấn Nhạc, khi phân định trách nhiệm thì anh cũng không thể bày ra bộ dạng anh hùng nghĩa hiệp, nhất định phải nghĩ chu đáo, ít nhất cũng phải trưng cầu ý kiến các trưởng bối trong nhà. Thật sự buồn cười, điều này em cũng không cần phải dạy anh. Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng khinh thường nói, tuy không lời nói như vậy làm cho Tào Chân Nhi bực bội, thế nhưng dù sao thì cũng xem như phát tiết một câu. Hai người Nguyễn Chấn Nhạc và Tào Chân Nhi tuy là đồng sàng dị mộng nhưng dù sao cũng đã sống bên nhau nhiều năm. Hai năm qua số lần cãi nhau liên tục tăng tiến, nhiều lúc ồn ào dữ dội, hôn nhân cũng không còn mặn nồng. Nhưng có một vấn đề mà Tào Chân Nhi rất tự tin, đó là nàng vẫn cảm thấy Nguyễn Chấn Nhạc vẫn còn là một người đảm đương. Bây giờ xem ra hắn cũng không phải là người đại công vô tư, chính mình xem ra đã tôn trọng hắn rồi. Chân Nhi, anh là bí thư thị ủy, là người nắm phương hướng, còn phương diện tiến cử hạng mục gì, xí nghiệp gì kinh doanh ra sao, anh sao có thể tự làm được? Sao có thể trông nom tất cả được? Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì giọng điệu càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Em chờ mà xem TV, nhất định sẽ có tin tức tốt. Anh định xử lý trưởng phòng tài nguyên môi trường và chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp sao? Tào Chân Nhi khẽ hỏi. Xử lý bọn họ căn bản không vượt qua được vụ này, phải đặt nó lên người có trách nhiệm, như vậy mới có thể bình hòa được. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì nở nụ cười thoải mái nói. Anh đã làm thì em cứ yên tâm. Cần đặt nó lên người có trách nhiệm. Tào Chân Nhi đã hiểu rõ Nguyễn Chấn Nhạc muốn làm thế nào. Lúc này nàng thật sự không khỏi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Đàn ông như vậy thật sự quá đáng sợ, không ngờ khi bắt đầu xây dựng khu công nghiệp Lam Hà thì Nguyễn Chấn Nhạc đã tính sẵn đường lui về sau này cho mình. Nguyễn Chấn Nhạc là bí thư thị ủy nắm công tác nhân sự và phương hướng phát triển của thành phố, nếu khu công nghiệp Lam Hà có thể phát triển tốt, như vậy kinh tế của thành phố Đông Bộ sẽ tăng trưởng mạnh, hắn sẽ có được thành tích, nếu có chuyện gì xảy ra. Hắn có thể lấy từ trong nhóm người phụ trách ra một kẻ để chịu tội thay, chính hắn có thể chạy đi với kế kim thiền thoát xác. Tào Chân Nhi nghĩ đến điều ấy thì trầm lặng nói. Nếu như vậy là anh vẫn còn hy vọng với vị trí thường ủy tỉnh ủy. Không có hy vọng quá lớn. Nguyễn Chấn Nhạc thở dài một hơi rồi thản nhiên nói. Tuy anh có thể chính nghĩa xử lý sự việc này, thế nhưng dù sao cũng phải có chút trách nhiệm. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì lại trầm ngâm lên tiếng. Chân Nhi, thành phố Hồng Đảo còn thiếu một vị trí chủ tịch, anh muốn đến đó. Thành phố Hồng Đảo có cấp phó bộ, nếu như có thể đến đó nhận chức chủ tịch thành phố, như vậy vẫn có được chức vụ phó tỉnh. Dù vị trí phó bộ như vậy căn bản không có một người nào có đủ lực bằng một vị trí thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng đó lại là bậc thang cuối cùng. Sau khi nghe kế hoạch của Nguyễn Chấn Nhạc, Tào Chân Nhi có một hy vọng sinh tồn trong cửa tử. Thế nhưng nàng cũng cảm thấy rất bi ai, chính mình thật ra cũng không phải là người hiểu quá rõ về Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc là người căn bản luôn biểu hiện cực kỳ bình thường, thế nhưng thực tế đã sớm chuẩn bị tất cả. Chỉ sợ rằng những ngày tốt lành của đám người đang làm việc kiếm tiền cho hắn sẽ kết thúc. Anh sợ sao? Không biết vì sao mà Tào Chân Nhi chợt cho ra một câu hỏi như vậy. Đầu dây bên kia chợt trầm mặc. Không khí trầm mặc làm cho Tào Chân Nhi sinh ra xúc động muốn cúp điện thoại. Sợ sao? Sợ người kia sao? Tào Chân Nhi rất muốn biết đáp án, vì vậy nàng không cúp điện thoại. Bên trong điện thoại truyền đến tiếng thở dốc, giọng nói của Nguyễn Chấn Nhạc lại vang lên. Kẻ không mưu cầu toàn cục sẽ không đủ lực để đảm đương việc lớn, kẻ không mưu cầu tương lai sẽ không đủ mưu để xử lý việc nhất thời. Anh không phải sợ hắn. Anh cảm thấy không nên tiếp tục rông dài mất thời gian. Con đường tương lai còn xa vời vợi, còn tiếp tục nâng cao một bước. Anh thề, chờ một ngày anh tiến lên bậc thang mới,
anh sẽ quay trở lại. Chủ tịch Trình, đến giờ uống thuốc rồi. Nữ thư ký trưởng Cam Tiểu Quyên bưng ly nước đến khẽ nói với Trình Hiểu Bình. Trình Hiểu Bình đang trầm tư, nàng giống như căn bản không nghe được lời nói của thư ký trưởng. Cam Tiểu Quyên do dự một chút, sau đó khẽ nhắc nhở. Chủ tịch Trình, ngài nên uống thuốc. Trình Hiểu Bình bị người ta làm ảnh hưởng đến khả năng suy tư, thế là ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cam Tiểu Quyên. Nhưng lúc này nàng cố gắng áp chế lửa giận, lại phất phất tay nói với Cam Tiểu Quyên. Hôm nay không uống thuốc. Chủ tịch Trình, đây là lời phân phó của bác sĩ, còn nói. Cam Tiểu Quyên không thuận theo lời Trình Hiểu Bình mà tiếp tục mở miệng khuyên nhủ. Nhìn bộ dạng không đạt mục đích không bỏ qua của Cam Tiểu Quyên, Trình Hiểu Bình nở nụ cười, nàng nói. Được rồi, lấy thuốc ra. Cam Tiểu Quyên vội vàng đưa thuốc cho Trình Hiểu Bình, đồng thời khóe miệng nàng nở nụ cười nhàn nhạt. Sở dĩ nàng kiên trì như vậy chỉ là vì suy xét cho sức khỏe của lãnh đạo, cho dù nói vài câu cũng không lưu lại di chứng. Sau khi phục vụ Trình Hiểu Bình uống thuốc xong, Cam Tiểu Quyên nói. Chủ tịch Trình, ngài tốt nhất nên nghỉ ngơi nửa giờ, như vậy thuốc mới hiệu quả. Trình Hiểu Bình khoát tay áo nói. Lúc này thành phố có nhiều công tác như vậy, tôi sao có thể nghỉ ngơi chứ? Cam Tiểu Quyên nhìn bộ dạng bận rộn của Trình Hiểu Bình, nàng vội vàng cầm lấy bình thủy châm nước vào ấm trà cho lãnh đạo. Trình Hiểu Bình cười cười nói với Cam Tiểu Quyên. Tiểu Quyên, em thông báo cho trưởng phòng Triệu và chủ nhiệm Lý, mời bọn họ đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Cam Tiểu Quyên chợt sững sờ, hai họ Triệu và Lý là thế gia vọng tộc. Trong thành phố Đông Bộ này cũng không phải có ít những vị trưởng phòng Triệu và chủ nhiệm Lý. Là trưởng phòng Triệu phòng tài nguyên môi trường và chủ nhiệm Lý của Hiệp hội Quản lý Khu công nghiệp Lam Hà. Trình Hiểu Bình thấy Cam Tiểu Quyên có chút sững sốt, thế là khoát tay thản nhiên nói. Chương 1005, xử lý anh chỉ là tạm thời mà thôi. Cam Tiểu Quyên khẽ gật đầu. Sau đó nàng dùng điện thoại trong phòng làm việc của Trình Hiểu Bình để gọi điện thoại cho hai người kia. Chủ tịch Trình, tôi đã thông báo cho bọn họ, trưởng phòng Triệu nửa giờ sau sẽ đến, chủ nhiệm Lý một giờ sau sẽ đến. Cam Tiểu Quyên làm việc rất nhanh nhạy, gọn gàng linh hoạt, Trình Hiểu Bình rất thích phong cách như vậy. Nàng khẽ gật đầu, khi thấy Cam Tiểu Quyên còn chưa bỏ đi thì cười nói. Tiểu Quyên, làm rất tốt. Sau khi Cam Tiểu Quyên rời khỏi phòng thì nụ cười trên mặt Trình Hiểu Bình chợt tan biến sạch sẽ. Nàng nhìn bản báo cáo về tình hình ô nhiễm dòng sông Lam Hà rồi nhíu mày thật chặt, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một điếu thuốc. Trình Hiểu Bình không phải hút loại thuốc dành cho phụ nữ, nàng hút loại dành cho đàn ông. Nhưng bình thường nàng cũng không hút thuốc trước mặt người khác, chỉ khi nào cực kỳ bức bối khó chịu thì nàng mới hút một hai điếu. Trình Hiểu Bình là một người phụ nữ có tính mẫn cảm chính trị rất cao, nàng biết rõ bây giờ khu công nghiệp Lam Hà đã thật sự giống như một thùng thuốc nổ. Điều bây giờ nàng cần làm chính là nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý thật tốt trước khi thùng thuốc nổ kia nổ tung thổi bay mọi thứ. Bí thư Nguyễn bây giờ rất quan tâm đến sự việc này, Trình Hiểu Bình nên xử lý cho tốt, như vậy mới có thể tăng thêm độ nặng trong suy nghĩ của Nguyễn Chấn Nhạc. Trình Hiểu Bình nghĩ đến Nguyễn Chấn Nhạc mà tâm tư không khỏi chuyển sang người Vương Tử Quân. Đây là hai người đàn ông từng đứng đầu thành phố Đông Bộ, nàng đều tiếp xúc qua với bọn họ, nhưng một người tiếp xúc khá nhiều và một người thì rất ít. Khi so sánh hai người này với nhau, tuy nàng đi rất gần bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng nàng luôn bội phục và cực kỳ kiêng kỵ Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có thể đẩy thành phố La Nam phát triển đến mức độ hiện tại, thật sự hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Nguyễn Chấn Nhạc tuy là người không kém thủ đoạn, thế nhưng đến đây tiếp nhận một thành phố mà Vương Tử Quân đã tạo ra quá đủ căn cơ, cuối cùng lại căn bản không thể nào đẩy Đông Bộ phát triển mạnh mẽ như La Nam. Nhưng Trình Hiểu Bình theo sát tiến độ của Nguyễn Chấn Nhạc cũng không phải là vì quan hệ, chủ yếu là vì Nguyễn Chấn Nhạc tán thưởng nàng. Giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc thì tất nhiên Trình Hiểu Bình hy vọng Nguyễn Chấn Nhạc có thể tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy. Nhưng khi Vương Tử Quân ra tay xử lý biến chuyển tình hình khó khăn vừa qua, đặc biệt là khi mà vấn đề ô nhiễm sông Lam Hà càng ngày càng nghiêm trọng, phần thắng của Nguyễn Chấn Nhạc đang dần giảm bớt. Nguyễn Chấn Nhạc đã trấn an lãnh đạo thành phố hàng xóm rất tốt, thế nhưng sự việc này vẫn gây ra ảnh hưởng không nhỏ với hắn. Trình Hiểu Bình suy nghĩ miên man. Nàng chợt ngẩng đầu lên, phát hiện đã đến đúng thời điểm.
nàng chợt nhớ đến cuộc hẹn gặp mặt với trưởng phòng Tiệu phòng Tài nguyên Môi trường và chủ nhiệm Lý Hiệp hội Quản lý Khu công nghiệp Lam Hà. Nàng vội vàng mở quạt thông gió, mở cửa sổ, thổi tan những luồng khí còn vấn vương bên trong phòng. Khi Trình Hiểu Bình đóng cửa sổ lại, nàng chợt thấy một chiếc xe quen thuộc dừng lại bên dưới, trưởng phòng Triệu phòng Tài nguyên Môi trường với cơ thể mập mạp đang bước xuống xe. Đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Trình Hiểu Bình thầm nói một câu, sau đó nàng đến ngồi sau bàn làm việc của mình, vẻ mặt chậm rãi trở nên cực kỳ nghiêm túc. Chủ tịch Trình, trưởng phòng Triệu phòng Tài nguyên Môi trường đã đến. Cam Tiểu Quyên khẽ đi vào trong phòng làm việc của Trình Hiểu Bình, sau đó nàng khẽ lên tiếng báo cáo. Mời trưởng phòng Triệu đi vào. Trình Hiểu Bình giả vờ đang xem xét văn kiện, nàng trầm giọng nói với Cam Tiểu Quyên. Một phút sau trưởng phòng Triệu phòng Tài nguyên Môi trường đi vào trong phòng làm việc của Trình Hiểu Bình. Trưởng phòng Triệu tuy mập mạp, tuy đã 50 nhưng gương mặt vẫn trắng mịn như bánh bao, không chút nếp nhăn. Hắn vừa vào cửa thì cười nói với Trình Hiểu Bình. Chào Chủ tịch Trình. Trình Hiểu Bình vui vẻ đứng lên, nàng chủ động vươn tay bắt tay với trưởng phòng Triệu. Chào anh Triệu. Trưởng phòng Triệu bắt tay với Trình Hiểu Bình, thái độ càng thêm cung kính, thái độ này của đối phương làm cho nàng cực kỳ hưởng thụ. Nàng nhớ rõ khi mình còn là phó chủ tịch thành phố thì từng gặp mặt trưởng phòng Triệu, khi đó tuy trưởng phòng Triệu rất cung kính, thế nhưng căn bản là chênh lệch rất lớn so với bây giờ. Vị trí khác biệt thì đãi ngộ cũng trở nên khác biệt, chính Trình Hiểu Bình có thể được hưởng đãi ngộ vào lúc này, cũng vì nàng đã tiến lên làm quyền chủ tịch thành phố Đông Bộ, hoàn toàn có thể quyết định tương lai vận mệnh của trưởng phòng Triệu. Trình Hiểu Bình ngồi xuống ghế salon dưới ánh mắt cung kính của trưởng phòng Triệu. Bình thường khi nàng gặp mặt cấp dưới thì đều ngồi sau bàn làm việc, nhưng lúc này nàng lại chủ động ngồi trên ghế salon. Anh Triệu, anh đã làm trưởng phòng Tài nguyên Môi trường được mấy năm rồi? Trình Hiểu Bình cũng không mở miệng nói về phương diện công tác, nàng trò chuyện với trưởng phòng Triệu về các mặt không mấy liên quan. Nhưng nàng nói một câu khách khí như vậy lại làm cho vẻ mặt của trưởng phòng Triệu trở nên cực kỳ căng thẳng. Đã 5 năm rồi, Chủ tịch Trình, tôi trước nay công tác ở phòng Tài nguyên Môi trường đều dựa theo chỉ thị của lãnh đạo thị ủy, dốc lòng dốc sức làm tốt công tác bản thân. Trưởng phòng Triệu tuy vẫn nói năng trôi chảy, thế nhưng khóe môi mấp máy và Trình Hiểu Bình nghe được đối phương có vài phần lắp bắp. Phòng Tài nguyên Môi trường công tác rất tốt, vài ngày trước tôi đến chỗ Bí thư Nguyễn, anh ấy đặc biệt nhắc đến phòng Tài nguyên Môi trường của anh, nói anh làm công tác thì mọi người an tâm. Anh là một cán bộ không thích nói chỉ thích làm, là một người lão thành trong thành phố Đông Bộ. Nguyễn Trấn Nhạc căn bản chưa từng nói như vậy, thế nhưng lúc này Trình Hiểu Bình mở miệng lại ung dung trôi chảy như dòng nước qua gành. Trưởng phòng Triệu được lãnh đạo tán thưởng thì dùng giọng cung kính nói. Cảm ơn Bí thư Nguyễn và Chủ tịch Trình đã quan tâm, sau này tôi sẽ nhất định chăm chú phụ trách, cố gắng công tác, sẽ tuyệt đối không làm cho Bí thư Nguyễn và Chủ tịch Trình mất mặt. À, anh Triệu, trong thành phố Đông Bộ cũng không còn nhiều những cán bộ lão thành chịu khó công tác như anh. Tôi và Bí thư Nguyễn định tăng thêm trọng trách cho anh, để cho anh gánh thêm chút trách nhiệm với sự phát triển của thành phố Đông Bộ. Trình Hiểu Bình đưa mắt nhìn bộ dạng cúi đầu nói chuyện của trưởng phòng Triệu, ánh mắt của nàng bao quát khá rộng, một cảm giác khống chế tất cả xuất hiện trong lòng. Tương lai của đối phương căn bản nằm trong bàn tay của mình. Cảm ơn Chủ tịch Trình, cảm ơn Bí thư Nguyễn. Trưởng phòng Triệu nghe nói mình sắp được tăng thêm trọng trách thì vẻ mặt trở nên sáng lạn, hắn dùng hai mắt tỏa sáng nhìn Trình Hiểu Bình, muốn tìm được đáp án từ trên người nàng. Nhưng anh Triệu này, bây giờ thì ủy và ủy ban nhân dân thành phố Đông Bộ đang gặp tình huống khó khăn, Bí thư Nguyễn cũng gặp phải khó khăn lớn. Có người muốn nắm lấy khu công nghiệp Lam Hà để làm khó chúng ta, anh biết mục đích của bọn họ là gì không? Trình Hiểu Bình thấy thời cơ đã đến, thế là thay đổi chủ đề nói với trưởng phòng Triệu. Điều này thì tôi hiểu rõ, Chủ tịch Trình, bây giờ có vài người không thích thành phố Đông Bộ chúng ta phát triển quá nhanh. Tôi cảm thấy chúng ta cần kiên quyết đấu tranh với bọn họ, tuyệt đối không thể cho bọn họ thực hiện được ý đồ. Trưởng phòng Triệu còn đang ở trong cảm giác hưng phấn khi sắp được gia tăng trọng trách, thế là kiên quyết mở miệng bảo đảm cho địa phương. Trình Hiểu Bình nhìn nụ cười trên mặt trưởng phòng Triệu, nàng càng thêm xem thường vị trưởng phòng này. Nàng thầm nghĩ, đối phương là kẻ điên cuồng muốn thăng quan phát tài, thật sự ngu độn không hiểu gì. Nàng cười nhạt một tiếng nói.
Tôi và Bí thư Nguyễn đều hiểu rõ mục đích của những người này, cũng kiên quyết không thể cho bọn họ đạt được mục đích đả kích Bí thư Nguyễn. Vì vậy lúc này cần có một số người bảo vệ Bí thư Nguyễn. Trình Hiểu Bình nói đến đây thì nhìn trưởng phòng Triệu rồi dùng giọng gần từng chữ nói. Trưởng phòng Triệu, anh là cán bộ được Bí thư Nguyễn coi trọng, bây giờ anh biết mình nên làm thế nào chứ? Lúc này vẻ mặt trưởng phòng Triệu trở nên cực kỳ khó coi, nếu như lúc này hắn còn chưa hiểu rõ, như vậy rõ ràng những năm qua đã sống như một con heo. Hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của Trình Hiểu Bình, thế là biết một vị trưởng phòng như mình đã đi đến đường cùng. Chủ tịch Trình, tôi. Phòng tài nguyên môi trường phải chịu trách nhiệm ở phương diện môi trường, có sự việc xảy ra thì anh khó tránh khỏi trách nhiệm. Nếu so với tình huống bị động gánh chịu, không bằng anh chủ động đứng ra gánh vác. Anh yên tâm, Bí thư Nguyễn và tôi sẽ không quên ơn anh. Trình Hiểu Bình căn bản không cho trưởng phòng Triệu cơ hội phản ánh vấn đề, nàng từng bước áp sát nói. Lúc này gương mặt trưởng phòng Triệu đã trở nên cực kỳ trắng bệch, tuy đã có lời hứa hẹn của Trình Hiểu Bình, thế nhưng lời hứa hẹn như vậy có khả năng hay không cũng là một vấn đề. Trong quan trường đôi khi lãnh đạo thật sự quên lời hứa của mình rất nhanh, đây mới là một ý nghĩa của phương diện trưởng thành chính trị. Trưởng phòng Triệu trầm ngâm giây lát, sau đó mới ngập ngừng nói. Chủ tịch Trình, tôi phục tùng sắp xếp của ngài, điều này, cái kia. Trình Hiểu Bình nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của trưởng phòng Triệu dưới tay của mình, nàng thật sự cảm thấy rất hưởng thụ. Nàng vỗ vỗ bả vai dày rộng của đối phương, sau đó cười híp mắt nói. Anh Triệu, anh yên tâm, Trình Hiểu Bình tôi sẽ không quên anh. Trưởng phòng Triệu đi, hắn đi cực kỳ cô đơn. Nhưng lúc này Trình Hiểu Bình đang cực kỳ đắc ý, nàng cũng không thả lỏng, nàng đang chuẩn bị dùng phương pháp đồng dạng để tiếp đãi thêm vài người. Nửa giờ sau thì vị chủ nhiệm Lý kia cũng đi ra khỏi phòng của Trình Hiểu Bình, lúc này Trình Hiểu Bình đã hoàn thành nhiệm vụ, nàng cảm thấy rất thoải mái. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Chương 1006, làm người chịu tội thay, tôi rất xem trọng chị. Trình Hiểu Bình nhìn vào số điện thoại, sau đó lên tiếng nói. Chào Bí thư Nguyễn, chị đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Nguyễn Chấn Nhạc mở miệng nói bằng giọng điệu cực kỳ chân thật đáng tin. Trương Hiểu Đông đã đến phòng làm việc của Nguyễn Chấn Nhạc không biết bao nhiêu lần, với số lần như vậy thật sự đã kéo gần khoảng cách với lãnh đạo, như vậy mới làm cho một vị phó chủ tịch thường vụ như nàng tiến lên vị trí quyền chủ tịch thành phố. Cũng có thể là nói nàng chịu khó đến phòng làm việc của lãnh đạo nên mới có được thành tựu vào lúc này. Nếu nói thật lòng thì Nguyễn Chấn Nhạc là người rất đẹp trai, vóc dáng cao to, mày rậm mắt to, nói chuyện đi đứng đường hoàng khí thế, rất có khí độ của đàn ông, rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của phụ nữ. Trình Hiểu Bình cũng không phải người ngoại lệ, trong mắt nàng thì người đàn ông kia giống như một thân cây có sức quyến rũ vô hạn, vào thời điểm mấu chốt có thể che gió che mưa cho mình. Cho dù hắn không dao động, thế nhưng cũng có người chủ động chạy đến tìm sự che chở. Anh nghĩ mà xem, Bí thư Nguyễn là một người đàn ông cao to khỏe mạnh, lại trường kỳ không ở bên cạnh vợ, sao có thể giải quyết đói khát của mình. Có lẽ Bí thư Nguyễn cũng giống như những cặp vợ chồng ở riêng, căn bản luôn rơi vào trạng thái đói kém thòm thèm mà thôi. Trình Hiểu Bình đặt mình vào hoàn cảnh của Nguyễn Chấn Nhạc để suy xét vấn đề, thế là sóng ngầm trong lòng bùng lên. Thầm nghĩ vì sao mình lại nghĩ đi đâu thế này. Vì vậy sau khi Trình Hiểu Bình nghe thấy Nguyễn Chấn Nhạc kêu gọi mình đến, nàng chợt cảm thấy trong lòng sinh ra chút hưng phấn. Lúc này Bí thư Nguyễn gọi mình đi đến, như vậy mình sẽ mở miệng báo cáo những gì vừa xử lý xong, chắc chắn mình sẽ có được hình tượng lo lắng giải hạn cho lãnh đạo, nhất định sẽ tăng thêm độ nặng trong lòng Bí thư Nguyễn. Tuy lúc này khả năng Nguyễn Chấn Nhạc tiến vào thường ủy tỉnh ủy là không lớn, nhưng sau khi biết được vài phần về bối cảnh của Nguyễn Chấn Nhạc, Trình Hiểu Bình căn bản vẫn nghĩ rằng Bí thư Nguyễn sẽ là chim trời bay cao. Khi Nguyễn Chấn Nhạc rời khỏi thành phố Đông Bộ, như vậy vị trí Bí thư Thị ủy sẽ là của mình, khi đó chính Trình Hiểu Bình sẽ là chủ nhân của thành phố này. Tương lai vô hạn, Trình Hiểu Bình nghĩ đến câu nói này mà không khỏi cảm thấy bước chân thêm nhẹ nhàng vài phần. Bí thư Nguyễn, sau khi thư ký giúp Trình Hiểu Bình mở cửa phòng, nàng phát hiện Bí thư Nguyễn Chấn Nhạc không ngồi sau bàn làm việc, lúc này đang ngồi trên ghế salon, trước mặt là hai ly trà nóng bốc hơi nghi ngút. Chủ tịch Trình, chị đến ngồi bên này. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười nhàn nhạt,
hắn khẽ vẫy vẫy tay với Trình Hiểu Bình, vẻ mặt đầy bình thản. Trình Hiểu Bình nhìn gương mặt bình tĩnh của Nguyễn Chấn Nhạc mà không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác xấu. Tuy nàng là phụ tá đắc lực cho Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng trước nay Nguyễn Chấn Nhạc căn bản có biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, dù đến nơi này thì bí thư Nguyễn cũng thường xuyên dùng cảm giác bao quát tất cả để đối đãi với mình. Nhưng hôm nay bí thư Nguyễn làm sao vậy? Vì sao lại tốt với mình như vậy? Chẳng lẽ Nguyễn Chấn Nhạc đang hiến tấm thân cho nhân dân thành phố Đông Bộ, bây giờ cũng muốn hiến thân cho mình sao? Nguyễn Chấn Nhạc là người mà nàng luôn ảo tưởng kết hợp rất nhiều lần, chẳng lẽ bây giờ ảo tưởng đó lại vô tình thành hiện thực sao? Trình Hiểu Bình chợt có ý nghĩ như vậy, thế nhưng lại thấy tình cảnh lúc này là khá quen thuộc. Chẳng qua đối diện với lời mời của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng vẫn nhanh chóng thu thập tâm tình của mình, sau đó nở nụ cười ngồi xuống đối diện với Nguyễn Chấn Nhạc, lại khẽ nói. Cảm ơn Bí thư Nguyễn. Chủ tịch Trình, tôi và chị Nhập gánh công tác thật sự là có duyên phận. Chị đến phòng của tôi thì cứ tùy tiện một chút, như vậy tôi mới vui vẻ, như chị bây giờ rõ ràng là quá khách khí rồi. Nguyễn Chấn Nhạc nói rồi nâng ly trà lên tiếp tục. Ngay hôm qua một người thân ở Phước Nam đưa đến cho tôi ít trà quý, mời chị nếm thử, thứ này cũng không có nhiều. Trình Hiểu Bình nhìn gương mặt với nụ cười tủm tỉm của Nguyễn Chấn Nhạc, cảm giác bất an trong lòng nàng cũng hạ dần xuống. Nàng thầm nghĩ, lúc này bí thư Nguyễn có tâm tình tốt, không phải có việc gì tốt phát sinh sao? Nếu không vì sao người này lại mời mình đến uống trà? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Trình Hiểu Bình càng khẳng định suy đoán của mình. Nàng ung dung nâng ly lên uống một ngụm, sau đó khen. Bí thư Nguyễn, tôi tuy không thích uống trà nhưng ly trà này lại làm cho người ta sinh ra cảm giác khác biệt. Nói ra cũng không ngại ngài che cười, đây là lần đầu tiên tôi được uống ly trà ngon như vậy. Nếu Trình Hiểu Bình ở đối diện với người khác sẽ căn bản không nói ra những lời mất thân phận như vậy, nhưng bây giờ nàng ở đối diện với Nguyễn Chấn Nhạc, nàng cũng không cảm thấy nói như vậy là mất mặt. Ngược lại nàng cảm thấy mình nói như vậy sẽ làm cho bí thư Nguyễn sinh ra cảm giác như người một nhà, sẽ thẳng thắn chân thành với mình. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười nói. Thấy ngon thì cứ lấy về mà dùng, tôi đây cũng có không ít. Bí thư Nguyễn, vừa rồi tôi đã gặp mặt nói chuyện với trưởng phòng Triệu phòng tài nguyên môi trường và chủ nhiệm lý của Hiệp hội Quản lý Khu công nghiệp Lam Hà về sự việc ô nhiễm môi trường. Trình Hiểu Bình buôn chuyện vài câu với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó bắt đầu báo cáo sự việc liên quan đến ô nhiễm ở khu công nghiệp Lam Hà. Dù sao bây giờ những thành phố ở dưới hạ du Lam Hà đều đã có phản ứng, nhưng nó liên quan đến hai vị cán bộ cấp chính cục, hơn nữa nàng cảm thấy phương án xử lý của mình là rất tốt, mới biểu hiện ra trước mặt bí thư Nguyễn. Nguyễn Chấn Nhạc không nói gì, nàng chỉ lặng lặng nghe Trình Hiểu Bình báo cáo. Trình Hiểu Bình nhìn ánh mắt của Nguyễn Chấn Nhạc, thế là cảm giác không hay lại tiếp tục xuất hiện trong lòng. À, Phòng Tài nguyên Môi trường và Hiệp hội Quản lý Khu công nghiệp Lam Hà rõ ràng là bụng làm dạ chịu ở sự kiện ô nhiễm này, sự việc xảy ra thì bọn họ nhất định phải gánh chịu trách nhiệm của mình. Chuyện copy từ tungsoans.com. Nguyễn Chấn Nhạc nghe Trình Hiểu Bình báo cáo thì dùng giọng khẳng định nói. Sau khi nghe được lời khẳng định của Nguyễn Chấn Nhạc sau khi nghe xong mình báo cáo, Trình Hiểu Bình càng thêm cảm thấy bàng hoàng. Nàng cố gắng ổn định tâm tình, sau đó nói tiếp. Bí thư Nguyễn, tôi cảm thấy sự việc phát triển đến mức này, chúng ta nên dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý, đỡ phải rơi vào trạng thái bị động. Nguyễn Chấn Nhạc đứng lên khỏi ghế salon rồi trầm giọng nói. Chủ tịch Trình, ý kiến của chị rất hay, hai người kia nhất định phải xử lý thật nghiêm túc, phải cho bọn họ gánh chịu hành vi tương xứng với trách nhiệm của mình. Trình Hiểu Bình nghe thấy dòng chữ xử lý nghiêm túc mà trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Hạng mục khu công nghiệp Lam Hà này chủ yếu là do nàng và Nguyễn Chấn Nhạc thao tác, khi có hạng mục thì nàng cần phải có cái gật đầu của Nguyễn Chấn Nhạc, khi đó các xí nghiệp mới được cho vào định cư ở khu công nghiệp Lam Hà. Bây giờ nếu truy cứu trách nhiệm thì bắt hai vị cán bộ cấp dưới chịu tội thay, rõ ràng là bí thư Nguyễn đang căn bản không muốn nương tay. Bí thư Nguyễn, tôi cảm thấy sự việc này có ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của thành phố Đông Bộ, chúng ta nên xử lý cho thật sớm, có câu trả lời rõ ràng cho quần chúng ở bên sông Lam Hà. Đúng vậy, những chuyện thế này có liên quan đến chất lượng sinh hoạt của nhân dân ven sông Lam Hà, chúng ta nhất định phải cho bọn họ một câu trả lời rõ ràng. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì đặt ly trà xuống nói.
Chủ tịch Trình, tuy anh Triệu và anh Lý là hai người có trách nhiệm nặng nề, không thể nuông chiều, thế nhưng hai người bọn họ căn bản còn chưa đủ để cho quần chúng nhân dân thỏa mãn. Trình Hiểu Bình chợt dùng giọng vô thức hỏi. Bí thư Nguyễn cảm thấy vị nào phù hợp hơn, Chủ tịch Triệu được không? Trình Hiểu Bình nói đến Chủ tịch Triệu, chính là vị phó chủ tịch mới đến nắm công tác công nghiệp. Nguyễn Chấn Nhạc lắc đầu không nói gì. Chủ tịch Trần sao? Đây là vị phó chủ tịch thường vụ, là người tiếp nhận vị trí của Trình Hiểu Bình. Nguyễn Chấn Nhạc vẫn lắc đầu mà không nói gì. Chương 1007, một cây dao trên đầu cần phải nhẫn, nhịn được quá khứ mới là anh hào. Hôm nay Nguyễn Chấn Nhạc xuất lĩnh những cán bộ lãnh đạo có liên quan ở thành phố Đông Bộ gồm hai vị chủ nhiệm văn phòng, bảo vệ môi trường, các vị trưởng phòng ban ngành vệ sinh và chủ nhiệm Lý đến hiện trường khu công nghiệp Lam Hà, hơn nữa đi theo còn có một đám phóng viên. Đám phóng viên đều là những người có thể quản được, là người đến từ các tạp chí lớn ở thành phố Đông Bộ, là người sinh trưởng ở địa phương, không phải đến từ nơi khác. Nguyễn Chấn Nhạc nói cho đám phóng viên biết, hôm nay hắn dẫn theo một đám quan viên đến quan sát tình huống ô nhiễm ở khu công nghiệp Lam Hà, muốn cho mọi người thấy sự coi trọng cao độ của mình. Lúc này đám cán bộ tạo thành một ban ngành rất có lực, tiến hành xâm nhập điều tra tình huống ô nhiễm của dòng sông Lam Hà, vì muốn thẩm tra giải quyết vấn đề một cách triệt để mà không tiếc bất kỳ cái giá nào. Sau khi sự kiện ô nhiễm sông Lam Hà được truyền thông đưa tin thì nhận được sự chú ý cao độ từ cao đến thấp. Nguyễn Chấn Nhạc là người chủ trì ở thành phố Đông Bộ cần phải cho ra quyết sách, cũng cần phải làm cho người bên ngoài biết rõ, chính mình cực kỳ coi trọng sự kiện này. Thế nên hắn mặc một bộ tây trang thẳng thớm, đeo cà vạt chạy đến hiện trường ô nhiễm ngút trời, hôi thối nồng nặc mà chẳng mấy quan tâm, điều này thật sự tạo ra hiệu quả rất lớn. Nguyễn Chấn Nhạc còn đặc biệt giao cho thư ký nhiệm vụ mời phóng viên của đài truyền hình Đông Bộ, đưa theo máy ghi hình tốt nhất, hắn cường điệu. Phải yêu cầu bọn họ đưa các thiết bị chiếu sáng đến. Hiện trường phỏng vấn nhất định phải là lộ thiên, đã có ánh sáng tự nhiên, điều này không khỏi làm cho thư ký cảm thấy buồn bực, vì sao lại phải mang theo cả thiết bị chiếu sáng. Nguyễn Chấn Nhạc nói, tốt nhất là phải làm cho chung quanh phát sáng, phải làm nổi bật một dòng sông Lam Hà đen đúa hôi thối lên màn hình TV. Chắc chắn trước kia Nguyễn Chấn Nhạc sẽ căn bản không biết nói những lời thế này. Bây giờ hắn có thể đứng trước mặt mọi người và nói ra những lời như thế. Hắn nói với phóng viên tối nay sẽ khó thể ngủ được, vì nghĩ đến phương diện dòng sông Lam Hà bị ô nhiễm mà trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn là lãnh đạo đứng đầu thế nhưng thiếu quan tâm xem xét, thật sự phải xin lỗi nhân dân. Đài truyền hình là một đơn vị chân thành, phái ra hai đồng chí quay phim lão luyện, còn mang theo cả thiết bị chiếu sáng, thế cho nên vận chuyển khí tài rất vất vả. Sau khi sắp xếp trang thiết bị ra hiện trường, lại tiếp tục khổ sở xem xét, cuối cùng mới cho lên màn ảnh TV một khung cảnh tuyệt vời. Bí thư Nguyễn xuất hiện với bộ dạng cực kỳ phấn chấn, khí độ bất phàm, bí thư mở miệng hiệu triệu cán bộ quần chúng phải hành động triệt để vì ô nhiễm, vừa có được núi vàng núi bạc vừa phải bảo vệ non xanh nước biếc. Cuối cùng bí thư Nguyễn Chấn Nhạc mở miệng cường điệu. Cần phải chú trọng phương thức phát triển kinh tế. Trong hoàn cảnh và tài nguyên năng lượng ngày càng khan hiếm, hoàn cảnh sinh thái ngày càng kém đi thì phương diện phát triển xanh luôn được chú ý cao độ. Ai vừa phát triển xanh sạch vừa đẩy mạnh kinh tế đi lên, như vậy người đó sẽ chiếm tiên cơ, sẽ có quyền chủ động. Nguyễn Chấn Nhạc rất hài lòng với đợt phỏng vấn lần này, hắn nói như vậy sẽ đẩy mạnh độ tin cậy của lãnh đạo với quần chúng. Trên thực tế thì mọi người đều hiểu rõ, hành động của hắn chỉ là biểu hiện một tư thái. Lúc này hắn không phải làm việc gì lớn, chỉ là toàn lực ngăn cản những tiếng nói ồn ào từ bên ngoài. Sông Lam Hà có bị ô nhiễm hay không thì Nguyễn Chấn Nhạc căn bản hiểu rất rõ. Ai là người khởi xướng? Hắn là lãnh đạo đứng đầu thì căn bản khó thể nào chạy thoát được. Lúc này từ trên xuống dưới đều chú ý, hắn không thể không nhanh chóng hành động, cố gắng ứng phó, phải có những hành động đủ lớn. Đây đều là những động tác cần phải có, nếu không có cách nào đáp lại. Hắn căn bản khó thể nào trả lời được câu hỏi khó từ lãnh đạo tỉnh ủy. Nguyễn Chấn Nhạc là người tham chính nhiều năm, hắn lại là người được chọn nối nghiệp cho một gia tộc ở thủ đô, thế nên kinh nghiệm công tác không phải là thứ mà đám quan viên bình thường có thể so sánh được. Dựa theo tố chất của mình, hắn biết rõ lúc này mình nên làm những gì. Có đôi khi anh phải làm những việc mà mình không muốn, hơn nữa anh phải làm cho nó càng thêm lớn mạnh, càng phải gióng trống khua chiêng.
phải làm sao để diễn cho đủ, tất nhiên cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Sau khi anh biểu hiện thái độ kiên quyết và cực kỳ cố gắng, sau đó vì nhiều nguyên nhân khách quan, sự việc khó giải quyết này sẽ bị đẩy rời, người bên ngoài sẽ chú ý đến những phương diện khác. Khi đó anh có thể lén lút làm cho các hạng mục công tác có liên quan bị gác lại, bị làm nhạt, không giải quyết được gì, vì vậy mà mây đen tan biến, bóng tối bị đẩy lùi. Nguyễn Chấn Nhạc là người công tác lâu năm trong quan trường, sao hắn không hiểu rõ thủ đoạn này cho được. Vì vậy Nguyễn Chấn Nhạc ở trường hợp công khai cho ra chỉ lệnh, yêu cầu công tác xử lý ô nhiễm được đẩy mạnh, còn biểu hiện tâm tư của mình ở sự kiện này, đó là cực kỳ quan tâm xử lý, giống như đã thực sự nắm bắt được sự việc. Vương Tử Quân xem bản tin Nguyễn Chấn Nhạc đi thị sát khu công nghiệp Lam Hà, ngay lúc đó đã nghĩ thông suốt. Nguyễn Chấn Nhạc đang bày tỏ một loại tư thái của mình với công chúng. Với vị trí của Nguyễn Chấn Nhạc vào lúc này không nói như vậy thì sao được. Cũng không thể công khai tỏ thái độ, mặc kệ nó từ từ sẽ đến. Vì mọi người biết rõ dòng sông Lam Hà ô nhiễm như thế nào, nếu một chỉ lệnh của Nguyễn Chấn Nhạc đưa ra và tất cả mọi thứ được quay lại vị trí ban đầu, như vậy thì chẳng phải quá toàn diện rồi sao? Nguyễn Chấn Nhạc này đã đi một nước cờ tốt, chỉ là không biết lấy ai làm vật hy sinh. Dù đã xa rời thành phố Đông Bộ một thời gian khá dài, thế nhưng trong lòng Vương Tử Quân vẫn liên tục lóe lên hình ảnh nhiều vị cán bộ nơi này. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó nở nụ cười vui vẻ nói. Quốc Lương, bây giờ có bận rộn gì không? Triệu Quốc Lương nghe thấy Vương Tử Quân xưng hô mật thiết thì lên tiếng. Bí thư Vương, bây giờ ngài có rảnh để trò chuyện không? Vương Tử Quân rất có cảm tình với viên thư ký trước kia của mình, hắn cười cười nói. Tôi đang rảnh, cậu cứ nói đi. Bí thư Vương, hôm nay tôi vô tình thấy Chủ tịch Trình Hiểu Bình rời khỏi phòng làm việc của Bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, nhìn bộ dạng thật sự giống như mất hết hồn vía. Triệu Quốc Lương là người rất mẫn cảm chính trị, tuy đây chỉ là một tin tức đơn giản, thế nhưng người hữu tâm nghe thấy lại có thể sinh ra nhiều liên tưởng từ đơn giản đến phức tạp. Vương Tử Quân không thể nghi ngờ là một người hữu tâm như vậy, lúc này nghe Triệu Quốc Lương báo cáo, hắn đã hiểu điều mà Nguyễn Chấn Nhạc đang làm. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt kiên quyết của Nguyễn Chấn Nhạc trên TV, hắn lắc đầu mà căn bản không nói gì, tiếp tục nghe Triệu Quốc Lương lên tiếng. Bí thư Vương, chiều này tôi đi đến phòng tài liệu kiểm tra về những văn kiện có liên quan đến khu công nghiệp Lam Hà, phát hiện tất cả văn kiện đều có chữ ký của Chủ tịch Trình Hiểu Bình. Hơn nữa ngay cả trong hội nghị thường ủy Đông Bộ thì Bí thư Nguyễn Chấn Nhạc cũng căn bản không cho ra bất kỳ chỉ thị gì liên quan đến khu công nghiệp Lam Hà. Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đông Bộ, địa vị của một người ở lại như Triệu Quốc Lương căn bản là ngày càng kém. Nhưng dù sao thì Vương Tử Quân để lại ở thành phố Đông Bộ khá nhiều thủ hạ, Triệu Quốc Lương tuy phát triển kém nhưng muốn biết được một việc gì đó thường khá dễ dàng. Phản ứng của Triệu Quốc Lương căn bản chứng minh ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn chưa từng bỏ qua sự quan tâm đến Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng lúc này căn bản không khỏi bội phục vì những suy tính sâu xa của đối phương. Người này dù căn bản không có khả năng ở phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng phương diện mưu mô và cao tay thì không kém bất kỳ ai, bản lĩnh ôm công chối bỏ trách nhiệm là cực kỳ đệ nhất, người như vậy mới là cao thủ trong quan trường. Quốc Lương, tôi biết rồi, cậu nếu không thích ở lại thành phố Đông Bộ, có thể đến đây giúp tôi, chỗ này của tôi còn thiếu một vị chủ tịch huyện. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thay đổi chủ đề. Bí thư Vương, bất cứ lúc nào tôi cũng chờ đợi sự triệu hoán từ ngài. Triệu Quốc Lương nghe rõ sắp xếp của Vương Tử Quân thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và bắt đầu suy xét về những lời nói của Triệu Quốc Lương, xem ra trước kia Nguyễn Chấn Nhạc cũng có suy xét về tình hình và những tồn tại của khu công nghiệp Lam Hà, đã chuẩn bị đủ đường về, đến nỗi bây giờ có thể thoải mái thoát thân. Nếu Trình Hiểu Bình nhận lỗi từ chức, Nguyễn Chấn Nhạc sẽ đi ra thu thập cục diện. Những hành động hiên ngang lẫm liệt như vậy biết đâu sẽ tạo ra cho đối phương chút danh tiếng. Người này thật sự quá tinh quái. Bố à, chơi với con một lát đi. Tiểu Bảo Nhi đã gần 3 tuổi, nó mặc một chiếc quần yếm chạy đến lao vào lồng ngực Vương Tử Quân theo thói quen, sau đó hai bàn tay mập mạp ôm lấy cổ bố rồi dùng giọng làm nũng nói. Chơi cái gì đây bảo bối? Nói đi, bây giờ bố có thời gian rảnh. Vương Tử Quân nhéo lên gương mặt con trai với lòng yêu thương vô hạn, hắn thả lỏng tâm thần nói.
chơi đoán chữ được không? Hai ngày trước Trúc Vũ Bình từ thành phố Tam Hồ đi đến có đưa đến cho Tiểu Bảo Nhi một đống đồ chơi, trong số đó có một món đồ chơi đoán chữ. Từ sau khi có món đồ chơi này thì Tiểu Bảo Nhi chăm học hỏi coi nó làm bảo bối, mỗi ngày đều quấn lấy Tiểu Na và Mạc Tiểu Bắc để giải đố cho mình, sau đó lại tìm Vương Tử Quân để thách đố. Vương Tử Quân căn bản ứng phó rất dễ dàng với trò chơi nhỏ này, nhưng hắn không làm như vậy. Mỗi ngày đều phải giả vờ phải mất rất nhiều sức lực, phải suy nghĩ mãi, cuối cùng hắn cũng không đoán ra, phải nhờ Tiểu Bảo Nhi giải đáp. Mạc Tiểu Bắc cũng có tham gia, nàng dán một tờ giấy lên mặt Vương Tử Quân, bộ dạng buồn cười làm cho con trai liên tục cười ha hả. Lúc này thấy con trai quấn lấy mình, Vương Tử Quân vui sướng đồng ý. Con trai ngoan, hôm nay nếu bố không đoán ra được, con nên thể theo yêu cầu của bố, không nên dán giấy lên mặt để bố làm người giấy, được không? Bố, thứ gì mà ban ngày đi được mà buổi tối không đi được? Thứ gì buổi tối đi được mà ban ngày không đi được? Tiểu Bảo Nhi chợt ngồi thẳng người, nó dùng giọng chăm chú và nghiêm nghị nói. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ câu đố này, trước đó vài ngày thì Vương Tử Quân có thời gian rảnh, hắn đã lật sách xem qua đáp án một lần, thế là nhớ kỹ tất cả. Nhưng Vương Tử Quân lại giả vờ như trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, thế nhưng vẫn chưa cho ra đáp án. Tiểu Bảo Nhi ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng khó xử của bố, thế là nói lớn, nhờ mẹ ra dán giấy lên mặt bố. Khi Vương Tử Quân đã làm đủ công tác chuẩn bị, đang định cho ra đáp án thì điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên. Chiếc điện thoại này căn bản là bí mật với đại bộ phận cán bộ thành phố La Nam, người biết được ít nhất phải trên cấp phó giám đốc sở, bây giờ là lúc tan tầm, gọi điện thoại có việc gì. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đi lấy điện thoại thì Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng bỏ xuống khỏi đùi, nó nhấc điện thoại lên, dùng ngón tay mấp ấn nút nghe, sau đó dùng giọng trong trẻo nói. Alo, chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai? Muốn tìm Vương Tử Quân sao? Người ở đầu dây bên kia cũng biết đó là Tiểu Bảo Nhi, thế là nói vài câu trêu chọc. Quả nhiên Tiểu Bảo Nhi đang định cầm điện thoại đưa sang cho Vương Tử Quân, thế nhưng lại dùng giọng khó hiểu nói. Đúng, cháu là Tiểu Bảo, ngài không tìm Vương Tử Quân mà tìm Tiểu Bảo sao? À, chào ông Đường, ngài chờ một lát, Vương Tử Quân sẽ lập tức đến nghe máy. Tiểu Bảo Nhi di chuyển hai chân mập mạp, cũng không biết được cái gì khích lệ mà nhanh chóng chạy đến đưa điện thoại cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bị con trai chọc cười, hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua số người gọi đến, sau đó cười nói. Chào Bí Thư Đường. Người gọi điện thoại thật sự là Đường Cảnh Ung, sau khi nghe thấy Vương Tử Quân tiếp điện thoại thì hắn cười lớn nói. Tử Quân, con trai cậu thật sự rất thông minh, mới hơn 2 tuổi mà đã đáng yêu như vậy rồi. Ngày nào đó cậu đưa cháu đến Sơn Viên, nhất định phải cho tôi được gặp nó mới được. Bí Thư Đường, ngài cũng đừng khen tiểu tử này, bây giờ địa vị của nó trong nhà liên tục tăng tiến, vị trí đứng đầu của tôi đang lung lay sắp đổ rồi. Con nhím cũng khen con mình láng bóng, chồn hôi cũng khen con mình thơm, điều này được biểu hiện cực kỳ tinh tế trên người những bậc làm cha làm mẹ trong nước. Đường Cảnh Ung là một người am hiểu sâu sắc nhân tình thế thái. Thế nên việc khen ngợi một đứa bé chỉ là mở miệng vài cái mà thôi. Dù biết Đường Cảnh Ung khen ngợi Tiểu Bảo Nhi cũng là vì mình, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy rất vui. Ha ha, điều này là tất nhiên rồi, tôi cũng là người ở trong thời đại như vậy mà. Đường Cảnh Ung dùng giọng điệu của một người từng trải cười nói với Vương Tử Quân vài câu về kinh nghiệm với con cái. Sau đó thay đổi chủ đề. Tôi nhận được tin tức từ một người bạn. Bí Thư Nguyễn rất có thể sẽ đến thành phố Hồng Đảo nhận chức chủ tịch thành phố. Vương Tử Quân từng một lần đi đến thành phố Hồng Đảo, khi đó còn công tác ở thành phố Đông Bộ và đến Hồng Đảo để kêu gọi đầu tư. Hắn rất hiểu về thành phố Hồng Đảo, vì nơi đó là thành phố cấp phó bộ, hơn nữa Bí Thư Thị ủy kiêm nhiệm vị trí phó Bí Thư tỉnh ủy. Nếu như Nguyễn Chấn Nhạc đến Hồng Đảo tiếp nhận vị trí chủ tịch thành phố, không những cấp bậc hành chính tăng tiến, hơn nữa còn có tương lai tương sáng đón chào. Tuy Vương Tử Quân không biết vị bí thư thị ủy thành phố Hồng Đảo đã bao nhiêu tuổi, thế nhưng tối đa thì 2-3 năm nữa sẽ về hưu mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc rõ ràng là một người mưu sâu tính xa, sắp xếp bố cục cũng không đơn giản như những gì người khác suy tính được. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân thầm sinh ra cảm giác không cam lòng. Chính hắn bố trí tất cả để chuẩn bị cho đối phương một đòn đau,
thế nhưng không ngờ khi mà hành động của mình được áp dụng thì đối phương vỗ mông an toàn rời đi. Đường Cảnh Ung cũng hiểu tâm tình của Vương Tử Quân, hắn cười cười nói. Tử Quân, người ta vốn cũng không phải đến vì tỉnh Sơn Nam, bây giờ bị ép phải bỏ đi thì căn bản là ngột ngạt lắm rồi. Có thể rời đi trong tình huống ngột ngạt thế này, hèn gì hắn được nhiều người coi trọng như vậy. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nở nụ cười nói. Đường Cảnh Ung cười ha hả rồi thay đổi chủ đề. Tử Quân, nếu cậu ta phải đi thì cứ để cho đi, dù sao bây giờ cũng là thời điểm quan trọng của cậu, ổn định là được. Đường Cảnh Ung nói gì thì Vương Tử Quân nghe và hiểu rõ, đối với một người đang trong trạng thái được đề bạt thì quan trọng nhất là phải ổn định. Chỉ cần ổn định không có vấn đề gì xảy ra, như vậy sẽ coi như giải được bài thi. Lúc này Vương Tử Quân gặp phải tình huống như vậy, hắn còn chưa là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, có một số việc nếu phát sinh sẽ ảnh hưởng đến quá trình bổ nhiệm của hắn. Tôi hiểu rõ điều này. Vương Tử Quân cười cười rồi trầm giọng nói. Lúc này Nguyễn Chấn Nhạc đang cầu mong yên ổn, hắn sẽ không tiếp tục gây ó ối. Đường Cảnh Ung dùng giọng cực kỳ tự tin nói, sau đó nói vài câu với Vương Tử Quân, hai người cúp điện thoại sau hơn 10 phút trò chuyện. Chương 1008, đường này không thông thì tìm lối tắt khác. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và bắt đầu trầm ngâm. Trên thế giới luôn có chuyện làm cho người ta cảm thấy chán nản, vốn là một thời cơ tốt để lột một lớp da của đối phương, kết quả lại làm cho đối phương thoát thân không chút tổn hại. Vương Tử Quân vừa thầm oán hận vừa cảm thấy bội phục Nguyễn Chấn Nhạc. Đường này không thông có thể đi lối tắt khác, đối phương có thể đi ra khỏi tỉnh Sơn Nam, chỉ sợ khi hai người gặp lại nhau sẽ có một hoàn cảnh khác hẳn. Mình tuyệt đối không thể thua. Vương Tử Quân siết chặt nắm đấm mà tâm tư bay múa. Đúng lúc này hắn chợt phát hiện có một bàn tay nhỏ đưa lên nắm lấy áo mình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt hy vọng của Tiểu Bảo Nhi, hắn thật sự có chút không nỡ. Khi hắn chuẩn bị thuận tay ôm lấy con trai, lại phát hiện con trai đang giống như sắp khóc. Làm sao vậy, mình đắc tội đại thiếu gia này sao? Vương Tử Quân cảm thấy rất khó hiểu, hắn chợt nghĩ xem mình làm gì để cho con trai trở nên mất hứng như vậy. Bố! Tiểu Bảo Nhi dùng ánh mắt uất ức nhìn Vương Tử Quân, sau đó lớn tiếng nói. Vương Tử Quân chợt hiểu rõ vấn đề, trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn nhanh chóng biết rõ là có chuyện gì. Hắn ôm lấy Tiểu Bảo Nhi, sau đó dùng giọng nghiêm túc nói. Cảm ơn con trai đã tiếp điện thoại dùm bố, đúng là có con có khác. Những lời này được Vương Tử Quân nói ra thì Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa dùng giọng hưng phấn nói. Mẹ ơi, bố lại vừa khen con nà. Vương Tử Quân nhìn gia đình mình tràn đầy sức sống mà không khỏi nghĩ đến Y Phong và Tiểu Điềm Đậu ở phương Nam xa xôi. Trước đó hắn thừa dịp đi công tác để đến thăm Tiểu Điềm Đậu, cô bé tình nguyện tiếp xúc với mình, thế nhưng vẫn làm hắn sinh ra chút cảm giác lạnh nhạt. Ôi! Vương Tử Quân thở dài một hơi, sau đó hắn ngồi xuống ghế salon. Khi hắn đang suy xét về những tin tức từ lời nói của Đường Cảnh Ung, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến lần này là Tống Ích Dân, hắn mở miệng xin chỉ thị. Bí thư Vương, bây giờ ngài có rảnh không, tôi có sự kiện muốn báo cáo với ngài. Tống Ích Dân cũng không phải chỉ đến một mình, khi vào trong nhà Vương Tử Quân thì sau lưng còn có một vị phó kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát thành phố La Nam. Chào Bí thư Vương. So sánh với một người thường xuyên đến nhà Vương Tử Quân như Tống Ích Dân thì vị phó viện trưởng viện kiểm sát kia căn bản là khá gò bó, hắn bắt tay Vương Tử Quân xong thì cung kính nói. Vương Tử Quân đã gặp qua vị viện trưởng này hai lần, hắn biết rõ đối phương họ Lộ, thế là cười nói. Kiểm sát trưởng Lộ, anh đừng khách khí, mời ngồi. Bí thư Vương, hôm nay viện kiểm sát chúng tôi nhận được thư của ban ngành kiểm sát thành phố Hàn Vũ. Muốn đưa Liêu An Như sang bên kia hỗ trợ điều tra. Sau khi hàn huyên vài câu thì Tống Ích Dân đi thẳng vào vấn đề nói. Vương Tử Quân chưa từng nghe nói về thành phố Hàn Vũ, nhưng không biết vì sao bọn họ lại tìm đến Liêu An Như. Trong lòng hắn thầm suy đoán nhất định có liên quan đến Tảo Viễn, nhưng hắn vẫn tỏ ra như không có gì nói. Nguyên nhân gì? Tống Ích Dân tuy không hiểu Vương Tử Quân có quan hệ gì với cô gái ngôi sao diễn viên kia, thế nhưng căn cứ vào nguyên tắc việc của Bí Thư Vương là việc của mình, sau khi nghe kiểm sát trưởng Lộ báo cáo thì nhanh chóng kéo người này đến nhà Vương Tử Quân.
Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân hỏi nguyên nhân gì, hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn kiểm sát Lộ. Kiểm sát trưởng Lộ biết rõ đây là thời điểm cho mình biểu hiện, hắn chợt lên tiếng. Bí thư Vương, bọn họ nói Liêu An Như tiểu thư tình nghi trốn thuế, năm trước Liêu tiểu thư đến thành phố Hàn Vũ biểu diễn, có tồn tại vấn đề ở phương diện nộp thuế. Vấn đề ở phương diện nộp thuế, Vương Tử Quân cau mày, dù thật sự có tồn tại vấn đề thì cũng là việc của một năm trước, tại sao bây giờ lại nhắc lại chuyện xưa, định bắt trả tiền sao? Rõ ràng cử động lần này bề ngoài là cười đùa vui vẻ thế nhưng bên trong ẩn giấu gươm đao, hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Chúng ta có biện pháp nào không? Kiểm sát trưởng Lộ thấy Vương Tử Quân và Tống Ích Dân đưa mắt nhìn về phía mình, chợt cảm thấy áp lực của mình là khá lớn. Hắn là người có quan hệ không tệ với bí thư Tống Ích Dân, thế nên mở miệng khá thoải mái. Nhưng bây giờ đối mặt với vị lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, nghe nói vài ngày nữa người này sẽ tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy, thế là cảm thấy bàn tay của mình ướt đẫm mồ hôi. Tất nhiên đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo, nếu như hôm nay kiểm sát trưởng Lộ có thể để lại ấn tượng tốt cho bí thư Vương, hoặc được bí thư tán thưởng, như vậy sẽ có tác dụng rất lớn ở phương diện tiến lên vị trí cao hơn. Kiểm sát trưởng Lộ trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng báo cáo. Bí thư Vương, hiện tại Liêu An Như là người bị hại trong vụ án ở khách sạn Phi Dược, chúng ta có thể lấy lý do này để giữ cô ấy ở lại thành phố La Nam. Như vậy được không? Dù Vương Tử Quân cũng có nhiều tri thức pháp luật, nhưng dù sao cũng chỉ là tự học, hắn cảm thấy thật sự không nỡ, thế là không nhịn được phải hỏi. Dù thế nào nếu ở trong La Nam sẽ ở trong lòng bàn tay của Vương Tử Quân. Nếu như Liêu An Như đến thành phố Hàn Vũ, như vậy lại xem như ra xa tầm tay với của hắn. Không có vấn đề gì. Kiểm sát trưởng Lộ nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Tốt, chuyện này nhất định phải làm sao cho thật vững chắc. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói. Theo ý kiến của tôi thì nên xử lý thẩm tra và nhanh chóng kết thúc vụ án ở khách sạn Phi Dược. Tống Ích Dân hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Hắn cũng biết nếu sự việc này cứ tiếp tục kéo dài thì đêm dài lắm mộng. Thế là hắn gật đầu thật mạnh, sau đó dùng giọng đảm bảo nói. Bí thư Vương cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác xử lý vụ này. Dù biết lúc này mình căn bản không thích hợp gặp mặt Liêu An Như, thế nhưng giữa trưa hôm sau thì Vương Tử Quân vẫn không nhịn được đến khách sạn mà nàng đang ở. Cũng may có sự sắp xếp của Tống Ích Dân, vì vậy tất cả diễn ra rất bí ẩn. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, Liêu An Như thật sự không dám tin vào mắt mình. Nàng đang ngồi lẳng lặng đọc sách trong phòng, khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì chợt tỏ ra hoảng hốt, thiếu chút nữa thì rơi sách xuống đất. Lúc này hình dáng của Liêu An Như thật sự bảo trì trạng thái giống hệt như vợ kiếp trước của Vương Tử Quân, nhưng nàng được tiếp nhận giáo dục và có thêm khí chất, thế nên vẫn có sự khác biệt rất lớn ở phương diện tương tác. Hơn nữa nàng không lao động tay chân. Thế cho nên vẫn bảo trì được hình dáng thiếu nữ son sắc, xem ra còn có vẻ tinh xảo mặn mà và sáng chói hơn cả kiếp trước. Tuy đây là lần đầu tiên Vương Tử Quân đến thăm nàng sau khi xảy ra sự việc không may, thế nhưng Liêu An Như biết rõ người đàn ông này chính là cây cổ thụ che chắn cho mình, chính mình được che chở dưới tán cây của hắn. Nàng đã nhận thức được rõ ràng một mặt u tối của xã hội, hiểu rõ một đá của mình làm cho Tào Viễn ngã xuống lầu. Với thực lực của Tào gia, chắc chắn mình không có quả ngọt để ăn. Bây giờ Liêu An Như ở La Nam lại là người bị hại, người kia sẽ bị khởi tố. Liêu An Như tin tưởng Vương Tử Quân vì thực hiện được như vậy tất nhiên sẽ phải gánh chịu áp lực không nhỏ. Trong đầu nàng chợt sinh ra một xúc động, thật sự rất muốn lao vào lòng hắn. Nhưng xúc động này đến thật sự mãnh liệt và Liêu An Như vẫn cố gắng khắc chế được bản thân mình. Nàng nhìn Vương Tử Quân. Hai mắt chớp chớp, sau đó lẩm bẩm nói. Chào bí thư Vương. Ba chữ bí thư Vương giống như kéo khoảng cách giữa hai người ra xa vô hạn. Vương Tử Quân nhìn Liêu An Như đứng trước mặt mình, hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng khó khăn nói. Chào Liêu tiểu thư. Chương 1009, trèo cây cao quen quý nhân. Đã tạo phiền toái cho bí thư Vương rồi. Khi không có Vương Tử Quân ở bên cạnh thì Liêu An Như cảm thấy mình có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói với hắn, vì phần tình cảm của nàng chôn vùi trong lòng quá lâu, lúc này nàng hầu như cảm thấy tâm lý thừa nhận của mình căn bản là sắp đổ sập xuống, giống như một cơn hồng thủy bành trướng muốn tìm một lỗ hổng.
Lúc này Vương Tử Quân đến giống như khơi ra một lỗ hổng, tất cả giống như sắp sụp đổ, nhưng nàng không biết khi tất cả sụp đổ thì sẽ có kết quả gì. Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ kiếp trước từng đồng cam cộng khổ với mình hơn nửa đời người, trong lòng cũng bùng sóng. Nhưng hắn biết rõ bây giờ khoảng cách giữa hai người là một hào sâu khó thể đo đạc được, thế nên hắn luôn khắc chế chính mình phải bảo trì trạng thái này. Liêu Tiểu Thư là người phát ngôn, là hình tượng của thành phố La Nam chúng tôi. Lúc này cô xảy ra chuyện ở thành phố La Nam, tất nhiên phía thành phố La Nam chúng tôi cũng cần phải xử lý sự việc thật sự công bình công chính. Vương Tử Quân nói xong những lời này thì cảm thấy căn bản không còn gì để nói. Hắn đến đây vốn muốn hỏi Liêu An Như về chuyện trốn thuế, nhưng lúc này hắn căn bản không nói nên lời. Liêu Tiểu Thư ở chỗ này có thấy thoải mái không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng khô cằn hỏi thăm. Bí thư Vương, từ khi nào chúng ta trở nên lạnh nhạt như vậy? Liêu An Như cắn môi rồi đột nhiên nói. Lời nói của Liêu An Như làm cho Vương Tử Quân cảm khái, đúng vậy, hai bên lạnh nhạt với nhau từ khi nào? Hắn nhìn lên gương mặt của nàng, cảm thấy giống như đã quay ngược thời gian. Khoảnh khắc này gương mặt vui mừng trước đó 30 năm ở kiếp trước chợt tràn ngập trong lòng Vương Tử Quân. Một cảm xúc không nói nên lời lấy đầy đáy lòng hắn. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế trái tim của mình không làm loạn giữa con sóng xúc động tràn trề, hắn biết rõ là mình không thể. Có thể là do thiếu tiếp xúc. Vương Tử Quân cảm khái nói một câu, sau đó hắn nâng ly trà đã nguội lên uống một ngụm rồi nói. Viện Kiểm sát thành phố Hàn Vũ nói rằng cô tình nghi trốn thuế, cô có gì biện hộ cho mình không? Liêu An Như có chút chần chờ. Rõ ràng nàng cũng không phải quá quen thuộc với cái tên thành phố Hàn Vũ. Tôi chỉ đi qua đó một lần duy nhất, hình như đó là lần diễn xuất đầu tiên, khi đó phương diện thuế là do phía khách mời giải quyết. Liêu An Như nhớ lại tình cảnh khi đó, nàng chợt khẽ nói. Vương Tử Quân chợt cau mày, tuy đáp án cũng không khá lắm, thế nhưng nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao thì Tào gia muốn nắm bắt chuyện này để đối phó với Liêu An Như. Nếu như không nắm chắc thì bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay. Khi đó có hợp đồng gì không? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Liêu An Như rồi dùng giọng vội vàng nói. Điều này, tất cả là do anh Liêu xử lý, tôi không nhớ rõ. Liêu An Như xoa trán rồi khẽ nói. Sự việc do người đại diện xử lý, Vương Tử Quân đưa mắt nhìn bộ dạng trong trắng xinh đẹp của Liêu An Như, hắn biết nàng thật sự không hiểu rõ vụ này. Lúc này tên trợ lý kia đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng trên sự kiện liên quan đến Liêu An Như thì hầu như đã cùng phía với Tào gia, nếu như để đối phương ra làm chứng, chỉ sợ sẽ càng bất lợi cho Liêu An Như. Có phải nghiêm trọng lắm không? Liêu An Như nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi. Vương Tử Quân khoát tay áo rồi cực lực an ủi. Không có chuyện gì lớn. Bầu không khí trong phòng lại trở nên xấu hổ. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị cáo từ thì Liêu An Như chợt nghĩ đến chuyện gì đó, nàng do dự một chút, sau đó khẽ nói. Tôi còn có vài thứ, không biết có tác dụng gì không? Dưới cái nhìn soi mói của Vương Tử Quân, Liêu An Như lấy từ trong hành lý của mình ra một chiếc hộp nhỏ, nhìn qua giống như một hộp trang điểm, đặt trong dương hành lý cũng không chút thu hút. Liêu An Như lấy một chồng giấy đưa cho Vương Tử Quân, sau khi hắn nhìn qua thì thật sự bị nội dung của nó thu hút. Hắn xem xong thì nhìn không được phải mở miệng nói. Nhiều như thế này thì rõ ràng là thu nhập của cô cũng không kém. Cuộc sống của tôi cũng không cần nhiều tiền như vậy. Liêu An Như khẽ vuốt mái tóc của mình, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ kiếp trước chung giường chung gối với mình, thế là ánh mắt có chút nóng lên. Hắn cẩn thận trả những thứ kia lại cho nàng, sau đó thản nhiên nói. An Như... Những thứ này căn bản không có vấn đề gì lớn. Thật vậy sao? Liêu An Như nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng có chút chần chờ nói. Đúng vậy. Vương Tử Quân gật đầu thật mạnh rồi trầm giọng nói. Sau khi nói thêm vài lời tâm sự, Vương Tử Quân nhanh chóng nói lời cáo từ. Liêu An Như mỉm cười che giấu cảm giác của lòng mình. Nàng đã có thời gian tương kiến với Vương Tử Quân, bỏ qua những lời đối thoại của ngày hôm nay. Vương Tử Quân hầu như căn bản chưa từng hỏi đến tình hình cuộc sống của nàng. Chỉ cần nhìn vào lời nói và biểu hiện của hắn, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được người đàn ông này có một gia đình hạnh phúc. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt tốt đẹp của hắn là biết, điều này không khỏi làm cho Liêu An Như cảm thấy ê ẩm trong lòng.
Người này cuối cùng lại là chồng của người khác, nhưng vì sao hắn lại tốt với mình như vậy? Liêu An như nghĩ đến những gì phát sinh giữa mình và Vương Tử Quân, nàng chợt cảm thấy mình như một đứa bé suy yếu, thế là rơi nước mắt dúi đầu vào gối. Mặc dù nàng cố gắng khắc chế chính mình, thế nhưng cũng không kìm được phải chảy nước mắt. Lúc này Liêu An như đã không còn là cô gái nông thôn đi học đại học năm xưa. Nàng đã trải qua nhiều tôi luyện, đã có cái nhìn của mình ở nhiều sự kiện. Nếu như Vương Tử Quân nói muốn mình, chính mình có đồng ý không? Liêu An như nghĩ đến điều này, thế là trong lòng giống như có một âm thanh đang hò hét cho nàng biết, nàng sẽ đồng ý, hơn nữa là đồng ý không chú do dự. Nhưng Vương Tử Quân sẽ nói như vậy sao? Vương Tử Quân rời đi và cảm thấy rất thoải mái, trong đầu hắn vẫn là hình bóng của Liêu An Như. Cho tới nay hắn căn bản đều rất quan tâm ưu ái đến nàng, một cảm giác thân tình luôn cố hữu trong người hắn, thế nhưng bây giờ hắn lại căn bản có thêm cảm giác bội phục với người vợ kiếp trước của mình. Đây chính là giấy tờ của chúng tôi có quyền lợi được gặp mặt Liêu An Như, mời các anh không nên gây cản trở chúng tôi chấp pháp. Một âm thanh vang lên bên cạnh truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy bốn người đàn ông mặc tây trang đang đứng can thiệp với nhân viên công an ở ngoài cổng. Người đưa ra giấy chứng nhận hơn 30 tuổi, là một đàn ông khá gầy. Xem tại TUNGHOANHCOM. Thật sự xin lỗi, sự việc liên quan đến Liêu An Như, mong ngài có thể liên lạc với lãnh đạo của chúng tôi. Viên công an nhìn thoáng qua giấy tờ của người đàn ông kia, sau đó trầm giọng nói. Tống Ích Dân mặc dù không cùng đi với Vương Tử Quân vào trong gặp Liêu An Như, thế nhưng hắn luôn đứng bên ngoài chờ, khi Vương Tử Quân đi ra thì hắn cũng đi theo sau lưng. Lúc này thấy Vương Tử Quân chú ý đến phía bên kia, hắn trầm giọng nói. Bí thư Vương, đây là người của Viện Kiểm sát thành phố Hàn Vũ, bọn họ yêu cầu đưa Liêu An Như đến thành phố Hàn Vũ tiếp nhận điều tra. Vương Tử Quân lạnh mặt nhìn tất cả tình huống đang diễn ra, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí thư Tống, bây giờ không phải có rất nhiều phóng viên đang chú ý đến sự việc này sao? Anh tổ chức một cuộc họp báo cho Liêu An Như là được. Mở họp báo, có ý nghĩa gì? Ngôi sao diễn viên sẽ không ít lần mở họp báo, thế nhưng bây giờ mà Liêu An Như mở họp báo sẽ không thích hợp. Còn muốn nói điều gì, đó là chuyện của Liêu An Như. Vương Tử Quân thấy vẻ nghi hoặc của Tống Ích Dân, nhưng hắn không chỉ rõ vấn đề. Vâng, tôi biết rồi. Tuy lúc này lại gặp phải trắc trở, thế nhưng viên phó kiểm sát trưởng Lôi Tiêu Ngô lại cảm thấy rất vui, dù sao thì hắn bị cưỡng ép đến thành phố La Nam, mà bên này căn bản lại không chịu đưa người. Nếu là 3 ngày trước thì Lôi Tiêu Ngô căn bản không thể tin mình sẽ đến thành phố LN, vì số tiền thuế chưa đến 100 ngàn từ một show biểu diễn mà chạy đến gây phiền toái cho một ngôi sao lớn. Nhưng sự việc lại xảy ra cực kỳ ly kỳ, Lôi Tiêu Ngô còn nhớ rõ ràng đó là buổi chiều 3 ngày trước. Vì buổi sáng uống hơi nhiều rượu mà hắn cảm thấy choáng váng và đang nghỉ ngơi trong phòng, lại bị chủ nhiệm văn phòng gọi đến gặp mặt lãnh đạo. Lúc đó lãnh đạo ngồi trong phòng làm việc, cũng không phải chỉ là vị lãnh đạo trực tiếp của hắn, còn có vài gương mặt mà Lôi Tiêu Ngô rất quen. Không phải hắn tiếp xúc nhiều và quen thuộc với bọn họ, mà là vì những người này mỗi ngày đều xuất hiện trên chương trình tin tức thời sự của thành phố Hàn Vũ. Anh chính là Lôi Tiêu Ngô sao? Vị lãnh đạo ngồi ở vị trí chính giữa nhìn Lôi Tiêu Ngô và trầm giọng nói. Báo cáo bí thư Lục, tôi là Lôi Tiêu Ngô. Cảm giác say trên người Lôi Tiêu Ngô đã hóa thành mồ hôi lạnh, hắn lớn tiếng nói. Lúc này Lôi Tiêu Ngô đã nhanh chóng tỉnh táo, nhưng trong lòng thì tràn đầy cảm giác không yên. Nếu sớm biết sẽ có sự việc ngày hôm nay, dù thế nào thì hắn cũng sẽ không uống rượu làm gì. Nhưng dù là uống thì hắn vẫn cảm thấy tinh thần cực kỳ căng thẳng. Chẳng qua vẫn không che giấu được chút men say trên gương mặt. Bí thư Lục nhìn Lôi Tiêu Ngô một cái, sau đó đứng lên khỏi ghế đi ra khỏi phòng. Những người đi đến theo bí thư Lục cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình và đi ra ngoài. Lôi Tiêu Ngô nhìn tình huống không đầu không đuôi này, thế là cảm thấy choáng váng sợ hãi. Tuy bọn họ là đơn vị đặc thù, thế nhưng nếu bí thư thị ủy muốn cho bọn họ rơi đài thì căn bản không đáng là cái quái gì. Khi lãnh đạo đơn vị đi tiến chân bí thư Lục, hắn thật sự cảm thấy trong lòng chao đảo khó chịu, đồng thời thầm oán hận mình một chặp.
không có việc gì mà đi uống rượu, đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Hàng loạt những lời tự trách xuất hiện trong lòng hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi mà Lôi Tiêu Ngô đang cực kỳ chán nản, lúc này lãnh đạo đơn vị quay về. Hắn là người trước nay phối hợp rất tốt với lãnh đạo của mình, lúc này thấy lãnh đạo đi đến thì tiến lên giữ chặt tay nói. Kiểm sát trưởng Lý, anh nhất định phải giúp đỡ anh em một chút. Hành động đột nhiên của hắn làm cho kiểm sát trưởng Lý cảm thấy sững sờ, hắn dùng giọng nghi hoặc khó hiểu nói. Anh Lôi, anh còn chưa tỉnh táo sao? Có phải còn đang chóng mặt không? Không, lúc này tôi rất tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo. Kiểm sát trưởng, tôi biết giữa trưa đi uống rượu là không đúng, tôi tình nguyện làm kiểm điểm, kính xin tổ chức cho tôi một cơ hội. Lôi Tiêu Ngô lúc này nào có tâm tư nói đùa, hắn giữ chặt lấy tay của lãnh đạo rồi lớn tiếng nói. Kiểm sát trưởng Lý lúc này xem như hiểu rõ Lôi Tiêu Ngô đang lo lắng về vấn đề gì, hắn vỗ vỗ vai Lôi Tiêu Ngô rồi cười ha hả nói. Được rồi anh bạn, không cần lo lắng chuyện này, bí thư Lục cũng không đến kiểm tra xem anh có uống rượu hay không. Vậy gọi tôi đến đây làm gì? Lôi Tiêu Ngô càng thêm sợ hãi. Bí thư thị ủy đến đây chỉ nhìn mình một cái rồi đi, những chuyện thế này rơi lên đầu kẻ nào cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ha ha, vận may của anh đến rồi, bí thư Lục có một vụ án cần anh đi xa để thực hiện, tôi đã tiến cử anh, đây là một cơ hội rất tốt. Kiểm sát trưởng Lý nói rồi lấy ra một trang giấy đưa cho Lôi Tiêu Ngô. Lôi Tiêu Ngô nhìn nội dung trang giấy mà không khỏi nhếch miệng, vì một số tiền thuế chưa đến 100 ngàn mà đi điều tra một ngôi sao lớn. Hơn nữa chứng cứ lại rất mơ hồ, điều này giống như không phù hợp. Nhưng căn bản là không thể không làm, Lôi Tiêu Ngô trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Kiểm sát trưởng Lý, lãnh đạo có yêu cầu cụ thể gì không? Không làm oan uổng người tốt, nhưng càng không buông tha cho kẻ xấu. Chấp pháp cần phải nghiêm, phải truy cứu những vụ việc trái pháp luật. Kiểm sát trưởng Lý nhìn Lôi Tiêu Ngô rồi dùng giọng nói rõ từng câu từng chữ một. Kiểm sát trưởng Lý dù nói những lời có ý nghĩa cực kỳ chính khí thế nhưng Lôi Tiêu Ngô lại căn bản hiểu rõ nội dung ẩn giấu bên trong. Rất nhiều lãnh đạo cho ra chỉ thị nhìn qua rất có hương vị của quan trường trong nước, đó chính là cực kỳ ngay thẳng chính đáng, thế nhưng những ngôn ngữ như vậy chỉ là tân trang, cần phải hiểu rõ nội dung thực tế ở bên trong mới được. Có một vài lời tuy là nội dung giống nhau, thế nhưng sự việc trước sau lại có biến đổi, căn bản là không hề giống nhau. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này thì Lôi Tiêu Ngô luôn nghiên cứu về Liêu An Như. Trước kia hắn căn bản không xem TV, vì vậy căn bản không quá hiểu rõ về Liêu An Như. Sau khi nhìn tấm ảnh chụp người phụ nữ này, trong đầu hắn chợt xuất hiện một dự đoán, đó là chẳng lẽ anh Lục có hứng thú với người phụ nữ này, cho nên mới. Sau khi chuẩn bị kỹ càng cho công tác, Lôi Tiêu Ngô đi đến thành phố La Nam. Sau khi tiếp xúc với đơn vị kiểm sát địa phương thì hắn mới hiểu sự việc căn bản không đơn giản như vậy, sau khi gặp mặt một người đàn ông họ Tào, hắn càng ý thức được đây là một cơ hội hiếm có. Tuy người đàn ông họ Tào kia căn bản không nói tên cho Lôi Tiêu Ngô biết, thế nhưng chỉ cần căn cứ vào tình huống đối phương mở miệng mà bí thư Lục phải cúi đầu nghe, điều này đã nói lên tất cả. Hắn lại thấy rõ biểu hiện gấp gáp của người đàn ông họ Tào, càng hiểu rõ chỉ cần mình giải quyết được sự việc khó khăn này. Chỉ sợ sẽ có thể trèo lên cành cây cao, tương lai khó thể dự đoán. Lôi Tiêu Ngô nghĩ đến những điều này mà không khỏi cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Tuy lúc này vị trí của hắn là khá tốt, nhưng đứng trên đỉnh núi này thì sẽ nhìn núi cao hơn, hắn vẫn tình nguyện tiến lên vị trí cao hơn để phát huy tài trí của mình. Nếu như quý vị không phối hợp với công tác của chúng tôi sẽ phản ánh với ban ngành thượng cấp, chỉ sợ đến lúc đó thượng cấp xử lý thì rất khó coi. Lôi Tiêu Ngô nói đến đây thì dùng ánh mắt hung hăng nhìn thoáng qua viên kiểm sát trưởng phụ trách tiếp đãi của thành phố La Nam, sau đó xoay người bỏ đi. Lôi Tiêu Ngô rời khỏi chỗ ở của Liêu An Như, quay về chỗ ở tạm thời của mình. Hắn bấm số điện thoại của Tào Tiên Sinh, sau đó dùng giọng cực kỳ chú ý để báo cáo tin tức. À, anh chuẩn bị tài liệu để thông cáo cho tuyến trên, những chuyện khác thì anh cũng không cần phải lo lắng. Tào Tiên Sinh trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Cảm tạ Tào Tiên Sinh đã giúp đỡ cho công tác của tôi, có những lời của ngài thì chúng tôi càng có lòng tin công tác hơn. Tào Tiên Sinh, ngài có thời gian rảnh không, tôi mời ngài một bữa cơm, để tôi bày tỏ lòng cảm tạ với ngài.
Mặc dù hỗ trợ cho người khác nhưng Lôi Tiêu Ngô lại biết rõ mình và đối phương chênh lệch quá lớn, thế nên chủ động mời người ta dùng cơm. Chương 1010, đi về mục tiêu phía trước. Nhưng người ta cũng không đồng ý bữa cơm lần này, Tào tiên sinh kia trầm ngâm một lát rồi nói. Bữa cơm này cứ để đó, sau khi làm xong việc thì tôi sẽ mời anh dùng cơm. Đúng rồi anh Lôi, anh là người chuyên nghiệp, anh nói xem nếu như đem Liêu An Như về thành phố Hàn Vũ điều tra, có bao nhiêu khả năng để lập án? Hầu như là chắc chắn. Lôi Tiêu Ngô dùng giọng lo lắng 10 phần nói. Lôi Tiêu Ngô cũng không phải là khoác lác, tuy chứng cứ rất mơ hồ, thế nhưng với quan hệ mật thiết giữa Bí Thư Lục và Kiểm Xá Trưởng Lý, nếu muốn xử vụ này căn bản cũng không có gì là khó khăn. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh. Tào tiên sinh căn bản cảm thấy rất vui vì chuyện này, thế là không khỏi nói một câu cảm ơn. Lôi Tiêu Ngô cúp điện thoại mà bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Hắn biết rõ tình hữu nghị với loại nhân vật này sẽ là một con đường tắt để mình có thể leo lên chiếc xe tốc hành để phát triển nhanh chóng. Biết đâu sau khi quay về thì Lôi Tiêu Ngô hắn sẽ là kiểm sát trưởng. Tào Chân Nhi cũng cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù tình huống của em mình không được tốt. Thế nhưng chỉ cần làm cho Liêu An Như bị xử lý, như thế sẽ là đường sống cho em mình. Tốt, cậu gọi điện thoại cảm ơn Bí Thư Lục dùm tôi. Tào Chân Nhi trầm ngâm giây lát, sau đó nàng khẽ nói với cậu em họ của mình. Cậu em họ kia đồng ý một tiếng, nhanh chóng đi gọi điện thoại cho Bí Thư Lục. Tào Chân Nhi lại ngồi xuống, lúc này đầu óc xoay chuyển rất nhanh, tuy người nằm liệt trên giường là em trai của mình. Thế nhưng trong đầu nàng lại luôn nghĩ về vấn đề của chồng. Lúc này Nguyễn Trấn Nhạc sẽ làm gì bây giờ? Thật sự phải rút lui sao? Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ tình huống suy tư của Tào Chân Nhi, nàng cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó nói. Tôi là Tào Chân Nhi. Tào tiểu thư, chỉ có thể nói với Bí Thư Nguyễn một chút được không? Tôi là một người trung tâm với anh ấy. Từ khi anh ấy đến thành phố Đông Bộ thì tôi luôn kiên định đứng bên cạnh anh ấy, là một bộ hạ trung thành. Một giọng nói cầu khẩn chợt truyền đến tai Tào Chân Nhi. Giọng nói này cực kỳ cô đọng và xúc động, có thể nói là rất động lòng người. Nhưng Tào Chân Nhi căn bản là không bị những lời này làm cho mê hoặc, nàng không có bất kỳ cảm tình gì với chủ nhân của âm thanh này, thế nhưng nàng lại dùng giọng cực kỳ chân thành nói. Chủ tịch Trình. Chuyện này Trấn Nhạc nói cho tôi biết, đến bây giờ cũng không thay đổi cách làm cũng là vì cần phải cho thượng cấp và thành phố Yên Hư một lời nói rõ ràng. Chị cứ yên tâm, đợi sự việc này trôi qua, Trấn Nhạc nhất định sẽ không để cho chị thất vọng. Thật sao? Trình Hiểu Bình thật sự không tin, nàng dùng giọng run rẩy nói. Tào Chân Nhi cảm thấy Trình Hiểu Bình rất hèn mọn, thế nhưng nàng vẫn dùng giọng trang nhã nói. Chủ tịch Trình, chị không tin cả tôi sao? Cảm ơn Tào tiểu thư, tôi biết ngài là người rất quan tâm đến tôi, ha ha. Trình Hiểu Bình cảm tạ Tào Chân Nhi hai câu, sau đó mới lưu luyến cúp điện thoại. Một con đàn bà ngu xuẩn. Tào Chân Nhi mắng một câu vào trong điện thoại rồi mới đi về phòng. Bí thư thị ủy Nguyễn Trấn Nhạc dẫn đội ngũ đến tiến hành kiểm tra khu công nghiệp Lam Hà, cũng tự mình xem xét tình huống nước sông Lam Hà. Bí thư Nguyễn cho ra yêu cầu với sự kiện ô nhiễm sông Lam Hà. Đó là không bảo vệ những xí nghiệp gây ô nhiễm, ngừng quan tâm, sau đó là chỉnh đốn và cải cách, không có bất kỳ dư âm thương lượng nào khác. Vương Tử Quân nhìn Nguyễn Trấn Nhạc đang cho ra những chỉ thị trên TV mà khóe miệng lộ ra nụ cười. Mặc dù hắn không tán thưởng cách làm thằn lằn đứt đuôi của Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng hắn lại không thể nào không bội phục sự cay độc của đối phương. Vương Tử Quân đã nhận được tin tức từ thành phố Đông Bộ. Lúc này Chủ tịch Trình Hiểu Bình của thành phố Đông Bộ đã đệ đơn từ chức lên lãnh đạo tỉnh. Thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ, căn bản là Trình Hiểu Bình cũng không muốn từ chức. Người phụ nữ kia vì quyền lợi mà việc gì cũng có thể làm được, nào có chuyện chủ động từ chức. Nhưng ngay từ đầu nàng đã là quân cờ của Nguyễn Trấn Nhạc, đã không còn cách lựa chọn nào khác. Thật ra chuyện này cũng không đến mức làm cho Trình Hiểu Bình phải từ chức, chỉ cần Nguyễn Trấn Nhạc chịu gánh chịu một phần trách nhiệm là được. Như vậy sẽ lấy một vị phó chủ tịch ra làm vật tế cờ, lúc đó hoàn toàn có thể bảo trụ vị trí cho Trình Hiểu Bình. Nhưng rõ ràng Trình Hiểu Bình căn bản là người quá xui xẻo, Nguyễn Trấn Nhạc cũng không muốn gánh bất kỳ trách nhiệm gì trong sự việc này. Dù sao hắn cũng muốn dựng lên hình tượng chói sáng của mình,
nếu muốn dựng lên hình tượng thì cần phải có thứ gì đó để tham chiếu. Một vị chủ tịch đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương bằng các xí nghiệp gây ô nhiễm chính là một đạo cụ tốt nhất, vì vậy trong sự kiện lần này thì Trình Hiểu Bình chỉ có thể nhận lấy bi kịch mà thôi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ tình huống suy tư của Vương Tử Quân, hắn nhìn thoáng qua dãy số, sau đó cười nói. Chào thư ký trưởng. Chào bí thư Vương. Quan Vĩnh Hạ nói bằng giọng điệu tràn đầy nụ cười. Trước kia những khi có chuyện cần liên hệ với Vương Tử Quân, Quan Vĩnh Hạ cũng nói bằng giọng rất ôn hòa, thế nhưng khi đó lại có vài phần mang theo cảm giác bao quát. Tuy Quan Vĩnh Hạ cảm thấy thủ đoạn và năng lực của mình căn bản là kém xa Vương Tử Quân, thế nhưng dù sao thì hắn cũng là một vị thường ủy tỉnh ủy. Nhưng bây giờ thì hắn lại cảm thấy mình yếu hơn vài phần. Vương Tử Quân sắp tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy, chính mình là một viên thư ký trưởng có vị trí thấp nhất trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy, như vậy mình còn gì để kiêu ngạo đây? Bí thư Vương, ngày mai anh đến tỉnh thành một chuyến, có chuyện tốt. Quan Vĩnh Hạ nói đến đây thì trầm giọng nói. Anh nên đến lúc 10 giờ sáng, cũng không nên đến muộn. Có chuyện tốt, không phải là thư ký trưởng ngài hôm nay hào phóng, muốn mời các đồng chí tuyến dưới chúng tôi dùng cơm không? Nếu nói như vậy thì sáng sớm mai tôi sẽ không ăn cơm, để bụng đến khi được ăn cơm của lãnh đạo. Vương Tử Quân dù đã đoán được mục đích cuộc gọi điện thoại của Quan Vĩnh Hạ, thế nhưng ngoài miệng lại dùng giọng đùa giỡn nói. Tuy hai người ở hai doanh trại khác nhau trong trận chiến trốn quan trường, thế nhưng Vương Tử Quân là người trưởng thành chính trị, hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ có biểu hiện gì ảnh hưởng đến quan hệ ngoài mặt với Quan Vĩnh Hạ. Dù hai bên có muốn ra tay độc ác thì vẻ bề ngoài cũng phải biểu hiện hòa hợp êm ấm, đây chính là một trong những bí quyết làm quan. Sau khi nghe lời vui đùa của Vương Tử Quân, Quan Vĩnh Hạ cũng cười phá lên ha ha. Bí thư Vương, nếu sáng mai anh không dùng cơm, như vậy thì tôi sẽ lấy tiền lương tháng này của mình ra để chiêu đãi. Anh nói đi muốn ăn gì, chúng ta sẽ ăn thứ đó. Biết rõ cảnh giới mời khách cao nhất là gì không? Đó là phá tường đi vào, đạp tường đi ra. Đến cấp bậc của Quan Vĩnh Hạ thì dùng cơm nào động đến một xu tiền lương. Thế nhưng hắn vẫn nói lời vui đùa trước mặt Vương Tử Quân, dù sao thì hắn cũng phải cực kỳ cẩn thận. Tất nhiên quan hệ của hai người cũng căn bản không hài hòa như những biểu hiện vẻ bề ngoài. Thư ký trưởng, đây là anh nói đấy nhé. Vương Tử Quân nói rồi cười lên tiếng. Lãnh đạo nên để lộ ra một chút, rốt cuộc là có chuyện gì? Là chuyện tốt, lãnh đạo phòng tổ chức thượng cấp sẽ đến, sẽ tiến hành khảo sát sự kiện anh tiến lên thường ủy tỉnh ủy, anh nên chuẩn bị sẵn sàng. Quan Vĩnh Hạ nói đến đây thì lại giống như có gì đó khá vui. Thế nên nói tiếp. Cậu Vương, tôi là người đã ném cho cậu một phiếu ở hội nghị tiến cử bí thư thị ủy lên vị trí thường ủy tỉnh ủy đấy nhé. Thư ký trưởng, điều này tôi biết rất rõ, khi nào có cơ hội thì tôi sẽ mời ngài một bữa no say. Vương Tử Quân hàn huyên thêm hai câu với Quan Vĩnh Hạ, sau đó hắn đặt điện thoại xuống. Vương Tử Quân không chút nghi ngờ lời nói của Quan Vĩnh Hạ. Vương Tử Quân được toàn phiếu thông qua trong hội nghị thường ủy xác định bí thư thị ủy tiến lên thường ủy tỉnh ủy, tất nhiên Quan Vĩnh Hạ cũng không bỏ phiếu chống. Lúc này tổ chức xuống khảo sát, căn bản đã xem như Vương Tử Quân đã tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy. Hắn nghĩ đến tình huống vị trí của mình ở tỉnh Sơn Nam được đề cao, thế là trong lòng sinh ra xúc động tuôn trào. Con đường phát triển ngàn dặm, bây giờ đã nâng cao một bước. Vị trí lên cao không những có quyền lực càng thêm lớn, thậm chí là ánh mắt của anh cũng khác biệt, đại biểu cho ánh mắt của anh sẽ nhìn rộng hơn. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số, là điện thoại của Thạch Kiên Quân. Không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, Thạch Kiên Quân cũng nói cho hắn biết tin tức này. Tử Quân, không cần quá lo lắng, chuyện của cậu trên cơ bản đã được xác định, lúc này chỉ còn là vấn đề trình tự mà thôi. Thạch Kiên Quân cũng không nói nhiều, thế nhưng những lời nói phát ra lại cực kỳ mấu chốt. Thạch Kiên Quân là chủ tịch tỉnh, trước kia hắn mở miệng cực kỳ nghiêm túc cẩn thận, thế nhưng lúc này lại căn bản nói trắng ra vấn đề. Cảm ơn chủ tịch Thạch đã tin tưởng ủng hộ tôi. Vương Tử Quân dùng giọng cực kỳ chân thành nói. Vậy thì đến Sơn Viên phải đến uống với tôi vài ly. Sau khi cúp điện thoại của Thạch Kiên Quân, điện thoại của Vương Tử Quân đã biến thành đường dây nóng. Chỉ nửa giờ nhưng hắn nhận được 10 cuộc điện thoại,
trong số đó có 7 cuộc đến từ các vị thường ủy tỉnh ủy hiện tại của tỉnh Sơn Nam. Dù là bí thư ủy ban tư pháp Lật Tử Đạo có quan hệ bình thường cũng gọi điện thoại đến cho hắn, Lật Tử Đạo gọi điện thoại đến cười nói ha hả xưng hô anh em khá ngọt. Lật Tử Đạo dù mở miệng căn bản không có nội dung gì đáng chú ý, thế nhưng các xưng hô anh em lại đại biểu ý nghĩa tán thành, rõ ràng là tán thành cho Vương Tử Quân tiến vào trong tổ chức có quyền lực cao cấp nhất tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân là một vị bí thư thị ủy, trước kia hắn chỉ có quyền lên tiếng ở thành phố La Nam. Nhưng bây giờ hắn sẽ là một thành viên trong ban ngành lãnh đạo tỉnh, sau này hắn cũng có quyền lên tiếng ở các sự kiện xảy ra trong tỉnh Sơn Nam. Bố, chơi với Tiểu Bảo nhé. Tiểu Bảo Nhi sôi nổi đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó lắc lắc cánh tay hắn nói. Khác biệt với những đứa trẻ khác thường quấn lấy mẹ, Tiểu Bảo Nhi lại luôn quấn lấy Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn con trai với hai mắt to tròn, hắn vừa muốn đồng ý thì điện thoại lại vang lên lần nữa. Con trai, con đi chơi với Tiểu Na đi, lúc này điện thoại của bố đã trở thành đường dây nóng rồi. Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân lại cầm lấy điện thoại, thế là dùng giọng bất đắc dĩ nói. Vương Tử Quân không có biện pháp nào khác, hắn chỉ có thể vừa cười vừa nghe máy. Vương Tử Quân ở bên này xem như là rất tốt, hắn chủ yếu được các vị lãnh đạo gọi điện thoại đến, nói chung mất một giờ thì căn bản giải quyết được tất cả. Nhưng lúc này một chiếc điện thoại khác cũng bận rộn, Khương Long Cương ghé lên người bạn gái đang lõa thể, hắn chuẩn bị chiến đấu đỉnh cao thì trong điện thoại vang lên âm thanh. Chủ nhiệm Trương, tôi nhất định phải chuyển cáo cho Bí Thư Vương, tốt, cứ như vậy. Bạn gái của Khương Long Cương bất mãn nhắm mắt lại, sau đó dùng giọng tức giận không thôi nói. Nhìn anh kìa, làm thư ký mà mỗi giờ mỗi khắc đều không là của mình, không thể che không thể giấu được. Hai thanh niên lâu ngày không được gặp mặt nhau, tình cảm tuy cực kỳ mãnh liệt thế nhưng quá trình phóng thích lại căn bản là quá ngắn ngủi và thô ráp giống như ăn một bữa cơm có thức ăn nguội lạnh và chán nản. Khương Long Cương nhìn bộ dạng thất vọng của bạn gái, thế là cảm thấy cực kỳ áy náy. Đáng lý hôm nay Khương Long Cương có thời gian rảnh hiếm có, hắn đã nhiều ngày không ở cùng bạn gái, thế cho nên bừng bừng hào hứng nhân cơ hội này để trấn an tâm tình của nàng. Không ngờ hắn vừa xách súng lên ngựa thì điện thoại lại quấy rối giống như căn bản không muốn không gian yên ắng, đột nhiên vang lên. Khương Long Cương nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi đầu tiên, thế nhưng nó giống như chỉ là bắt đầu, rất nhanh đã trở thành đường dây nóng. Đây là số điện thoại của Bí Thư Vương được công bố ra ngoài. Hiện tại giống như người ta đang tụ tập nhau gọi điện thoại cho hắn vậy. Cung chúc Bí Thư Vương sẽ tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy là mục đích gọi điện thoại của tất cả mọi người vào lúc này. Khương Long Cương nhìn bạn gái đang u oán trong lòng, hắn vừa tiếp nhận điện thoại vừa cảm thấy bức bối. Từ ngày lên làm thư ký thì hắn luôn hiểu rõ mình đã là cái bóng của Bí Thư Vương, không thể tùy tiện tắt điện thoại cho được. Sau khi tiếp nhận cuộc điện thoại cuối cùng thì Khương Long Cương cũng thở dài một hơi. Cánh tay của hắn chợt run lên, lúc này bạn gái đã đi ngủ. Hắn cảm thấy yêu thương vô hạn, hắn đưa tay kéo bạn gái vào lòng, chợt phát hiện chính mình căn bản không thể xung trận được nữa. Khi Khương Long Cương đang chìm đắm trong tình cảm dịu dàng, lúc này ở khu công nghiệp Lam Hà cũng có một số người đang phấn đấu kiếm tiền. Đám người này đều nhanh chóng thực hiện công tác, một tên đàn ông mập mạp đang liên tục chỉ huy, cơ thể mồ hôi đầm đìa. Ông chủ, áp lực quá lớn. Nếu như không dừng lại, căn bản sẽ làm hư máy móc. Một tên công nhân hơn 40 tuổi chạy đến nói. Làm hư máy móc, con bà nó, nhà máy này sắp đóng cửa đến nơi rồi, hủy hoại thì sao chứ? Trương lão nhị, anh lúc này không cần quan tâm, tranh thủ đi làm việc, sau khi làm xong đợt hàng này, chúng ta có thể sẽ không cần ở lại nữa. Ông chủ béo tốt vung tay lên, sau đó dùng giọng chân thật đáng tin nói. Viên công nhân có chút do dự. Ông chủ, sản xuất như vậy sẽ không an toàn. Ai nói với anh là không an toàn? Anh đừng quan tâm vô lý, đây là nhà anh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi đang cầm trong tay 3 tháng tiền lương của các anh, mau chóng làm việc, nếu không tất cả đi tong. Khi nghe ông chủ nói đến tiền lương thì Trương lão nhị cúi mặt xuống, cuộc sống không đơn giản, lúc này con trai đang chờ tiền học phí ở nhà. Dù sao thì máy móc bị hỏng cũng không phải là của mình, Trương lão nhị nghĩ như vậy, thế là nhanh chóng đi về vị trí của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 99.